Chương 231, dễ dàng đánh thắng anh. Lâm Thanh Ngân đi tới trước mặt Thẩm Bình Vương, rồi chào hỏi ông ta, Thẩm Bình Vương hài lòng gật đầu cười nói, "Thanh Ngân, cháu đúng là càng lớn càng nổi bật." "Cảm ơn thầy Thẩm đã khen ngợi." Lâm Thanh Ngân khiêm tốn nói. "Thanh Ngân, không biết cháu có đồng ý làm bạn gái học trò chú không? Thằng bé cũng có thể xem là người nghiêm chỉnh, có lẽ đủ xứng đôi với cháu đó." Thẩm Bình Vương cười hỏi. "Chỉ cần anh ấy có thể đánh thắng cháu." Cháu sẽ không ngại làm bạn gái anh ấy." Lâm Thanh Ngân nói. Lưu Vân Trường vội ngẩng đầu lên, cười nói, "Vậy hôm nay tôi có thể thoát khỏi danh hiệu FA rồi." Mấy người xung quanh đều cười vang, nhưng Lâm Thanh Ngân vẫn bình tĩnh nói, "Tôi chỉ thừa nhận thực lực, người có thực lực mạnh hơn tôi mới có thể thuyết phục được tôi, anh đừng vui mừng quá sớm, hôm nay chưa biết ai sẽ đánh thẳng ai đâu." Lưu Vân Trường nở một nụ cười chế giễu, "Anh biết kỹ năng chơi cờ của Lâm Thanh Ngân rất tốt." nhưng với trình độ của anh không khó để đánh thắng cô đây chẳng phải lâm thanh diện ư sao cậu ta lại quay về rồi đúng lúc này có người hét váng lên mọi người đồng loạt quay đầu tìm kiếm bóng dáng lâm thanh diện rất nhanh ánh mắt của mọi người đã tập trung trên người anh chẳng phải cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm à sao lại quay về rồi tên phế vật bị đuổi ra khỏi gia tộc như cậu ta thế mà vẫn còn mặt mũi quay về tôi nghe nói hồi nhỏ Cô chủ nhà họ Lâm có quan hệ rất tốt với Lâm Thanh Diệt, có lẽ cậu ta nghe tin hôm nay thầy Thẩm sẽ tới cầu thân cô chủ nhà họ Lâm, nên cố ý tới đây cướp cô dâu. Anh đừng nói bừa, một đứa con rơi của gia tộc thì có mặt mũi gì để cướp cô dâu chứ? Hơn nữa, hiện nay nhà nước cấm kết hôn cận huyết, cho dù nhà họ Lâm là gia tộc lớn cũng không làm chuyện như vậy. Nói thì nói thế, nhưng ai có thể quản được chuyện người ta bồi đắp tình cảm chứ? Hơn nữa bọn họ cũng không tính là quá gần chẳng phải cô chủ nhà họ Lâm thuộc dòng dõi của một người anh kết nghĩa với ông cụ Lâm năm đó à? Mọi người bàn tán xôn xao về mối liên hệ giữa xuất hiện của Lâm Thanh Diệt và chuyện Thẩm Bình Vương tới đây cầu thân hôm nay. Thẩm Bình Vương và Lưu Vân Trường nghe mọi người bàn tán như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, dù gì mục đích chính của họ hôm nay là muốn thiết lập chuyện kết hôn với Lâm Thanh Ngân, giờ ai cũng nói Lâm Thanh Diện tới quấy rối, tất nhiên bọn họ sẽ hơi khó chịu. Thẩm Bình Vương quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, rồi lạnh lùng nói, chỉ là một đứa con rơi của gia tộc thôi, có tư cách gì mà tranh với học trò tôi. Lưu Vân Trường cũng ít mắt nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt hiện lên vẻ thù địch. Audio điện tử võ tấn bền. Anh ta đảo mắt, rồi quay đầu nhìn Lâm Thanh Ngân nói, Thanh Ngân, có lẽ em cũng hiểu rõ, hôm nay mục đích chủ yếu khi thầy anh dẫn anh tới đây thi đấu với em, là để cầu thân với em, còn việc thắng thua thì tạm gác qua một bên trước đã, nhưng chỉ ít em phải giải quyết sạch sẽ chuyện riêng tư của mình chứ, anh không muốn sau này bị người khác chỉ trỏ, nói anh cướp được từ tay một tên vô dụng." Sắc mặt Lâm Thanh Ngân thay đổi, lạnh lùng nói, "Anh nói lung tung gì đấy, cô không có quan hệ gì với Lâm Thanh Diện." "Anh không muốn biết em có quan hệ với anh ta không, anh chỉ biết rằng mọi người đều nói như thế." Lưu Vân Trường nói. Tiếng bàn tán của mấy người xung quanh càng lớn hơn. Sắc mặt Lâm Thanh Ngân nhất thời trở nên khó coi. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện oán hận, thầm nghĩ nếu hôm nay anh không xuất hiện, mọi người sẽ không bàn tán như vậy. Chẳng lẽ người này thật sự tới đây quấy rối mình ư? Lâm Thanh Diện, anh mau ra ngoài đi, nơi này không hoan nghênh anh, Lâm Thanh Ngân mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười nói, anh xin lỗi, anh chỉ nghe nói hôm nay nơi này có cuộc thi cờ vây, đúng lúc anh cũng có chút nghiên cứu về cờ vây, nên tới đây xem, không hề biết rằng bọn họ muốn mượn cuộc thi để cầu thân với em anh có thể bảo đảm, anh chỉ đứng xem thi đấu, sẽ không quấy rối. Lưu Vân Trường cười lớn ngay, không ngờ anh cũng có nghiên cứu về cờ vây, không biết giờ anh đang ở trình độ nào. À, có lẽ sẽ dễ dàng đánh thắng anh, Lâm Thanh Diện thành thật trả lời. Vừa dứt lời, cả đại sảnh đều xôn xao, có người cho rằng Lâm Thanh Diện đang khiêu khích. Tất nhiên, với trình độ của Lâm Thanh Diện, anh nói thế cũng không có gì quá đáng, hơn nữa đó là anh đã khiêm tốn một chút rồi, bằng không lúc nãy anh sẽ nói mình dễ dàng đánh thắng Thẩm Bình Vương. Lưu Vân Trường nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì trầm mặt ngay, lạnh lùng nói anh có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự muốn giành Thanh Ngân với tôi à? Vẻ mặt Lâm Thanh Ngân cũng đầy gấp gáp, cô cảm thấy hôm nay Lâm Thanh Diện tới đây là để quấy rối cô. Lâm Thanh Diện, anh mà cũng gọi là có nghiên cứu về Cờ Vây à? Hồi nhỏ tôi không hiểu chuyện gì nên mới cảm thấy anh lợi hại, nhưng giờ tôi đã lớn rồi không còn dễ lừa như hồi bé nữa, anh có thể đừng tới đây quấy rối tôi được không? Lâm Thanh Ngân hét vào mặt Lâm Thanh Diệt. Cô vốn định nhân cơ hội ngày hôm nay, để mọi người biết về sự lợi hại của Lâm Thanh Ngân cô, còn chuyện cầu thân gì đó, cô không hề quan tâm, dù gì Lưu Vân Trường cũng được xem là người có thân phận, có ngoại hình, lại có được vinh dự trong giới cờ vây, nên cô rất hài lòng. Nhưng hôm nay, cuộc thi còn chưa bắt đầu, đã bị Lâm Thanh Diện phá hỏng rồi, nói không chừng sau này khi mọi người về bàn tán cô sẽ gán ghép cô với tên phế vật lâm thanh diện này đây là chuyện mà cô không thể nào chấp nhận được lấy trình độ chơi cờ của một thằng nhóc để so sánh với tôi anh thật thú vị sao nào muốn đấu với tôi một trận không tôi sẽ khiến anh mất hết hy vọng lưu vân trường nói anh đừng chấp nhận với anh ta hôm nay buổi thi đấu giữa tôi và anh chắc chắn trình độ của anh ta không bằng anh tôi không có hứng thú với một người không có thực lực đừng lãng phí thời gian nữa chúng ta bắt đầu thôi, Lâm Thanh Ngân nói. Lưu Vân Trường nghe Lâm Thanh Ngân nói thế thì cười nói, em nói cũng đúng, anh đâu cần phải bận tâm một tên phế vật, anh ta chỉ là một đứa con rơi bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm thôi, nếu anh chấp nhận với anh ta, chẳng phải anh quá hẹp hòi à. Nói xong, Lưu Vân Trường ngồi trước chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn đặt một bàn cờ, để cho hai người Lưu Vân Trường và Lâm Thanh Ngân thi đấu. Lâm Thanh Ngân nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện rồi cắn môi, thầm nghĩ mình vẫn nên đợi kết quả cuộc thi rồi mới nói rõ với anh, giờ cô không thể tiếp xúc với anh được. Lâm Thanh Diện cũng không để tâm, dù gì anh cũng thật sự tới đây xem thi đấu, anh chưa bao giờ bận tâm người xung quanh sẽ bàn tán thế nào. Rất nhanh cuộc thi đã bắt đầu, Lâm Thanh Ngân cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, cô cũng không bị Lâm Thanh Diện ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần bắt đầu chơi cờ, nội tâm cô sẽ trở nên cực kỳ yên tĩnh, trong mắt chỉ còn lại quân cờ lưu vân trường tự cho rằng kỹ năng chơi cờ của mình là cao siêu nên mới đầu không để mắt đến lâm thanh ngân anh cảm thấy dựa vào trình độ của mình có thế nào cũng không thể thua cô được nhưng sau khi bắt đầu nửa tiếng lưu vân trường bỗng nhíu mày anh nhận ra mình đang dần mất kiểm soát cục diện trên bàn cờ lúc này mỗi bước đi của lâm thanh ngân vẫn khá vững vàng không hề có sự hoang mang lưu vân trường nhất thời trở nên bối rối nếu hôm nay anh thật sự bị lâm thanh ngân đánh bại anh không những không còn mặt mũi cầu thân với cô, mà còn bị người khác chê cười nữa. Nên anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc, đáng tiếc giờ Lâm Thanh Ngân đã kiểm soát cuộc diện, chỉ đợi từng bước đánh bại Lưu Vân Trường thôi. Lâm Thanh Diện nhìn Lâm Thanh Ngân chơi cờ thì vẻ mặt đầy tán thưởng lấm bẩm, kỹ năng chơi cờ của Thanh Ngân thật sự rất tốt, trầm ốn hơn Lưu Vân Trường này nhiều, xem ra Thanh Ngân sắp thắng trận thì đấu hôm nay rồi. Mấy người xung quanh nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì lộ vẻ mặt xem thường anh thì hiểu cái gì lưu vân trường là học trò của thầy thẩm sao có thể dễ dàng đánh bại được đây gọi là lùi một bước tiến hai bước một người không hiểu cờ vây như anh thì đừng đứng đây nói lung tung người bên cạnh nói lâm thanh diện chỉ mỉm cười không nói gì nữa chẳng mấy chốc lưu vân trường cảm thấy mình thật sự sắp thua rồi vẻ mặt anh đầy gấp gáp nhìn thẩm bình vương với ánh mắt câu cứu sắc mặt thẩm bình vương cũng hơi khó coi ông không ngờ rằng học trò của mình lại không đấu lại một cô gái nhưng ông vẫn vươn một tay ra, hai ngón tay bắt đầu rung lên nhịp nhàng. Lưu Vân Trường nhìn động tác tay của Thẩm Bình Vương thì thầm thở phào nhẹ nhõm ngay, sau đó anh nhìn về phía bàn cờ, tiếp tục chơi cờ với vẻ mặt đầy tự tin. Đây là phương thức liên lạc đặc biệt giữa anh và Thẩm Bình Vương, năm đó Lưu Vân Trường có thể giành được giải á quân cuộc thi cờ vây toàn quốc cũng không thiếu sự trợ giúp của phương thức liên lạc này. Chẳng mấy chốc, Lâm Thanh Ngân đã nhíu mày, cô vốn cảm thấy mình sắp thắng rồi. Nhưng không biết tại sao, Lưu Vân Trường như biến thành một người khác, bóng trở nên rất mạnh mẽ, cuộc diện chắc chắn thắng của cô bị anh ta cứu vãn lại. Lâm Thanh diện cũng chú ý đến ánh mắt của Lưu Vân Trường, sau khi nhìn thấy động tác tay của Thẩm Bình Vương, trên mặt anh lộ ra nụ cười khẩy. Một lúc sau, Lâm Thanh Ngân rơi vào thế bí, cô không hề ngờ rằng, cuộc diện chắc chắn thắng của mình lại bị Lưu Vân Trường mạnh mẽ kéo ngược lại. Cuối cùng, Lâm Thanh Ngân bất giác dĩ thở dài, đứng dậy nói tôi thua rồi lưu vân trường nở nụ cười đắc ý mọi người đều nhìn anh ta với vẻ mặt sùng bái đồng loạt khen ngợi kỹ năng chơi cờ cao siêu của anh ta thanh ngân giờ em đã thua anh rồi nếu anh cầu thân em em sẽ đồng ý chứ lưu vân trường nói lâm thanh ngân đang định mở miệng thì đúng lúc này lâm thanh diện tiến lên một bước lớn tiếng nói đợi một lát mọi người đều quay đầu nhìn lâm thanh diện không biết anh muốn làm gì anh còn muốn gì nữa chẳng lẽ anh muốn bị đuổi ra ngoài à lưu vân trường trừng mắt nhìn lâm thanh diện lâm thanh diện cười nói chỉ sợ lúc nãy anh thắng không vẻ vang gì với trình độ của anh không thể đánh thắng thanh ngân được mẹ kiếp tôi đánh thăng cô ấy thế nào thì mọi người đều nhìn thấy rõ sao tôi lại thăng không vẻ vang gì chứ lưu vân trường nổi giận nói lâm thanh diện lấy điện thoại mở một đoạn video quay lại cảnh tượng lưu vân trường nhìn chằm chằm tay thẩm bình vương còn tay của thẩm bình vương thì dung theo quy luật nếu anh cảm thấy mình dựa vào bản lĩnh để đánh thắng Thanh Ngân, vậy anh giải thích thế nào về đoạn video này? chương 232, dù gì trình độ anh ta cũng thấp. Mọi người đều nhìn vào đoạn video trên tay Lâm Thanh Diệt, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tay của Thẩm Bình Vương trong đoạn video. Nhìn giống như đang gửi tín hiệu, ngón tay dùng có quy luật như thế, không giống như phản ứng tự nhiên. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ Lưu Vân Trường có thể đánh thắng Lâm Thanh Ngân là dựa vào sự chỉ dẫn của thầy Thẩm Hà? Thầy Thẩm là người có thân phận như vậy, đáng lý không nên làm chuyện hạ thấp thân phận của mình chứ? Thẩm Bình Vương và Lưu Vân Trường không ngờ rằng, phương thức liên lạc của hai người lại bị Lâm Thanh Diện phát hiện ra, hơn nữa còn bị anh cầm điện thoại quay lại nữa. Nếu mọi người biết bọn họ dựa vào phương thức này để chiến thắng, sau này danh tiếng của Thẩm Bình Vương sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Lâm Thanh Ngân cũng đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, nhìn chăm chăm cảnh tượng trong điện thoại, rồi quay đầu nhìn Thẩm Bình Vương chất vấn, thầy Thẩm, cho cháu hỏi chuyện này là thế nào. Thẩm Bình Vương hừ lạnh, sắc mặt khó coi, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, Lưu Vân Trường đảo mắt, vội lên tiếng, đây là bệnh không tiện nói ra mà thấy tôi đã mắc phải từ mấy năm trước, năm đó ngón tay ông ấy từng bị thương, bình thường sẽ bất giác run lên, lâm thanh diện, anh dùng bệnh tình của thầy tôi để làm trò cười, có phải hơi quá đáng rồi không? mọi người nghe vậy thì cảm thấy cũng có khả năng dù gì bọn họ cũng không tin rằng thấm bình vương sẽ làm chuyện hạ thấp thân phận như thế đúng đó lâm thanh diện anh thật quá đáng dám lấy chuyện của thầy thẩm ra làm trò đùa đúng là muốn chết mà tôi thấy anh là đối kỳ với lưu vân trường nên cố ý soi mói đúng không lâm thanh diện đã sớm dự đoán phản ứng của mọi người nên chỉ cười nói hóa ra là thế xem ra là do tôi hiểu lãm thầy thẩm rồi nhưng tôi vẫn hơi nghỉ ngờ thực lực của học trò thầy thầm, với trình độ của anh ta thì không thể đánh thắng Thanh Ngân được. Lưu Vân Trường hít mắt, lạnh lùng nói, sao nào, anh cứ muốn gây sự đúng không? Tôi không phải gây sự, tôi chỉ đưa ra chút nghi vấn mà thôi, nếu Thanh Ngân cứ thế đi theo anh, tôi nghĩ sau này cô ấy sẽ hối hận, dù gì tôi cũng là anh trai cô ấy, không thể đẩy cô ấy vào hố lửa được, Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện, anh là cái thá gì mà dám đứng đây chất vấn tôi? Nếu anh không phục thì đấu một trận với tôi, nếu anh có thể đánh thắng tôi, hôm nay tôi sẽ không câu thân với Thanh Ngân nữa, anh dám không?" Lưu Vân Trường hét vào mặt Lâm Thanh Diện. "Tôi cũng có ý này." Lâm Thanh Diện cười nói. "Anh đang muốn đấu với Lưu Vân Trường một trận, để Lâm Thanh Ngân nhận ra trình độ thật sự của anh ta, chỉ có như vậy, mọi người mới bị thuyết phục, bằng không mặc kệ anh nói thế nào, mọi người cũng sẽ không tin." Lúc Lâm Thanh Ngân nghe thấy Lâm Thanh Diện nói anh là anh trai cô, trong lòng cô hơi dao động, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô không thể phủ nhận được sự thật này. Lưu Vân Trường thấy Lâm Thanh Diện đồng ý thì hư lạnh, dứt khoát thu dọn bàn cờ trên bàn rồi ngồi xuống lần nữa. Anh hoàn toàn không để mắt đến Lâm Thanh Diện, theo quan điểm của anh, muốn đánh thắng Lâm Thanh Diện chỉ là chuyện trong phút chốc. Lâm Thanh Diện không hề do dự, đi tới ngồi đối diện Lưu Vân Trường. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện thật sự dám thi đấu với Lăng Văn Chiết, thì lộ vẻ mặt khinh bỉ, trong mắt bọn họ, anh chỉ là một tên phế vật bị đuổi ra khỏi nhà, cho dù học được cách chơi cờ vây, cũng không thể nào sánh lại học trò Thẩm Bình Vương. Vậy mà tên phế vật này vẫn muốn thách đấu với học trò thầy Thẩm, thật nực cười, sao cậu ta không soi lại mặt mình đi, cậu ta thật sự cho rằng mình là cao thủ à? Xem ra năm đó Lâm Thanh Diện bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm không phải không có nguyên do, với IQ của cậu ta, chỉ sợ không thể ở đâu lâu được. Thật ra tôi thích xem thi đấu. Lâm Thanh Diện khoe khoang như vậy, tôi đang đợi cậu ta bị vả vào mặt đấy. Thẩm Bình Vương nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện với sắc mặt khó coi, rồi nói với Lưu Vân Trường, hôm nay nếu ngay cả cậu ta mà con cũng không đánh thẳng được, vậy sau này con đừng nói mình là học trò Thẩm Bình Vương nữa. Lúc nãy hành động mở ám giữa ông và Lưu Vân Trường suýt bị phát hiện, nếu thật sự bị vạch trần, chỉ sợ sau này ông thật sự sẽ mang tiếng xấu trong giới cờ vây, cũng may Lưu Vân Trường phản ứng nhanh, bằng không hôm nay thật sự thảm rồi nên giờ ông hơi oán hận lâm thanh diện muốn thấy anh bị học trò mình hung hăng đánh bại dù có thế nào đi chăng nữa học trò của ông cũng không bao giờ thua một đứa con rơi nhà họ lâm được còn nếu đánh thua điều này chứng tỏ trình độ của ông có vấn đề rồi lâm thanh diện cầm cờ đen đi trước lưu vân trường vẫn mang thái độ đầy khinh thường hoàn toàn không để mắt đến lâm thanh diện lâm thanh diện liếc nhìn anh ta rồi nói nếu anh vẫn dùng thái độ đó chỉ sợ anh sẽ thua rất nhanh đấy anh đừng giả vờ nữa, với trình độ của anh, cho dù tôi nhắm mắt cũng có thể đánh thắng." Lưu Vân Trường khinh thường nói. Lâm Thanh Diện không nói gì nữa, mà bắt đầu nghiêm túc chơi cờ. Chơi cờ giống như đánh trận, không những thử tài đánh cờ, mà còn thử thách tính cách của mỗi người, mặc kệ đối thủ ở trình độ cao hay thấp, cũng phải cư xử nghiêm túc. Cho dù đối thủ có yếu thế nào, cũng có thể giết ngược lại khi đồn vào thế bí, nên lúc đấu cờ, nhất định phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Tính cách đối xử với đối thủ như Lưu Vân Trường, vốn là điều tối thi trong cờ vây, cho dù kỹ năng chơi cờ của anh ta có tốt đến đâu, nhưng tính cách không tốt thì khó mà đạt đến trình độ hàng đầu. Bằng không anh ta sẽ không dựa vào thẩm bình vương mới giành được chức á quân đó. Khoảng 5 phút sau, những người có mặt tại đây đều cảm nhận được Lưu Vân Trường đã rơi vào thế hạ phong, nhưng chỉ có mình anh ta là hồn nhiên không biết gì, vẫn vọng tưởng rằng mình có thể nhẹ nhàng đánh bại Lâm Thanh Diệt. Thẩm Bình Vương thấy Lưu Vân Trường thờ ơ bất cẩn như vậy thì nhíu mày, định nhắc nhở anh ta một chút, dù gì nếu anh ta thua, danh tiếng của ông cũng bị anh liên lụy. Lâm Thanh Ngân thấy tay Thẩm Bình Vương run lên lần nữa thì đảo mắt, mặc dù cô không hề tin lời Lâm Thanh Diện nói, bởi vì cô vẫn hơi kính trọng Thẩm Bình Vương, nhưng khi thấy tay ông ta chỉ run lên khi Lưu Vân Trường thi đấu, trong lòng cô cũng hơi cảm thấy kỳ lạ. Nên cô đi tới bên Thẩm Bình Vương, cố ý che khuất bàn tay đang chỉ dẫn đó của ông ta. Đến lúc này, Lưu Vân Trường mới ý thức được, anh lại phạm sai lâm như lúc nãy, mà bước đi của Lâm Thanh Diện lại giống hệt Lâm Thanh Ngân. Trong lòng Lưu Vân Trường không cam tâm, anh không hiểu tại sao một đứa con rơi của gia tộc lại lợi hại như vậy. Anh không muốn thua, nên chỉ có thể cầu cứu Thẩm Bình Vương. Nhưng lúc anh nhìn về phía Thẩm Bình Vương, lại nhận ra Lâm Thanh Ngân vừa khéo che khuất bàn tay của ông. Lúc này anh thật sự hoảng loạn, không có sự trợ giúp của Thẩm Bình Vương, anh hoàn toàn không thể đánh thắng Lâm Thanh Diện. Tình huống ban nãy anh đối mặt giống hệt với lúc này, nhưng anh chỉ lo đắc ý, hoàn toàn không nhớ rốt cuộc thẩm bình vương đã cứu vãn cục diện trên bàn cờ như thế nào. Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Vân Trường đầy diêu cợt, rồi nói, anh không cảm thấy cục diện này hơi quen à, không biết lần này anh có thể thẳng được không? Tôi không đánh thắng anh dễ dàng như vậy, anh bất giả vờ với tôi đi, tôi có 100 cách khiến anh thua đấy. Đến nước này, Lưu Vân Trường vẫn cảm thấy mình có thể đánh thắng Lâm Thanh Diện. Mấy người xung quanh cũng nghĩ như vậy, bọn họ cũng nhìn ra thế cờ này giống hệt khi nãy, cảm thấy Lưu Vân Trường có thể thắng trận trước thì chắc chắn cũng sẽ đánh thắng trận này. Cục diện này giống hệt với ván trước, chắc chắn Lưu Vân Trường có thể đánh thẳng, có lẽ cậu ấy giỏi về cách thức lật ngược ván cờ, rõ ràng Lâm Thanh Diện đã quan sát cục diện ván trước, thế mà giờ vẫn dám thi với Lưu Vân Trường, cậu ta thua chắc rồi. Anh nói đúng quả thực gióng hệt nhau, chỉ sợ Lưu Vân Trường hơi ngẫm nghĩ lại thì có thể lật ngược ván cờ. Lưu Vân Trường nghe mấy xung quanh bàn tán thì vẻ mặt gấp gáp, nếu là thẩm bình vương thì thật sự có thể cứu vãn thế cờ, nhưng anh thì không bao giờ đủ trình độ. Anh không nghĩ ra, sao Lâm Thanh Diện lại có trình độ cao như vậy, có thể bày ra thế cờ giống hệt Lâm Thanh Ngân. Nếu anh biết Lâm Thanh Diện cố ý dẫn dắt anh chơi như vậy, toàn bộ cục diện trên bàn cờ đều nằm trong tâm kiểm soát của Lâm Thanh Diện, Chắc chắn anh sẽ kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Thiên phú chơi cờ vây của Lâm Thanh Diện đã được bộc lộ từ nhỏ, những thứ mà hồi bé anh thể hiện trước mặt Lâm Thanh Ngân, đã sắp đuổi kịp trình độ chơi cờ bậc thầy rồi. Nhưng Lâm Thanh Ngân còn quá nhỏ, chỉ biết Lâm Thanh Diện rất lợi hại, chứ không biết anh lợi hại chỗ nào, giờ lớn rồi, trong đầu chỉ cho rằng khi đó mình còn nhỏ nên mới cảm thấy Lâm Thanh Diện lợi hại. Thật ra giờ nếu để cô chơi một ván cờ với Lâm Thanh Diện khi đó, việc cô có thể đánh thắng hay không vẫn còn là một ẩn số. Lâm Thanh Ngân thấy Lâm Thanh Diện từng bước tạo thành thế cục như lúc nãy thì từ từ nhíu mày lại. Cô biết muốn chơi thành cục diện giống hệt này, một là cực kỳ ăn may, nhưng xác suất rất nhỏ, hai là một trong hai người có kỹ năng chơi cờ đạt tới trình độ có thể tùy ý khống chế những thay đổi trên bàn cờ. Rõ ràng Lưu Vân Trường không có năng lực này. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện thật sự là cao thủ chơi cờ vây? Lâm Thanh Ngân không biết rằng Lâm Thanh Diện tạo ra thế cờ này là để dạy cô cách chiến thắng ván cờ lúc nãy. Lưu Vân Trường căn răng nhớ lại những chi tiết trong ván cờ trước, miến cưỡng tiếp tục quyết đấu với Lâm Thanh Diện. Dần dần, mọi người đều cho rằng Lâm Vân Trường sắp cứu vãn được cuộc diện lần nữa, vẻ mặt gấp gáp của ớt thảm Bình Vương cũng dịu đi rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thanh Diện bông hạ xuống một quân cờ, phong sát thẳng mọi đường sống của Lưu Vân Trường, làm anh ta không còn một chút hư vọng sống sót mọi người đều kinh ngạc không ngờ rằng ván cờ lại kết thúc nhanh như vậy, hơn nữa còn thắng dứt khoát trong một sát chiêu, người bình thường hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề này. Trong giây phút Lâm Thanh Ngân nhìn thấy Lâm Thanh Diện hạ quân cờ đó, cô chỉ thấy cả người mình cứng nhắc, trong đầu óc lóe lên một tia sáng như thần thông, bao nhiêu hoài nghi trong đầu đều được giải quyết hết. Hóa ra cờ vây có thể đi như vậy, ngực Lâm Thanh Ngân phập phồng, trong lòng khá kích động. Sắc mặt lực vân trường trắng bệch, Nhìn chằm chằm vào ván cờ với ánh mắt vô hồn, không dám tin rằng mình lại thua như thế. Thẩm Bình Vương thấy Lưu Vân Trường đánh thua thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng, "Đồ vô dụng, ngay cả cậu ta cũng không thắng nổi, sau này cậu đừng nói với người khác rằng cậu là học trò Thẩm Bình Vương tôi." "Tôi cảm thấy ông đừng trách anh ta, vì dù gì trình độ anh ta cũng thấp, ông lại không dạy tốt nên chơi thua là chuyện bình thường." Lâm Thanh Diện cười nói. "Cậu đang nói lung tung gì đấy?" Tôi luôn muốn truyền đạt tỉ mỉ cho học trò tôi, là do đầu óc cậu ta ngu ngốc, không học được, liên quan gì đến tôi, Thẩm Bình Vương đen mặt tôi." Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, nói vậy là trình độ thầy Thẩm rất cao siêu, không biết ông có dám đấu với tên phế vật trong miệng người mọi người là tôi không. Chương 233, ông thua rồi. Mọi người nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì hít ngụm khí lạnh, không ngờ anh dám thách đấu với thầy Thẩm trong đội tuyển quốc gia, chuyện này cần bao nhiêu lá gan mới dám nói ra những lời này chứ? Lâm Thanh Diện này thật ngông cuồng, ngay cả thầy thẩm cũng dám thách đấu, chẳng lẽ cậu ta cho rằng, cậu ta đánh thắng Lưu Vân Trường thì có thể đấu với thầy thẩm à? Đúng là một thằng nhãi ngu ngốc, thầy thẩm là tuyển thủ quốc gia, cậu ta có thể đánh thắng Lưu Vân Trường là dựa vào may mắn, dù gì cục diện cũng giống hệt ván trước, cậu ta đã quan sát trận đó trước rồi, tất nhiên cơ hội thăng sẽ lớn hơn, nếu cậu ta cho rằng như vậy có thể phân cao thấp với thầy thẩm, vậy thì cậu ta thật sự quá ngây thơ rồi một người đáng sợ nhất chính là không biết rõ địa vị của mình, giống như Lâm Thanh Diện đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm rồi, vậy mà vẫn cảm thấy mình là người ưu tú, sớm muộn gì cũng bị sự ngông cuồng của mình hại chết. Lâm Thanh Ngân nghe Lâm Thanh Diện muốn thách đấu với Thẩm Bình Vương, thì cũng nhíu mày, rồi đi tới trước mặt nói: Lâm Thanh Diện, anh đang nói lung tung gì đấy? Anh không thể tưởng tượng được thực lực của thầy thẩm đâu, mau xin lỗi thầy ấy đi. Ông ta có thể trở thành tuyển thủ quốc gia, tất nhiên thực lực sẽ không yếu nhưng anh rất có lòng tin với mình nếu anh đã thắng học trò ông ta rồi không bằng đấu tiếp một trận với ông ta như vậy mọi người sẽ không cảm thấy anh đánh thẳng học trò ông ta là dựa vào may mắn lâm thanh diện cười nói lâm thanh ngân nghe lâm thanh diện nói vậy thì cắn môi ngay lâm thanh diện cho dù anh tự tin đến đâu cũng không thể thắng thầy thẩm được anh đừng ngồi đây mơ mộng hão huyền nữa nói xong lâm thanh ngân tức giận xoay người đi tới chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống Lâm Thanh Diện cũng không để tâm đến cô, mà nhìn Thẩm Bình Vương hỏi, không biết thầy Thẩm có dám đấu một ván với tôi không? Thẩm Bình Vương hừ lạnh nói, chỉ là một thằng nhóc mới học nghề thôi, có gì không dám chứ, chỉ sợ đến lúc cậu thua rồi, bị mọi người chê cười thì đừng tới tìm tôi gây sự. Lâm Thanh Diện tôi không phải hạng người đó, hơn nữa. Tôi không cảm thấy mình sẽ thua ông, Lâm Thanh Diện cười nói. Mãi người xung quanh đều cười nhạo, rõ ràng cảm thấy Lâm Thanh Diện đang mạnh miệng. Ông Độ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hơi bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm tính khí vẫn hơi bất ổn, có thể nói kỹ năng chơi cờ của Thẩm Bình Vương rất cao siêu, trình độ này cần phải có thời gian để mài rũa, không chỉ đơn giản dựa vào thiên phú là có thể bù đắp được, xem ra hôm nay Lâm Thanh Diện phải thua rồi. Lưu Vân Trường từ trên ghế đứng dậy, Đến giờ anh ta mới dần tỉnh táo lại từ trong sự thất bại lúc nãy, nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn thách đấu với Thẩm Bình Vương thì nở nụ cười khẩy, anh cũng muốn thách đấu với thầy tôi thật nực cười kỹ năng chơi cờ của thầy ấy đã đạt đến trình độ suốt quỷ nhập thần sao có thể để anh vì tiện thách đấu được lưu vân trường tức giận nói tôi có thể khiêu chiến hay không thì một người bại dưới tay tôi như anh cũng không có tư cách để bình luận lâm thanh diện nói anh lưu vân trường siết chặt nằm đấm ngay hận không thể xông lên đấm mấy phát vào mặt lâm thanh diện Hừ, tôi không thèm so đo với anh cho dù anh đánh thăng thì sao Cuối cùng cũng chỉ là đứa con rơi bị đuổi khỏi gia tộc, sự tồn tại của anh không hề có tính nguy hiếp với tôi. Lưu Vân Trường hư lạnh, rồi rời khỏi chỗ ngồi, không thèm tranh luận với Lâm Thanh Diện nữa. Thẩm Bình Vương đi về phía đối diện với Lâm Thanh Diện, rồi ngồi thẳng xuống chỗ ngồi khi nãy của Lưu Vân Trường. Lãm Thanh Diện thu dọn bàn cờ xong thì nhìn Thẩm Bình Vương cười nói, xin mời. Thẩm Bình Vương không nói một câu, mà cầm cờ đen đi trước, thầm nghĩ nhất định phải hung hăng đánh bại Lâm Thanh Diện bằng không thằng nhóc đó sẽ hoanh hoang lắm. Mấy người xung quanh đều tập trung tinh thần nhìn hai người quyết đấu, trong lòng họ nghĩ, Lâm Thanh Diện đã thua rồi. Theo tôi thấy, để thầy thẩm dậy thằng nhãi ngông cuồng này một bài học cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể để cho cậu ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, để sau này cậu ta không còn ngông cuồng trước mặt nhiều người như vậy nữa. Anh nói đúng, nếu đã biết hôm nay chắc chắn thầy thẩm sẽ thắng trận này, vậy chúng ta thử đoán xem, thằng nhóc này có thể kiên trì bao lâu trong tay thầy thẩm. Tôi cảm thấy sẽ không quá 10 phút, thằng nhóc này không có sức chống đỡ với thầy thẩm. 10 phút thì quá ít, lúc nãy khi cậu ta quyết đấu với Lưu Vân Trường, quả thật trình độ cũng không yếu, tôi thấy có lẽ sẽ kiên trì 20 phút. Lúc mọi người đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cuộc so tài giữa Lâm Thanh Diện và Thẩm Bình Vương, thì hai người Lạc Hân và Lạc Tâm đã đi tới cửa, lúc này gương mặt Lạc Hân tiêu tụy, môi trắng bệch, trông có vẻ yếu ớt như bị bệnh nặng lạc hân không hề mắc bệnh gì nhưng để đối phó với lâm thanh diện bà cần phải giả vờ bị bệnh nặng vẻ tiêu tụy trên mặt cũng chỉ là hóa trang thôi tên phế vật này thế mà dám quyết đấu với thầy thấm bình vương không biết nó lấy đâu ra tự tin nữa sao chị lại sinh ra một đứa ngông cuồng ngu ngốc như này chứ năm đó chị không nên sinh nó ra mới đúng lạc hân nhíu mày nhìn lâm thanh diện ngôi trong đại sảnh vẻ mặt đầy khó chịu nói chị chị đừng nói thế nói thế nào thằng bé cũng là con trai chị là cốt nhục ruột thịt của chị. lạc tâm ở bên cạnh cười nói chị không có cốt nhục như vậy, nó chỉ là kết quả khi chị ép vào thế bất đắc dĩ thôi. cả đời này chị sẽ không bao giờ thừa nhận lâm thanh diện là con trai chị, chị chỉ có một đứa con trai đó là diệu của chị. lạc hân nói lần này lạc tâm chỉ cười chứ không nói gì đúng rồi bữa tối mà chị bảo em thu xếp đã chuẩn bị xong chưa tối nay chúng ta phải bắt nó lại đợi ngày mai giao nó cho thương hội thiên nguyên chị không muốn rượu tiếp tục ở dưới tầng hầm nữa lạc hân nói em đã chuẩn bị xong rồi đợi lâm thanh diện đi qua tìm chị bọn em có thể ra tay với cậu ta em đoán có lẽ chơi xong ván cờ này cậu ta sẽ đi qua tìm chị thôi lạc tâm nói lạc hân bĩu môi nói có thế nào thì cậu ta cũng không thể đánh thắng thầy thẩm giờ em về chuẩn bị một lát đi nghĩ đến chuyện phải giả vờ làm một người mẹ hiền từ trước mà tên phế vật này trong lòng chị lại thấy buôn nôn nói xong bà ta xoay người rời khỏi đây. Lạc tâm quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện đang ngồi trong đại sảnh, trên mặt nở nụ cười chế riêu rồi cũng rời khỏi đây. Lâm Thanh Diện đang tập trung tinh thân vào bàn cờ, anh có cảm nhận rất rõ, trình độ của Thẩm Bình Vương hoàn toàn không thể so sánh với Lưu Vân Trường, ông ta có thể trở thành tuyển thủ quốc gia, tất nhiên sẽ không phải nhân vật đơn giản. Nhưng sự hiểu biết của Lâm Thanh Diện với kỹ thuật chơi cờ vây cũng không đơn giản như mọi người nghĩ, trải qua mấy nước cờ với Thẩm Bình Vương, anh đã tìm ra nước cờ của ông ta, mặc dù muốn thắng ông ta là việc khó khăn, nhưng không phải không thể. Hai người chơi cờ như đang tiền hành xung đột tư tưởng nào đó mà hai người nắm giữ, người có tư tưởng tính cách khác nhau, cũng sẽ có phong cách chơi cờ khác nhau. Thiên phú của Lâm Thanh Diện là để anh có thể tìm ra nhược điểm trong tính cách đối thủ của mình, đồng thời tiến hành phản kích trong khoảng thời gian ngắn nhất, chỉ cần tìm đúng cách sẽ đánh bại được đối thủ. Thẩm Bình Vương thật sự là bậc thầy trong giới cờ vây, nhưng cũng vì thân phận này đã nuôi dưỡng tính cách tự cao tự đại của ông ta, có thể Thẩm Bình Vương rất chú ý đến mặt mũi của mình, nên lúc chơi cờ, ông ta cũng cố gắng dùng mấy chiêu thức phóng khoáng để đối phó với đối thủ của mình. Những người quyết đấu với ông ta cũng là người có trình độ cao siêu, thực lực mạnh mẽ, nên họ sẽ không sử dụng mấy chiêu thức tà đạo. Nên ông ta không thể nào chấp nhận mấy chiêu thức tà đạo đó, lâu dần, trên ván cờ của Thẩm Bình Vương sẽ xuất hiện mấy lỗ hổng. Một khi đối thủ dùng mấy chiêu thức tà đạo đó, ông sẽ không có sức để chống đỡ. Giờ Lâm Thanh Diện đang sử dụng cách thức tà đạo này để vây đánh Thẩm Bình Vương. Trong từ điển của Lâm Thanh Diện, không hề có sự khác biệt giữa quang minh chính đạo và tà đạo, chỉ cần có thể chiến thắng thì bạn sẽ làm vua, không ai để ý đến chuyện bạn chiến thắng thế nào, thứ mà mọi người quan tâm chỉ có kết quả. Với trình độ tà đạo này cũng muốn đánh thẳng tôi sao? Thật nực cười, Thẩm Bình Vương khá xem thường chiến lược của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, chỉ chú tâm vào chiến lược của mình, mỗi một nước cờ đều tác động đến sự thay đổi toàn bộ cục diện. Khoảng một tiếng sau, Thẩm Bình Vương nhíu chặt mày, đã sớm không còn dáng vẻ ung dung tự tại như trước nữa, giờ trên mặt ông ta chỉ còn lại vẻ lo lắng và hoang mang. Lâm Thanh Diện vẫn luôn bình tĩnh, mỗi một quân cờ anh đặt xuống, đều làm cho Thẩm Bình Vương trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đến nước này rồi, xem như anh đã đạt được mục đích của mình. Giờ mấy người xem cuộc quyết đấu ở xung quanh đều im bặt, mới đầu, bọn họ còn thảo luận Lâm Thanh Diện sẽ thua thẩm Bình Vương trong thời gian bao lâu, nhưng sau đó, bọn họ nhận ra rằng anh có thể phân cao thấp với thẩm Bình Vương. Thậm chí càng về sau, Lâm Thanh Diện còn có xu thế hơi lấn át thẩm Bình Vương, điều này đã làm mọi người tràn đầy kinh ngạc. Lâm Thanh Ngân nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, lúc nãy cô còn nói chắc chắn anh không bao giờ thắng được thẩm Bình Vương, nhưng giờ cô không dám nói lời này nữa hơn nữa trong lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác áy náy với lâm thanh diện cô biết mấy năm nay mình đã hiểu lầm anh rồi cô luôn xem cờ vây là ước mơ mình theo đuổi đồng thời cô cũng bộc lộ thiên phú kinh người trong cờ vây lúc lâm thanh diện bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm những tin tức tiêu cực đập vào mặt bị ảnh hưởng bởi những tin tức này cùng với lời khuyên bảo của mọi người xung quanh lâm thanh ngân bắt đầu cảm thấy anh không xứng với mình lúc nãy khi lâm thanh diện đánh thăng lưu vân trường Lâm Thanh Ngân cũng cảm thấy trong đó có một phân may mãn. Nhưng giờ Lâm Thanh Diện ngang tài ngang sức với Thấm Bình Vương, điều này đã làm thành kiến nào đó trong lòng cô bắt đầu buông lỏng. Mọi người đều nín thở tập trung vào bàn cờ này, hình như ván này sắp đi tới hồi kết rồi. Thẩm Bình Vương đặt quân cờ xuống, trong lòng hơi thấp thỏm, ông đã hết cách rồi. Lâm Thanh Diện nhìn quân cờ mà Thẩm Bình Vương đi, trên mặt nở nụ cười đã sớm dự tính từ trước, rồi đặt một quân cờ xuống, sau đó đứng dậy khỏi ghế ngay, lớn tiếng nói. Thật ngại quá, ông thua rồi, chương 234, tìm một gia đình đàng hoàng gả vào. Toàn bộ đại sảnh im phăng phắc, mọi người nhìn ván cờ trên bàn cờ với vẻ mặt khó tin, ai nấy đều đang chìm trong suy nghĩ. Bố cục trên bàn cờ đã đi vào ngõ cụt, dù thực lực của thẩm bình vương có mạnh đến đâu cũng khó có thể cứu vãn được cục diện này. Cậu ta, cậu ta thực sự thắng rồi ư, tại sao có thể như vậy được? ông ấy là bậc thầy thẩm bình vương đấy. Tại sao ông ấy lại thua một kẻ ăn hại chứ? Trời ơi, ngay cả bậc thầy cũng không phải là đối thủ của cậu ta, như vậy có nghĩa là trình độ của cậu ta đã đạt tới trình độ của tuyển thủ quốc gia rồi sao? Chẳng lẽ không phải Lâm Thanh Diện kiêu căng ngạo mạn đã bị bậc thầy thẩm dậy dỗ một phen ư? Tại sao cái kết cục này lại khác với những gì tôi đã nghĩ thế? Hai mắt thẩm bình vương vô hồn nhìn vào bàn cờ, đầu óc trống rỗng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua một thứ ăn hại đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, tiếng tăm một đời của ông ta đã hoàn toàn bị hủy hoại trong hôm nay rồi. Tôi, tôi thua rồi, thua trên tay một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Lâm. Thấm Bình Vương cảm thấy cả người không còn sức lực, nếu hôm nay ông ta thua bởi một người cùng đẳng cấp thì ông ta vẫn cảm thấy không sao. Dù sao thắng bại là lẽ thường tình, thế nhưng hôm nay ông ta lại thua trong tay Lâm Thanh Diệt, là một kẻ ăn hại đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm từ mấy năm trước Trong tương lai khi nhắc đến chuyện này Người ta sẽ liên tưởng ông ta với Lâm Thanh Diệt Bởi vì ông ta là kẻ bại trận trên tay Lâm Thâm Diệt Và đây sẽ là vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời ông ta Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diệt thắng ván cờ Hồi lâu sau Lâm Thanh Ngân vẫn không có phản ứng Ánh mắt của cô ta lấp lánh nhìn chầm chầm Lâm Thanh Diệt Lúc này dường như cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diệt người mà cô ngưỡng mộ từ thời nhỏ đã trở lại. Cô ta là một người rất si mê cờ vây, vì vậy chỉ cần khiến cô ta khâm phục bằng ván cờ, là cô ta sẽ sinh ra hảo cảm một cách khó hiểu. Đó là lý do tại sao cô ta đã hứa với Lưu Vân Trường, chỉ cần Lưu Vân Trường có thể đánh bại cô ta, thì cô ta sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã thể hiện tài chơi cờ tuyệt vời hơn Lưu Vân Trường, thậm chí còn cao hơn trình độ của Thẩm Bình Vương hiển nhiên điều này đã khiến tim của Lâm Thanh Ngân đập rộn ràng. Thêm vào đó, khi còn bé cô ta đã vô cùng ngưỡng mộ Lâm Thanh Diệt, bây giờ Lâm Thanh Diệt lại còn đánh bại cả thấm Bình Vương, cho nên tất cả sự sùng bái của cô ta lập tức đều bị phơi bày ra hết. Trước đây thái độ của mình đối với anh ấy tệ như vậy, anh ấy có chán ghét mình không? Chắc là không đâu nhỉ, mình với anh ấy chơi chung từ nhỏ, hơn nữa dáng vẻ của mình cũng không tệ lắm, có lẽ anh ấy cũng sẽ không ghét mình nhỉ lâm thanh ngân lấm bẩm trong lòng lưu vân trường căm tức nhìn chằm chằm lâm thanh diện anh ta không hiểu tại sao kẻ bị mọi người hát hủi này lại có thể thắng cả sư phụ của anh ta cậu bớt đắc ý ở đây đi sư phụ tôi chẳng qua chỉ là nhường cậu một chút thôi cậu thật sự cho rằng cậu có thể thắng được sư phụ tôi sao sư phụ người chơi với cậu ta một ván nữa đi lần này người đừng nhường cậu ta nữa để cho cậu ta biết sự lợi hại của người lưu vân trường nói Mọi người khinh thường nhìn Lưu Vân Trường, bọn họ thấy rõ ràng trong cuộc đối đầu vừa rồi ngay từ đầu Thẩm Bình Vương đã không nhường Lâm Thanh Diệt, ngược lại là bị Lâm Thanh Diệt ép sát từng bước, từ từ bị ép vào ngõ cụt. Sau khi Thẩm Bình Vương nghe được những lời này của Lưu Vân Trường thì sắc mặt của ông ta càng thêm khó coi. Ông ta vốn dĩ đã cực kỳ mất mặt rồi, kết quả Lưu Vân Trường lại nói ra những lời như vậy, càng khiến ông ta không thể rút lui. Thậm chí ông ta có phần không hiểu tại sao bản thân lại nhận một đệ tử ngu như heo thế này. Cậu cút ra ngoài cho tôi, từ nay về sau tôi không có tên đệ tử như cậu. Sao cậu không đấu thêm một ván nữa với cậu ta? Tôi thật hối hận vì đã nhận cậu làm đệ tử." Thẩm Bình Vương hét lên với Lưu Vân Trường. Lưu Vân Trường sững sờ, anh ta không ngờ Thẩm Bình Vương lại không cần đệ tử là anh ta nữa, chuyện này khiến anh ta cuống lên. "Sư phụ, là con nói nhầm rồi, người đừng nóng giận." Con xin lỗi người, người tuyệt đối đừng đuổi con đi mà." Lưu Vân Trường chạy đến trước mặt Thẩm Bình Vương, khổ sở van nài nói. Thẩm Bình Vương hừ lạnh một tiếng, lớn giọng nói, "Cậu có cầu xin tôi cũng vô dụng. Hôm nay nếu không phải vì cậu thì tôi cũng sẽ không mất mặt như vậy, sau này cậu không còn là đệ tử của Thẩm Bình Vương tôi nữa rồi. Giữa tôi và cậu không còn bất kỳ liên quan gì nữa." Thẩm Bình Vương chút hết bực tức trong lòng lên người Lưu Vân Trường, và cắt đứt luôn quan hệ thầy trò giữa ông ta và Lưu Vân Trường. Lưu Vân Trường ngơ ngác nhìn Thẩm Bình Vương, anh ta làm sao ngờ được hôm nay bọn họ tới cầu hôn, mà bây giờ lại đi đến kết cục như vậy. Lâm Thanh Diện liếc nhìn bọn họ, cười nói, vừa rồi cũng coi như là Lưu Vân Trường thắng Thanh Ngân rồi, không phải các người tới cầu hôn sao? Vậy hôm nay màn cầu hôn này có tiếp tục nữa không? Thẩm Bình Vương tức giận liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Diện, cậu bớt kiêu ngạo lại đi. Trên đời này còn rất nhiều người tài giỏi hơn cậu, cậu đừng cho rằng thắng tôi một lần thì có tư cách kiêu ngạo." Ông ta nói xong thì phất tay áo rời khỏi đại sảnh. Lưu Vân Trường cũng oán giận liếc nhìn Lâm Thanh Diệt, giữ tợn hét lên, "Cậu chờ đó cho tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu." Anh ta nói xong cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài, trong miệng còn không ngừng gọi sư phụ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn Lâm Thanh Diệt, không ngờ anh ta lại thật sự chọc giận Thẩm Bình Vương khiến ông ta bỏ đi. Hơn nữa, theo như câu nói lúc nãy của Lâm Thanh Diệt, cho dù anh nói rằng anh đến đây không phải để quấy rối Lâm Thanh Ngân thì mọi người đều sẽ không tin. Điều này rõ ràng là vì muốn quấy rối màn cầu hôn của Lâm Thanh Ngân mà. Lâm Thanh Ngân cũng hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô ta không trách Lâm Thanh Diệt, ngược lại còn có phần phấn khích, dù sao thì Lưu Vân Trường và Thẩm Bình Vương đã thua Lâm Thanh Diệt. Điều này đã chứng tỏ sự xuất sắc của Lâm Thanh Diệt con gái không có sức miễn dịch đổi với con trai xuất sắc càng không nói đến việc lâm thanh ngân đã từng sùng bái lâm thanh diện trước đây cô ta cũng cảm thấy hôm nay lâm thanh diện tới đây là để phá hoại màn cầu hôn của lưu vân trường nếu thật sự như vậy chẳng phải nói rõ lâm thanh diện có ý với cô ta sao nghĩ đến đây nhịp tim của lâm thanh ngân lập tức đập nhanh lên cô ta bước tới trước mặt lâm thanh diện ngượng ngùng nhìn anh hỏi anh lâm thanh diện làn này anh trở về là vì em sao Lâm Thanh Diện cũng sửng sốt khi nghe Lâm Thanh Ngân khôi phục lại cách gọi mình, chỉ có điều anh lập tức cảm nhận được cảm xúc chứa đựng trong tiếng gọi này, đã không còn hồn nhiên, trong sáng như trước nữa rồi. Anh mỉm cười lắc đầu nói với Lâm Thanh Ngân, lần này tôi quay về là để lấy bức thư mà năm đó ba tôi đã để lại cho tôi, không có liên quan gì với cô. Lâm Thanh Ngân nghe được lời này của Lâm Thanh Diện nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát, Đồng thời oán giận Lâm Thanh Diện quá ngốc thậm chí cô ta còn thoáng cảm thấy Lâm Thanh Diện là cố ý nói như vậy, dù sao nếu như không phải vì cô, Lâm Thanh Diện sao lại có thể cam nguyện liều lĩnh đối đầu với Thẩm Bình Vương, đến phá rối màn cầu hôn của Lưu Vân Trường chứ? Cô ta không biết, Lâm Thanh Diện đối đầu với Thẩm Bình Vương cũng không hề gánh vác bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với Lâm Thanh Diện mà nói Thẩm Bình Vương hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Anh ra tay giúp đỡ Lâm Thanh Ngân thật ra chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa anh giúp Lâm Thanh Ngân, cũng là dựa trên tình cảm trước kia, anh đối với Lâm Thanh Ngân bây giờ không có bất kỳ cảm giác nào, trong lòng của Lâm Thanh Diện bây giờ chỉ có một mình hứa bích hoài. Ôi, anh Lâm Thanh Diện, anh đừng không thừa nhận. Em biết anh rất xấu hổ, nhưng không sao cả, em sẽ ghi nhớ lòng tốt của anh đối với em. Từ nay về sau, anh Lâm Thanh Diện không cho phép em đồng ý lời cầu hôn của người khác thì em sẽ không đáp ứng bọn họ. Lâm Thanh Ngân nói. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười nhìn cô ta nói, "Sau này đừng nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn vậy nữa. Tôi chỉ là cảm thấy nhân phẩm của Lưu Vân Trường kia quá tệ, cho nên mới giúp cô mà thôi. Tôi đã kết hôn rồi, cô có đồng ý lời cầu hôn của người khác không, đâu có liên quan tới tôi." Lúc này Lâm Thanh Ngân mới nhận ra Lâm Thanh Diện không phải đang nói đùa với cô ta. Cô ta có thể cảm nhận được điều đó qua giọng nói của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bây giờ không có bất kỳ tình cảm gì với cô. Trên mặt cô ta lập tức hiện lên một tia ngượng ngùng, mừng hụt nửa ngày thì ra là do cô ta tưởng bở. Nhưng mà, cô ta bây giờ cũng rất xuất sắc, tại sao Lâm Thanh Diện lại không có tình cảm với cô ta, là bởi vì thái độ trước đó của cô ta sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện dâng lên một tia hối hận, nếu cô ta biết trước Lâm Thanh Diện không đơn giản như mình nghĩ thì cô ta sẽ không đối xử với Lâm Thanh Diện bằng thái độ đó. Lâm Thanh Diện bắt đắc dĩ lắc đầu, anh không ngờ ngay cả lâm thanh ngân lúc còn bé ngây thơ hồn nhiên là vậy mà cũng không thể tránh khỏi thói đời lâm thanh ngân sau khi trưởng thành cũng trở thành người trông mặt mà bắt hình rong bởi vì mấy câu nói của người khác mà sinh ra ấn tượng cứng nhắc với người khác tất nhiên mỗi người đều có số phận của riêng mình và cuối cùng họ sẽ ra sao không phải là chuyện lâm thanh diện có thể quyết định được anh cũng không thể lo nhiều như vậy lâm thanh diện mỉm cười nói với lâm thanh ngân cô hãy tìm một người đàng hoàng rồi gả cho họ chúc cô hạnh phúc Lâm Thanh Diện nói xong thì xoay người ra khỏi đại sảnh. Lâm Thanh Ngân ngây người nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện. Cô ta không cam lòng nhưng giọng điệu lúc nãy của Lâm Thanh Diện rõ ràng đã nói cho cô ta biết giữa cô ta và Lâm Thanh Diện là không thể. Đời này của cô ta sợ là mãi mãi sẽ không theo kịp bước chân của Lâm Thanh Diện rồi. chương 235, bức thư của Lâm Trung Thiên. Lâm Thanh Diện đứng trong sân hít sâu một hơi trong lòng cũng thoáng xúc động không ngờ khi trở lại nhà họ lâm con người và mọi thứ ở đây lại thay đổi nhiều như vậy ngay cả lâm thanh ngân cũng trở nên tâm thường từ đó có thể thấy muốn giữ được trái tim của mình thuần khiết trong một xã hội như này là một chuyện khó khăn dường nào mà sở dĩ tại sao trong lòng lâm thanh diện chỉ có một mình hứa bích hoài là vì bích hoài có thể làm được điều đó dù đối mặt với cám dỗ lớn đến đâu hứa bích hoài cũng chưa bao giờ để bản thân mất phương hướng dù cô cũng có rất nhiều khuyết điểm nhưng lâm thanh diện không quan tâm chỉ cần cô giữ được trái tim của mình là đủ để khiến lâm thanh diện say mê rồi sau khi xuống máy bay đến giờ chắc hẳn cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ lúc này một giọng nói vang lên sau lưng lâm thanh diện lâm thanh diện xoay người lại thì thấy lạc tâm đã đứng sau lưng anh từ lúc nào lúc lạc tâm chưa nói anh cũng không có cảm giác gì bây giờ cô ta vừa nói vậy anh lập tức cảm thấy hơi đói bụng lạc tâm thấy được phản ứng của lâm thanh diện cười nói cho mẹ cậu đã chuẩn bị xong món ngon đãi cậu, cậu đã trở về cũng được một lát rồi, chắc hẳn cũng đã hơi hiểu được phần nào tình hình hiện tại của nhà họ Lâm, bây giờ cũng đến lúc gặp mặt mẹ cậu rồi. Ngoặc kép, Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, cũng không phân vân nữa, mở miệng nói, gì dẫn tôi đến đó đi. Lạc Tâm dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía sâu trong sân, một lúc sau, hai người họ đến được khu nhà riêng của Lạc Hân. Lạc Tâm đưa Lâm Thanh Diện vào trong phòng, Lâm Thanh Diện phát hiện cách bày trí nơi này không khác gì khi anh còn bé, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Giữa phòng có một cái bàn, trên bàn bày đầy thức ăn. Mà lúc này bên trong giường, Lạc Hân bệnh tật triền miên đang nằm trên đó, sau khi thấy Lâm Thanh Diện đi vào, lập tức ngồi dậy từ trên giường, tiếp sau đó là một chàng ho khan kịch liệt. Diện à, là con sao? Diện của mẹ, cuối cùng mẹ cũng gặp lại con rồi, Lạc Hân dưng dưng nước mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nếu tài diễn xuất này của bà ta được người khác phát hiện thì chắc chắn sẽ đạt được giải oscar lâm thanh diện nhìn bà ta bằng ánh mắt bình tĩnh sau khi trải qua chuyện năm đó lâm thanh diện đã hoàn toàn thất vọng với lạc hân bây giờ cho dù bà ta có thể đối xử với lâm thanh diện thế nào cũng không thể khiến anh có tình cảm với bà ta như trước lần này tôi quay về là vì bức thư mà ba tôi để lại cho tôi bà không cần phải diễn trước mặt tôi nữa đưa bức thư cho tôi tôi sẽ cầm lá thư và rời khỏi đây ngay lập tức lâm thanh diện nói lạc hân ngay lập tức tỏ ra hối hận nói diện à chuyện xảy ra năm đó là mẹ làm không đúng con tha thứ cho mẹ được không con cũng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mẹ rồi bây giờ mẹ đã không còn cáng đáng được chuyện của nhà họ lâm rồi nhà họ lâm cần con con ở lại tiếp quản sản nghiệp của nhà họ lâm đi cho dù tôi không tiếp quản thì nhà họ lâm vẫn sẽ tiếp tục phát triển có rất nhiều người muốn vị trí này tôi không cần phải nhúng tay vào. Không phải bà còn một người em gái sao? Nếu bà chết, gì ta vẫn có thể tiếp quản nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Lạc Tâm. Lạc Hân cắn môi bước luôn xuống giường, lảo đảo đi về phía Lâm Thanh Diện, nhưng bà ta lập tức mất thăng bằng, ngã ngay xuống đất. Lúc nãy khi Lâm Thanh Diện thấy Lạc Hân sắp ngã, anh đã muốn đỡ bà ta nhưng cuối cùng anh vẫn đứng yên nhìn. Lạc Tâm thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ Lạc Hân dậy, cao mày nhìn Lâm Thanh Diện, hét lớn lâm thanh diện dù sao chị ấy cũng là mẹ của cậu vừa nãy cậu trơ mắt nhìn thấy chị ấy ngã xuống cũng không thể đỡ chị ấy một cái được sao môi của lâm thanh diện hơi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì lạc tâm vừa nói như vậy khiến anh cảm thấy quả thật lúc nãy anh nên đi đỡ bà ta mới đúng chỉ là năm đó lạc hân đối xử với lâm thanh diện quá mức tuyệt tình cho nên lâm thanh diện mới trở nên lạnh lùng như vậy em đừng nói diện như vậy dù sao năm đó là do chị không đúng trong lòng thằng bé oán hận chị là bình thường, chị biết muốn thằng bé xóa bỏ những oán hận này là rất khó, chị không trách thằng bé lạc hân chật vật đứng dậy nói, chị ơi, đáng lẽ chị không nên bảo đứa con có lòng giả dạ sát đá này quay về, lạc tâm tức giận nói, không sao, dù sao chị cũng không sống được bao lâu nữa, nguyện vọng cuối cùng của chị là có thể gặp được thanh diện một lần, chỉ cần có thể nhìn thấy thằng bé là chị cũng yên tâm rồi điều tiếc nuối duy nhất chính là lúc còn sống chị không có cách nào bù đắp cho thằng bé, để thằng bé có thể tha thứ cho chị. Lạc Hân nói xong thì khóc nức lên. Lạc Tâm cũng nước mắt lưng tròng nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diệt, trong mắt tràn ngập vẻ trách cứ. Lâm Thanh Diệt bị cảnh tượng chị hát em khen hay này khiến cho trong lòng hơi dao động, nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu cảm gì. Lãy lá thư đó ra, tôi không muốn chậm chế quá nhiều thời gian của bà, Lâm Thanh Diệt nói. Được, được rồi, con ngồi xuống ăn cơm trước đi. Mẹ đi tìm lá thư đó cho con, con vẫn chưa ăn cơm phải không? Con ăn gì trước đã, đợi sau khi con ăn rồi mẹ sẽ đưa thư cho con sau." Lạc Hân nói. Sau đó bà ta xoay người lại, run rẩy đi tìm bức thư. Lạc Tâm nhìn Lâm Thanh diện mở miệng nói, "Cậu không ngồi xuống ăn chút gì sao? Một bàn thức ăn này là do chị ấy vác theo đau bệnh nấu cho cậu đấy. Nếu lần này cậu về đây là chỉ vì bức thư đó?" Mà bàn thức ăn chị ấy đã cực khổ làm cho cậu, cậu lại không nếm thử một miếng thì sợ rằng mãi cho đến lúc nhắm mắt chị ấy cũng sẽ luôn mang theo tiếc nuối. Lạc Tâm, em đừng nói như vậy, chỉ là mấy món ăn mà thôi. Lâm Thanh Diện không muốn ăn thì em đừng ép thằng bé nữa, Lạc Hân quay đầu lại nói. Lâm Thanh Diện hết cách, nhìn thấy hai người này đều nói như vậy, chỉ đành bước tới trước bàn ngồi xuống, nhìn thấy những món ăn trên bàn là những món hồi nhỏ anh thích ăn, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng hơi cảm động. Anh cầm đũa nếm thử, khoảnh khắc khi nuốt xuống ngụm thức ăn kia, anh lập tức trao mày, thức ăn này hình như có gì khác lạ. Các người đã cho gì vào trong thức ăn? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Có lẽ mấy món này để lâu nên mùi vị hơi tệ. Sức khỏe của mẹ không ổn, bản lĩnh nấu ăn cũng sụt giảm nhiều. Nếu không hợp khẩu vị của con thì con đừng ăn nữa. Lạc Hân cầm một phong thư đi tới, ngồi xuống đối diện với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn thấy bức thư, lập tức gạt chuyện món ăn sang một bên, trong đầu chỉ để ý đến bức thư này. "Đưa thư cho tôi." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lạc Hân đưa bức thư cho Lâm Thanh Diện, khoảnh khắc khi Lâm Thanh Diện nhận bức thư, anh phát hiện bàn tay của Lạc Hân được bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người sắp chết nên có. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của anh không, anh chỉ cảm thấy sắc mặt của Lạc Hân rõ ràng tốt hơn lúc nãy rất nhiều sau khi anh cầm bức thư thì vội vàng xé ra, lấy lá thư bên trong ra chăm chú đọc. Nét chữ trên lá thư đúng là của Lâm Trung Thiên, chữ viết của Lâm Trung Thiên không dễ bắt trước, trong nháy mắt Lâm Thanh Diện đã xác nhận bức thư này là thật. Hết thảy nội dung trong thư đều là những lời dặn dò của Lâm Trung Thiên dành cho Lâm Thanh Diện. Nhắc nhở anh phải giữ được tấm lòng của mình, ghi nhớ lời dặn của Tổ tiên. Còn về việc ông ấy đi đâu, ông hoàn toàn không nhắc tới. Lâm Thanh Diện lập tức cau mày, anh không ngờ Lâm Trung Thiên lại để lại một bức thư bình thường như vậy cho anh. Sở dĩ Lạc Hân dám đưa bức thư này cho Lâm Thanh Diện xem, cũng bởi chính vì bên trong bức thư này không có tiết lộ bất kỳ tin tức có giá trị nào. Bà ta cũng không để ý Lâm Trung Thiên đi đâu, mục đích chính của bà ta chỉ là muốn lừa gạt Lâm Thanh Diện đến đây mà thôi. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thanh Diện đã phát hiện chỗ bí mật trên bức thư này. Bức thư này của Lâm Trung Thiên thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra trên này đã tiết lộ những thông tin hữu ích được che giấu bằng phương pháp đặc biệt. Khi Lâm Thanh Diện còn rất nhỏ, Lâm Trung Thiên đã dạy anh một kiểu truyền tin chữ thập. Phương pháp này nhằm ngăn người khác nhìn thấy thông tin hữu ích trong thư và cố tình để từ khóa ở những vị trí đặc biệt. Lâm Thanh Diện lập tức dùng phương pháp truyền tin chữ thập để xem nội dung bức thư này, sau đó không lâu anh đã tìm ra được những từ quan trọng nhất. Lần này đi quan lính sẽ khó khăn và nguy hiểm. Nếu khi nào con đủ thực lực thì mới được đi tìm ba. Hãy đề phòng lạc hân, đừng mắc bẫy. Cả bức thư chỉ để lại mấy tin tức ít ỏi như vậy. Từ nội dung nhắn trong dòng thư này có thể thấy Lâm Trung Thiên hẳn là đi đến một nơi tên là Quan Lĩnh, hơn nữa còn dặn dò Lâm Thanh Diện đợi khi nào anh đủ thực lực mối có thể đi tìm ông ấy. Còn dòng cuối cùng lại nhắc nở Lâm Thanh Diện phải đề phòng lạc hân, đừng trúng kế của bà ta. Khi tìm được dòng chữ cuối cùng, Lâm Thanh Diện đột nhiên căng thẳng, một dự cảm bất an đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Có vẻ như Lâm Trung Thiên cảm thấy Lạc Hân khác lạ từ lâu, cho dù Lâm Trung Thiên không phải bị Lạc Hân hại, ông ấy cũng vẫn nhắc nhở Lâm Thanh Diện phải đề phòng Lạc Hân. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản như anh tưởng tượng. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lạc Hân, phát hiện bà ta đang mỉm cười nhìn anh chằm chằm, mà sắc mặt bà ta không còn vẻ ốm yếu như lúc nãy nữa, cả người cũng trở nên ngập tràn sức sống. Xem xong rồi sao? Xem xong thì ăn nhiều thêm chút nữa đi. Bữa ăn này có lẽ sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng mà con được ăn khi còn sống trên đời đấy. Qua ngày hôm nay, con sẽ không còn cơ hội được ăn nữa đâu." Lạc Hân cười lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 236, Chân tướng. Quả nhiên các người đã động tay trong thức ăn. Hai mắt Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Lạc Hân, anh biết mình đã trúng kế của Lạc Hân bây giờ anh có lo lắng cũng vô ích. Nhớ tới màn biểu diễn vừa rồi của Lạc Hân và Lạc Tâm, trong lòng Lâm Thanh Diện chỉ thấy ghê tởm. Xem ra, từ lúc bắt đầu anh không nên tin Lạc Hân sẽ bằng lòng để cho anh trở về làm người thừa kế của nhà họ Lâm. Chỉ tiếc sau khi anh ăn xong một ngụm thức ăn mới tìm được tin tức ba anh để lại cho anh. Lạc Tâm cũng mỉm cười đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, trong mắt mang theo vẻ diễu cợt, thế nào, cậu ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? vì để lừa gạt cậu quay về chúng tôi đã tốn hết tâm tư không ngờ cậu hoàn toàn không có hứng thú với sản nghiệp của nhà họ lâm mà lại để ý đến bức thư của ba cậu để lại thật đúng là khiến cho chúng tôi gặp nhiều trắc trở mà các người làm như vậy là vì cái gì tôi đã rời khỏi nhà họ lâm lâu như vậy rồi đối với các người mà nói hẳn là không còn giá trị lợi dụng gì nhỉ lâm thanh diện hỏi nếu không có giá trị lợi dụng chúng tôi chắc chắn sẽ không tốn nhiều công sức như vậy để gạt cậu trở về lâm thanh diện giá trị lớn nhất bây giờ của cậu chính là chết thay con trai tôi lạc hân nói con trai của bà lâm thanh diện sững sờ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp lời này của lạc hân là có ý gì ý của bà là tôi không phải con trai ruột của bà lúc này anh mới cảm thấy sức lực của mình bắt đầu dần dần không còn chắc hẳn thuốc trong thức ăn lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi không cậu chính là con trai của tôi lạc hân mở miệng cậu được sinh ra từ trong bụng tôi nhưng cậu lại là hạt giống của Lâm Trung Thiên, cho nên cả đời này tôi sẽ không thừa nhận cậu là con trai tôi. Vậy đứa con trai mà bà vừa nhắc tới là ai? Dù sao tôi cũng đã rơi vào tay các người rồi. Cho dù các người muốn tôi chết thì cũng phải để tôi chết một cách rõ ràng chứ, đúng không? Lâm Thanh Diện nói. Nếu cậu đã có nguyện vọng này thì tôi sẽ cho cậu được như mong muốn, coi như cũng không uổng công cậu đi làm kẻ chết thay cho con trai Xuân Diệu của tôi. Lạc Hân lạnh lùng nói, Diệu à, ra đây đi. Bà ta vừa nói xong, Triệu Xuân Diệu liên bước vào phòng, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Giây phút Lâm Thanh Diện nhìn thấy Triệu Xuân Diệu, cả người anh cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người giống hệt mình. Có thể nói, ngoại trừ một số khác biệt về chi tiết da thì dáng người và nét mặt của hai người giống nhau đến kinh ngạc. Triệu Xuân Diệu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, lập tức trên mặt lộ ra một tia diễu cợt, mở miệng nói, mẹ kiếp chỉ là một kẻ ăn hại cũng muốn giống hệt dáng vẻ của tạo sao. Đúng là khiến ông đây mất sạch mặt mũi mà. Triệu Xuân Diệu nói xong liền đá thẳng một cước lên người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện muốn phản kháng nhưng cho dù anh cố gắng dùng sức cỡ nào cũng không cách nào nhấc nổi cánh tay lên. Cậu cũng đừng hòng phản kháng. Bên trong thức ăn cậu vừa ăn lúc này đã bị tôi thêm vào thứ thuốc mà tôi cố ý nhờ dược sĩ điều chế riêng. Chỉ cần dính một chút thôi, cậu cũng sẽ mất hết năng lực hành động lạc tâm mỉm cười nói lâm thanh diện có phải bây giờ cậu đang tự hỏi tại sao xuân diệu của tôi lại có dáng vẻ giống hệt cậu phải không tôi cũng không vòng vo với cậu nữa nói về mối quan hệ thì nó là anh em cùng mẹ khác cha với cậu đấy lạc hân mở miệng nói mẹ kiếp con không muốn có một người anh em như vậy thật sự rất mất mặt triệu xuân diệu lại chửi rùa xuân diệu con đừng kích động mẹ chỉ là muốn giải thích với cậu ta một chút thôi Lạc Hân lập tức cương chiều nói, thái độ đối xử của bà ta đối với Triệu Xuân Diệu khác một trời một vực như khi đối với Lâm Thanh Diện. Lạc Hân lại nhìn Lâm Thanh Diện nói, hơn nữa Xuân Diệu có thể xem là anh trai của cậu. Xuân Diệu được sinh ra trước cậu. Năm đó tôi ra ngoài đi du lịch, trên đường đi gặp phải một người, tôi và ông ta có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không bao lâu sau thì chúng tôi đã đến với nhau. Nhưng vì yêu cầu của gia đình, tôi không thể ở bên ông ấy vì vậy tôi đã bỏ trốn khỏi nhà và đi cùng ông ấy đến một nơi không ai biết sau đó thì xuân diệu ra đời sau đó tôi suy nghĩ dù gì tôi và ông ấy cũng đã có con cho dù gia đình phản đối đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không ngăn cản chúng tôi nhưng chuyện khiến tôi không ngờ chính là sau khi tôi trở về nhà liền được người trong nhà thông báo là tôi phải gả cho lâm trung thiên của nhà họ lâm cũng chính là người cha đáng chết của cậu lúc đó gia đình tôi có thái độ rất cứng rắn bọn họ muốn dựa vào hôn nhân của tôi để lôi kéo nhà họ lâm nếu để bọn họ biết tôi đã có con với người khác ở bên ngoài thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ mọi cách xử lý con của tôi cho nên tôi chỉ có thể bảo người đàn ông của mình dẫn con đi trốn sống một cuộc sống mai danh ẩn tích còn tôi cả đời này đều bị nhốt trong cái lồng của nhà họ lâm muốn gặp cha con bọn họ một lần cũng khó sau này xuân diệu lớn hơn một chút người đàn ông của tôi mắc bệnh chết xuân diệu sống lẻ loi một mình Tôi muốn đón nó về đây, nhưng tôi biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Một khi người nhà họ Lâm phát hiện sự tồn tại của Xuân Diệu thì đối với Xuân Diệu mà nói đó là kiếp nạn lớn. Cho nên tôi hận Lâm Trung Thiên, là ông ta hai mẹ con chúng tôi không thể đoàn tụ, là ông ta hại tôi không được ở bên cạnh người tôi thường. Nhưng mà Lâm Trung Thiên quá mạnh, tôi hoàn toàn không có thực lực để chống lại ông ta. Sau này có cậu, ý hận của tôi đối với ông ta càng mãnh liệt hơn. Tôi thề, có một ngày tôi sẽ thay đổi hết thảy mọi thứ, để cho xuân diệu của tôi đến tiếp quản nhà họ Lâm, sau này không ai có thể khiến cho xuân diệu của tôi bơ vơ không nơi nương tựa nữa. Phần oán hận này đã trôn chặt trong lòng tôi hơn mười mấy năm, cuối cùng ông trời cũng có mắt. Mấy năm trước, Lâm Trung Thiên mất tích không rõ lý do, nhà họ Lâm cũng không có người đứng đầu. Tôi dựa vào cơ sở ngầm và những quân cờ mà tôi đã sắp xếp trong nhà họ Lâm mười mấy năm nay, thành công đuổi cậu, người thừa kế duy nhất ra khỏi nhà họ Lâm. Nếu không phải trên người cậu có một nửa dòng máu của tôi, thì năm đó tôi đã giết cậu rồi. Sau khi cậu đi rồi, Tuy Xuân Diệu không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người nhưng tôi đã trở thành người đứng đầu gia đình nên không ai có thể bắt nạt Xuân Diệu của tôi nữa. Vì vậy tôi đã cho nó mọi thứ nó muốn, tôi sẽ giúp nó đạt được bất cứ nguyện vọng nào, bao gồm có được cô cả của thương hội Thiên Nguyên. Lần này việc Xuân Diệu bắt cóc cô cả của thương hội Thiên Nguyên đã bị người ta chụp hình được. Có điều bọn họ chỉ chụp được một bên mặt mà thôi. Dáng vẻ của hai người cũng giống nhau, Thương hội Thiên Nguyên liền cho rằng cô cả của bọn họ là bị cậu cướp đi, cho nên tìm đến tôi đòi người. tscsdoctuyen.com Tôi đã nhân cơ hội làm giả hiện trường để bọn họ tưởng rằng cô cả của bọn họ đã bị giết, sau đó đồng ý với bọn họ sẽ nhanh chóng bắt cậu trở về. Như vậy đến lúc đó sau khi giao cậu cho bọn họ thì xuân diệu của tôi cũng sẽ mãi mãi có được cô cả của Thương hội Thiên Nguyên sau khi lâm thanh diện nghe xong lời kể của lạc hân trong lòng anh như biên động thật ra anh không ngạc nhiên lắm về mục đích lạc hân bắt anh trở về mà anh chỉ ngạc nhiên vì lạc hân lại có một đứa con riêng trước khi được gả vào nhà họ lâm hơn nữa đứa con trai này lại được bà ta nuôi khôn lớn mà bây giờ bà ta lại bắt anh đi làm kẻ chết thay cho con của bà ta trong lòng lâm thanh diện cảm thấy oan ức dù sao việc lạc hân được cưới vào nhà họ lâm cũng không phải là lỗi của anh nhưng lạc hân lại vì chuyện này nên từ nhỏ đã đối xử thờ ở với anh thậm chí còn xem anh là tại vạ không thừa nhận mối quan hệ giữa anh và bà ta chuyện này nếu xảy ra với bất kỳ ai thì cũng e là đều không chịu nổi cho dù thế nào tôi cũng là con trai của bà bà làm như vậy không thấy có lỗi với lương tâm của mình sao lâm thanh diện lạnh lùng nói có lỗi gì chứ xuân diệu của tôi chịu cực khổ bao nhiêu năm qua cũng đều là do nhà họ lâm các người hại tôi để cậu sống đến bây giờ xem như là nhân từ lớn nhất đối với cậu rồi lạc hân hoàn toàn không cho là đúng chuyện này thì có liên quan gì đến nhà họ lâm của tôi bà có trách thì cũng nên trách người đã ép gả bà vào nhà họ lâm mà nếu bà thật sự muốn có cuộc sống thuộc về mình thì cho dù bà nói ra sự thật người nhà của bà chắc chắn cũng sẽ không ép buộc bà như vậy theo tôi thấy bà chẳng qua chỉ là ham muốn cuộc sống giàu sang lại không muốn vứt bỏ người đàn ông và đứa con trai của bà bây giờ ngược lại tìm các luận điệu đường hoàng và đổ hết lỗi cho nhà họ lâm tôi hỏi bà trong chuyện này nhà họ lâm có ai biết không nếu bọn họ hoàn toàn không biết thì bà dựa vào đâu mà oán hận bọn họ thứ bà muốn trách không phải là lựa chọn sai lầm của bà sao lâm thanh diện chất vấn lạc hân đột nhiên hoảng sợ bà ta không ngờ lâm thanh diện lại vạch trần điểm yếu của bà ta nhanh như vậy lâm thanh diện nói không sai một chút nào năm đó bà ta nói mình bị ép gả vào nhà họ lâm nhưng thật ra bà ta cũng thèm muốn thể lực của nhà họ lâm nếu không bà ta có thể chạy trốn theo người khác một lần sao có thể không thể chạy trốn lần thứ hai chứ chỉ là việc bị lâm thanh diện vạch trần và phơi bày bộ mặt xấu xa của bà ta ra ngoài nhanh như vậy khiến bà ta không biết làm thế nào cậu bất ngụy biện đi tôi và xuân diệu khổ sở như vậy là do nhà họ lâm các người làm hại bây giờ nhà họ lâm đã nằm trong tay tôi sau này cả nhà họ lâm sẽ là của xuân diệu một kẻ sắp chết như cậu thì có tư cách gì ở đây chỉ trỏ lạc hân trừng mắt nói lâm thanh diện vô cùng tức giận cho đến hôm nay anh mới biết tài sản của nhà họ lâm là bị lạc hân và gã triệu xuân diệu này bòn rút đây đều là cơ nghiệp của ba anh cực khổ gây dựng lên lúc đầu anh nghĩ lạc hân là vợ của lâm trung thiên quản lý nhà họ lâm cũng không có gì nhưng bây giờ anh mới biết lạc hân hoàn toàn không xứng đáng là vợ của lâm trung thiên Hai mẹ con họ không xứng tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lâm. Cơ nghiệp của nhà họ Lâm rơi vào trong tay hai con quỷ hút máu các người đúng là nỗi nhục trăm đời của nhà họ Lâm mà. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp ba mình đoạt lại cơ nghiệp của nhà họ Lâm. Triệu Xuân Diệu đá thẳng lên đầu Lâm Thanh Diện, khiến anh ngã sắp xuống đất. Con mẹ nó mày chửi ai là quỷ hút máu hả? Cơ nghiệp của nhà họ Lâm vốn dĩ là của tao, đương nhiên tạo lấy rồi. Triệu Xuân Diệu lạnh lùng nói, một kẻ sắp chết như mày đừng quan tâm đến những chuyện này nữa. Mày vẫn nên suy nghĩ cho kỹ làm thế nào để chào hỏi Diêm Vương khi gặp ông ấy đi. Xuân Diệu, con nói đúng cơ nghiệp của nhà họ Lâm vốn là của con. Con đừng nghe tên ăn hại này nói năng linh tinh, lạc hân hùa theo quát lên. Triệu Xuân Diệu cười diễu cợt, dẫm thẳng chân lên mặt Lâm Thanh Diện nói cảm ơn mày đã thế mạng cho tao. Sau khi giao mày cho thương hội thiên nguyên, Tạo sẽ có thể hưởng thụ cô cả của bọn họ. Đúng rồi, nghe nói vợ mày cũng không tệ, đến lúc đó Tạo sẽ chăm sóc cho cô ta thật tốt. Cả người Lâm Thanh diện run lên, anh đã có ý định giết Triệu Xuân Diệu, nhưng trên người anh lại hoàn toàn không có chút sức lực nào. Lúc này anh chỉ đành bất lực nhìn khuôn mặt cười lạnh lùng của Triệu Xuân Diệu và Lạc Hân. Mẹ, không phải mẹ nói thuốc này chỉ cần người bình thường đụng vào sẽ ngất đi luôn sao? tại sao tên ăn hại này vẫn chương 237, nhớ anh muốn chết. Đến lúc tỉnh dậy lần nữa, Lâm Thanh Diện thấy bản thân đang nằm trên nền nhà lạnh tanh, xung quanh là tiếng tranh cãi om sòm của một đám người nào đó, có người khi đi ngang qua anh còn chướng mắt mà đá anh một phát. Lâm Thanh Diện mở to mắt, anh nhận ra lúc này mình đang ở trong một căn phòng u ám ẩm thấp, căn phòng này trông rất giống nhà tù, ba mặt là tường, mặt còn lại là song sắt những người xung quanh ai nấy đều trông có vẻ lôi thôi nhếch nhác, phần lớn họ đều có một khuôn mặt hung ác, nhìn qua là biết ngay trong này không có mấy ai là người đàng hoàng cả. Nơi đây là một nhà giam bí mật để gian giữ kẻ thù của Thương hội Thiên Nguyên, những kẻ đã đắc tội với thành viên hội. Thiên Nguyên sau khi bị bắt thì sẽ bị giam giữ ở chỗ này một thời gian, bị tước đi quyền tự do, thành viên trong hội muốn đối xử với họ như thế nào cũng được. Bao năm qua, những kẻ đắc tội với thành viên trong thương hội Thiên Nguyên quả thật nhiều không đếm xuể, những người bị nhốt ở đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó, còn phần đông bọn họ đã không còn sống trên đời này từ lâu. Những kẻ có thể giữ mạng đều là những kẻ chỉ phạm phải những tội nhỏ nhặt, thương hội Thiên Nguyên nhốt bọn họ ở đây xem như là một cách để trừng phạt, chỉ những ai còn giá trị để lợi dụng thì mới được thả ra ngoài. Tối hôm qua anh đã bị Lạc Hân bẫy, sau khi ngất đi thì liền bị đưa đến chỗ của bọn người trong thương hội Thiên Nguyên này. Đúng ra với tội danh giết cô cả của thương hội thiên nguyên thì sau khi bọn họ bắt được anh nhẽ ra phải xử anh luôn mới phải. Nhưng mấy ngày nay hội trưởng của thương hội thiên nguyên không có mặt ở thủ đô, những thành viên khác cũng không dám xử bừa, thế là họ tống anh vào nhà giam đợi đến khi hội trưởng về sẽ tự tay xử tội anh. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thanh Diện liền đứng lên, anh cảm thấy cơ thể mình vẫn đang đờ đẫn đuối sức, xem ra loại thuốc. Mà lạc tâm cho anh uống cũng không phải thứ gì tầm thường, hiện giờ Lâm Thanh Diện cảm thấy sức lực của mình đã bị giảm đi phân nửa. Không biết tác dụng của thuốc bao lâu thì mới biến mất. Những người xung quanh thấy anh đã tỉnh thì bèn bước tới vây quanh, mặt mày hung tợn nhìn chăm chăm vào anh. Bọn họ bị giam ở đây, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, niềm vui to lớn nhất của bọn họ chính là bắt nạt đám ma mới. Lâm Thanh Diện nhìn qua có vẻ gây guộc, hơn nữa vì bị thuốc nên giờ anh trông rất mảnh mai, đám người xung quanh thấy vậy liền gắn cho anh cái mắc yếu ớt, bọn họ đều đang đợi đến lúc anh tỉnh dậy để hành hạ anh tên ẻo lả này cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi bố mày đợi hơi lâu rồi đấy lâu lắm rồi không có ma mới vào đây cái tên lần trước mới bị nện vài hôm thì đã về chầu ông bà rồi hy vọng thằng này lì đòn hơn chút để chúng ta chơi được thêm vì hôm trông yếu ớt như vậy có khi đánh một trận là chết ngắt rồi bọn mày nhẹ nhẹ cái tay thôi đừng đánh một cú chết luôn mẹ nó chết thì chết thôi mỗi ngày ở đây cũng chỉ có nhiều đó đồ ăn sư nhiều cháo ít thả đánh chết cho xong lâm thanh diện nhìn chăm chăm vào đám người kia ánh mắt điềm tĩnh tuy hiện giờ anh đã mất đi một nửa sức lực nhưng để đánh lại đám người này thì anh vẫn dư sức nhìn bề ngoài thì đám người này cũng chẳng có gì đặc biệt cả lâm thanh diện cũng chẳng có gì phải sợ đây là đâu lâm thanh diện nhìn chằm chằm đám người kia đoạn anh lên tiếng hỏi đã bị bắt mà còn không biết đây là đâu Chỗ này là nhà giam của thương hội Thiên Nguyên, chuyên dùng để nhốt những kẻ gây phiền hà cho thương hội Thiên Nguyên, nhóc con, sao mày lại bị tống vào đây vậy? Có phải là vì trêu ghẹo bà già quét dọn của hội nên bị bắt vào không? Một tên đàn ông có vết sẹo trên mặt cười nói, đám người xung quanh nghe anh ta nói vậy thì đều lớn tiếng cười. Ăn nói cho đàng hoàng vào, nếu không tôi sẽ làm cho ông cả đời này không mở mồm ra cười được nữa." Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Người nọ nghe anh ta nói vậy thì bèn chừng mắt nhìn anh rồi chửi, mẹ mày, dám thể hiện trước mặt bố mày sao? Biết bố mày trước kia làm gì không? Bố đây bị nhất là vì chém người của thương hội thiên nguyên đó, có phải mày cũng muốn thử cảm giác bị xiên không? Người xung quanh ai nấy đều trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diệt, một tên ma mới mà lại dám huynh hoang trước mặt bọn họ, nhất định phải cho tên này biết tay mới được. Cùng đập nó đi, cho nó biết thế nào là lễ phép. Mẹ, đánh chết nó, ẻo lả mà cũng dám ra vẻ ta đây, xem ra nó vẫn chưa biết hoàn cảnh bây giờ của mình rồi. Cứ đánh nó một trận trước rồi đè đầu bắt nó liếm sạch nhà vệ sinh, để coi coi sau này nó dám thể hiện vậy nữa không. Tên mặt sẹo cũng đám người lắm chuyện kia lao tới bên người Lâm Thanh Diện toán đè anh xuống. Lâm Thanh Diện, hừ một tiếng đầy khinh bỉ, anh cũng không có ý định khách sáo với đám này, ở những chỗ như vậy thì vũ lực mới là trên hết, cứ cho bọn họ một trận ra cho đảm bảo lần sau sẽ không dám gây sự nữa ha ha, loại người mỏng như miếng giấy như vậy thì chỉ cần ăn một đấm của tao. Tên mặt thẹo còn đang muốn chém gió, những còn cha dứt lời thì đã ăn ngay một đấm vào mặt, răng trong miệng rơi ra hết, cả người anh ta quay mặt vào trên không rồi ngã đùng xuống đất. Đám người kia giật thoát mình, vội vã nhào vào người anh, tuy lâm thanh diện không thể dùng hết sức, thế nhưng anh còn có các chiêu thức và kỹ xảo, quay đi quay lại một hồi thì đám người kia đã bắt đầu rên rỉ trong đau đớn. Chẳng mấy chốc, Đám người vốn muốn ra tay đánh anh nay đã ngã lăn ra đất, nhưng kẻ còn lại thì đầu sợ sệt lùi về sau vài bước, không dám xông lên chịu chết nữa. Còn ai muốn được giống bọn họ không? Lâm Thanh Diện nói với một giọng lạnh lùng. Lúc này thì chính anh cũng thấy hụt hơi, không thể dốc hết sức lực cũng khiến khả năng chịu đựng của anh giảm đi ít nhiều, chỉ việc xử lý đám người này mà cũng khiến anh cảm thấy có đôi chút đuối sức. Nếu những người còn lại trong phòng cũng tấn công anh, anh vẫn có thể đánh lại bọn họ thế nhưng nếu vậy thì anh sẽ hoàn toàn kiệt sức. Đám người kia ai nấy đều nhìn anh với một ánh mắt đầy cảnh giác, một tên cao cao gây gây trong số chúng mở miệng nói, mày, mày đừng quá hoanh hoang, tao nói cho mày biết, đại ca của bọn tao lợi hại cực kỳ, anh ấy bị nhốt nào đây là vì trước kia đã tấn công hội trưởng thương hội thiên nguyên đó, sức mạnh của đại ca mày sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu, đám bọn tao đều là người của anh ấy, mày đánh các anh em của bọn tao, đại ca chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn tên đó, nói, vậy mày mau kêu đại ca của chúng mày tới đây, để tạo xem thử xem lão ta làm gì được tao. Tên cao gây kia chạy về phía góc phòng giam, đám người kia cũng mau lẹ né đường cho tên đó, ai nấy đều nhìn chầm chầm anh với ánh mắt hết sức hài hê. Hình như đại ca đã lâu rồi không ra tay, thằng nhóc ẻo lả này cũng thuộc hàng số má, chắc chắn đại ca sẽ hào hứng lắm đây, lúc đó thì tên ẻo lả này xem như xong đời từ lúc tao tới đây đến giờ cũng chỉ thấy đại ca ra tay hai lần thôi, cả hai lần đối thủ của anh ấy cuối cũng đều bị khiêng ra ngoài, đến cả thành viên thương hội thiên nguyên thấy ông cũng không dám tùy tiện lại gần. Đại ca mà ra tay thì làm gì còn chỗ cho? Thằng nhóc này ra vẻ ta đây nữa, dù nó có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị đại ca xử đẹp trong một nốt nhạc mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe bọn họ nói về cái người được gọi là đại ca kia thì lòng cũng thấy hơi hoang mang, nếu là ngày thường thì Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không lo lắng gì, thế nhưng hiện giờ sức lực của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu bây giờ mà gặp phải một tay đánh cử khôi thì anh cũng chẳng thể đoán chắc được kết quả. Anh nhìn về phía mà tên cao gầy kia đang chạy tới, trong góc phòng có một tên đầu bù tóc rối, áo quần cũng nát trông chẳng khác gì dân đầu đường xó chợ đang nằm ngủ. Sau khi tên cao gầy kia tới nơi thì liền đưa tay thọt nhẹ người kia, đoạn tên đó nhẹ nhẹ giọng nói, đại ca, chỗ chúng ta có người mới vào, huynh hoang cực kỳ, đã vậy còn đánh người của chúng ta nữa chứ tên đó còn dám khiêu khích đại ca, đại ca xem có dạy cho nó một bài học không người đàn ông kia ngưng ngáy, ngay sau đó anh giang tay tát thẳng vào mặt tên cao gầy kia miệng chửi, mẹ mày, dám làm phiền giấc ngủ của bố mày, chán sống rồi hả ngay sau đó người kia ngồi thẳng dậy, tên cao gầy kêu ớt ức chỉ tay về hướng lâm thanh diện rồi nói là tên đó, đại ca, không liên quan gì đến em, anh muốn dạy dỗ thì cũng hãy dạy dỗ nó đi người kia nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt toàn là bụi bặm Lâm Thanh Diện cũng chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Ngay khi trông thấy Lâm Thanh Diện thì anh ta liền đứng phát dậy, vội vã chạy đến chỗ anh đang đứng. Đám người kia thấy vậy thì đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện với ánh mắt hả hê, bọn họ nghĩ rằng đại ca sẽ cho Lâm Thanh Diện một trận nên trò. Trước giờ đại ca chưa từng như vậy, xem ra anh ấy đang tức lắm rồi, thằng nhóc này coi như tới số. Chúng mày nhìn ánh mắt của đại ca kia, chẳng khác gì trông thấy con mồi, đại ca khoái nhất là dạy dỗ hạng người tự cho mình là mạnh như vậy, thằng nhóc kia chính là kiểu người như thế. Mẹ nó, bị đại ca đánh chết cho rồi, răng của tao, đau chết mất. Tên mặt sẹo đứng dậy giọng ồm ồm nói. Lâm Thanh Diện cũng có hơi thấp thỏm nhìn anh ta, anh cũng có thể cảm nhận được tên đại ca này không phải hạng tầm thường gì, có vẻ cũng là một cao thủ. Hiện giờ anh không tài nào đánh lại một cao thủ được người kia đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện rồi bỗng dưng tại sau đó anh ta khẽ vươn đôi tay đang run run toàn túm lấy tay của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, không biết ông đang muốn làm trò gì. Đám người kia cũng thắc mắc vô cùng, nghĩ thầm không biết đây có phải là chiêu mới của đại ca không? Đây chắc chắn là chiêu mới của đại ca, cứ đợi đi, thằng nhóc này chắc chắn sẽ bị hành ra bã chỉ sau một chiêu. Ngay sau đó tên đại ca kia bỗng túm lấy tay của Lâm Thanh Diện, vẻ mặt hào hứng nói, anh Diện, là anh sao? Em nhớ anh muốn chết rồi đây này. chương 238, Thạch hạo Đám người trong phòng giam ai nấy đều ngớ cả người ra, bọn họ không ai ngờ rằng đại ca sẽ nói vậy với Lâm Thanh Diện. Đây, đây là tuyệt chiêu mới. Trước tiên làm thân khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó ra tay một đòn hạ gục. Chiêu thức cậu đại ca đúng là không thể nhìn thấu mà. Tên cao gây kia nghệt mặt ra hỏi, Lâm Thanh Diện cũng khó hiểu nhìn người trước mặt, anh vốn cho rằng hôm nay sẽ phải đấu một trận ra trò không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh như vậy hơn nữa người nọ vừa lên tiếng gọi anh là anh diện xem ra là đã quen biết anh từ trước nhưng lâm thanh diện cũng chẳng thể nhớ ra được trong số những người anh biết có một người như vậy anh là lâm thanh diện lên tiếng hỏi đại ca háo hức nhìn lâm thanh diện đoạn anh ta duỗi tay vuốt mãi tóc bù xù qua một bên sau đó lấy tay áo xoa xoa mặt mình nói anh diện là em đây thạch đây anh không nhớ em sao đến lúc này thì lâm thanh diện mới nhìn rõ mặt mày của người đại ca này trong trí nhớ anh chợt hiện ra một bóng dáng thạch hạo là bạn mà trước đây lâm thanh diện chơi cùng trước kia khi tập võ hầu như ngày nào anh cũng ở cùng thạch hạo lâm trung thiên dặn anh tuyệt đối không được để cho người khác biết năng lực võ của mình anh cũng không cách nào đấu với người nhà họ lâm dược thế là thạch hạo liền trở thành bao cát tốt nhất của anh hồi đó mỗi khi lâm thanh diện học được chiều nào mới anh đều luyện với thạch hạo ngày nào Thạch Hạo cũng phải yên lặng chịu đòn của anh, dần dần thì cũng đạt được một cơ thể mình đồng ra sắt, khả năng chịu đựng của cơ thể còn lợi hại hơn đám thiên tài con em nhà quý tộc được bồi dưỡng từ nhỏ. Hơn nữa Lâm Thanh Diện luôn muốn có một đối thủ ngang tay với mình, Thạch Hạo chỉ ăn đập thôi là chưa đủ, anh muốn khiến Thạch Hạo trở nên mạnh hơn, vậy nên anh cũng đã dạy cho Thạch Hạo tất cả những chiêu thức mà mình học được. Vốn Thạch Hạo cũng không muốn học, nhưng một khi anh ta không học, hoặc thậm chí là học chậm thì sẽ phải chịu một trận đòn đau từ Lâm Thanh Diện, sang hôm sau đảm bảo sẽ học hết những chiêu mà Lâm Thanh Diện đã dạy. Cứ như vậy, Thạch Hảo đã được Lâm Thanh Diện dạy dỗ thành một vị cao thủ cử khôi, sau đó khi Lâm Thanh Diện bị đuổi khỏi nhà họ Lâm, Thạch Hảo cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ đi theo anh. Nhưng lúc đó lạc tâm vì để chắc chắn rằng anh sẽ không thể vùng dây nên. Cũng ghim luôn tất cả những người có liên quan tới anh, Tất cả những người năm đó hay tiếp xúc với Lâm Trung Thiên hoặc bị đuổi khỏi nhà họ Lâm hoặc bị ép rời khỏi thủ đô, tất nhiên Thạch Hạo cũng không phải ngoại lệ. Vì quan hệ giữa anh ta và Lâm Thanh Diện tốt, Lạc Tâm còn cố ý cho người đi đuổi giết Thạch Hạo một thân một mình, Thạch Hạo cũng là nhờ vào những bản lĩnh học được từ Lâm Thanh Diện mới tránh thoát được, trốn đến một thị trấn vùng ven thủ đô. Lúc đó anh ta cũng không biết Lâm Thanh Diện đang ở đâu, với cả anh ta cho rằng Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy nên chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì có khi bây giờ đi tìm Lâm Thanh Diện sẽ gây thêm phiền toái cho anh. Thế là anh ta liền âm thầm quyết định, phải nghiêm túc tạo lập thế lực của riêng mình, một ngày nào đó có thể đến giúp Lâm Thanh Diện. Anh ta tin chắc trong lòng rằng một ngày nào đó Lâm Thanh Diện nhất định sẽ quay về, mà ngày anh quay về cũng chính là lúc Thạch Hạo trở nên có ích. Ba tháng trước Thạch Hảo nghe tin cô cả của Thương hội Thiên Nguyên bị giết, mà người giết cô ta nghe đâu chính là Lâm Thanh Diện. Sau khi Thạch Hạo biết tin này, anh ta nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đã về lại thủ đô rồi, thế là anh suốt đêm tới đây, muốn tìm thử xem Lâm Thanh Diện đang ở đâu. Anh ta biết Thương hội Thiên Nguyên đã bắt đầu truy lùng Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn ra lệnh truy nã, bất kỳ ai bắt được Lâm Thanh Diện thì sẽ nhận được một khoản tiền thưởng, dù chỉ mang đầu của Lâm Thanh Diện tới cũng sẽ được nhận tiền. Thạch Hạo cho rằng lý do Lâm Thanh Diện giết cô cả của Thương hội Thiên Nguyên chắc chắn là do có thủ oán với hội, nếu hiện giờ Thương hội Thiên Nguyên đang truy bắt Lâm Thanh Diện mà trong một khoảng thời gian ngắn anh ta cũng không thể tìm được Lâm Thanh Diện, thế là anh liền tính sẽ giải quyết thương hội tiên nguyên này thay Lâm Thanh Diện luôn. Kẻ thù của Lâm Thanh Diện cũng là kẻ thù của anh, tuy từ bé anh đã bị Lâm Thanh Diện cho ăn đòn, nhưng anh vẫn luôn xem Lâm Thanh Diện như người anh cả của mình vậy, dù phải lên núi đao. Xuống biển lửa, Thạch Hảo cũng sẽ không từ chối. Đương nhiên, cũng có thể là vì bị Lâm Thanh Diện đánh nhiều quá, thế nên đầu óc của Thạch Hảo có hơi cố chấp, lúc đó anh ta không hề suy xét đến việc thương hội thiên nguyên đến cả nhà họ Lâm còn phải nể nang vài phần, cứ vậy một thân một mình toàn ám sát hội trưởng hội thiên nguyên. Tuy cuối cùng anh đã khiến tên hội trưởng kia bị thương, thế nhưng cuối cùng vẫn bị đám người hội thiên nguyên bắt được rồi giam vào đây, cứ nhốt vậy ba tháng liền. Thạch Hạo từng cố thử đập vỡ khóa cửa, nhưng ổ khóa này là loại đặc biệt do thương hội thiên nguyên tạo nên, trừ khi có đồ chuyên dụng hoặc chìa khóa, nếu không, không thể nào cậy mở được. Hôm nay lúc đi ngủ, Thạch Hạo còn đang nghĩ không biết liệu Lâm Thanh Diện có phải đã bị bắt hay không, không ngờ thoáng chốc anh ta đã được gặp Lâm Thanh Diện bằng xương bằng thịt rồi. Khuôn mặt của Lâm Thanh Diện cũng hơi lộ vẻ kích động, có thể nói Thạch Hạo chính là người bạn tốt nhất của Lâm Thanh Diện thuở nhỏ, tuy Lâm Thanh Ngân cũng thường xuyên ở cạnh anh, thế nhưng hồi đó Lâm Thanh Diện không hề có chút hứng thú gì với tụi con gái, thậm chí anh còn cảm thấy Lâm Thanh Ngân hơi đần đần, không hề muốn chơi với cô. Cho nên bạn thời ấu thơ của Lâm Thanh Diện chỉ có Thạch Hạo, chẳng qua là sau khi nhà họ Lâm gặp phải biến cố, Lâm Thanh Diện bị đuổi khỏi nhà họ nên anh mới không còn liên lạc với Thạch Hảo. Thạch Hảo, cuối cùng cũng gặp được cậu, nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ như vậy. Lâm Thanh Diện vui vẻ nói, anh chưa bao giờ nhiệt tình với ai như vậy. Thạch Hảo thấy hơi ngại, anh ta gãi gãi đầu, nói em cũng là đi theo anh Diện mà thôi. Anh giết cô cả của thương hội thiên nguyên, bọn họ truy ná anh, em định sẽ giải quyết chuyện này cho anh, ngờ đâu thua kém người ta, thế là bị bắt vô đây. Đám người xung quanh nghe Thạch Hạo nói vậy, ai nấy đều sợ hãi hít một hơi thật sâu, khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại dám giết chết cả cô cả thương hội thiên nguyên. Hèn gì khi Thạch Hạo trông thấy anh thì liền trở thành người hiền lành, trước khi Lâm Thanh Diện tới, anh ta chính là hoàng đế khu này, đã bao giờ biết ngoan ngoãn thế đâu. Lâm Thanh Diện giờ khóc giờ cười nhìn. Thạch Hạo, đoạn anh nói, tôi không giết cô cả thương hội thiên nguyên, đó chỉ là hiểu lầm thôi, là âm mưu của người nhà họ Lâm. Thạch Hạo thoáng chốc ngứa ra, miệng nói, "Trời ạ, à, vậy em đi ám sát hội trường hội Thiên Nguyên, khác gì tự kiếm phiền phức chứ?" Lâm Thanh Diện nhìn anh ta gật đầu, nói, "Đúng vậy đấy." Mặt mũi Thạch Hạo thoáng chốc đỏ bừng, trước kia anh còn hùng hồn nói muốn làm gì đó cho Lâm Thanh Diện, không ngờ đó chỉ là một chuyện ngu ngốc tự anh vẽ nên. Thạch Hạo vốn đang muốn kể công với Lâm Thanh Diện, giờ lại vô cùng xấu hổ, đứng đó một lúc không biết nên làm gì. Lâm Thanh Diện lại cười nhìn anh rồi nói, tấm lòng của cậu tôi đã hiểu rồi, cũng may là lần đó cậu không bị thương hội thiên nguyên sử, như vậy đã là may mắn lắm rồi. Thạch Hảo nghe thế thì liền nở nụ cười đắc ý, vỗ ngực nói, tuy hội thiên nguyên có quyền có thế, nhưng bọn họ muốn xử đẹp em cũng không phải chuyện dễ dàng, bọn họ còn từng cho người muốn đưa em ra ngoài, thế nhưng đều bị em đánh cho chạy mất dép, hết cách rồi, đành để em ở lại đây thôi. Bọn mày còn đứng được ra đó làm gì, đây là anh cả của tao, không màu chào hỏi anh ấy đi. Thạch Hạo quay đầu chừng mắt nhìn đám người đang há hốc mồm kinh ngạc kia. Đám người kia nghe vậy liền đồng thanh hộ lên, chào đại ca. Lâm Thanh Diện cười cười nói với Thạch Hạo, cậu ở trong đây lâu vậy rồi, có biết cách nào để ra ngoài không? Tôi phải ra ngoài ngày, không còn thời gian để hao phí nữa. Lời mà Triệu Xuân Diệu nói đêm qua khiến Lâm Thanh Diện thấy rất lo cho hứa bích hoài, nếu triệu xuân diệu đã định sẽ ra tay với hứa bích hoài anh nhất định phải mau chóng quay về hồng thành nếu hứa bích hoài thật sự bị triệu xuân diệu bắt nạt anh chắc chắn sẽ kéo tất thảy những người liên quan đến chuyện này xuống mồ đó chính là lạc hân và lạc tâm khóa cửa ở đây là loại đặc biệt có muốn cũng chẳng mở được chỉ còn cách chờ đến lúc có người tới đưa anh đi xử bọn họ rồi tranh thủ chạy đi thôi thạch hạo nói lâm thanh diện quay đầu nhìn thoáng qua hàng song sắt sau đó anh nhìn về phía thạch hạo miệng nói ở đây có sợi dây kẽm nào không thạch hảo nghe vậy thì liền kéo chiếc kim băng trên áo một người xuống sau đó anh ta đưa nó cho lâm thanh diện nói không có sợi kẽm chỉ có cái này thôi lâm thanh diện uốn chiếc kim băng kia thành một hình thù rất lạ sau đó anh bước đến bên cái ổ khóa trên song sắt thạch hảo thấy lâm thanh diện tính dùng cách này để mở khóa thì liền nói anh diện anh đừng phí sức ổ khóa này không thể mở được đâu nếu không tại em đã trốn ra từ lâu rồi Lúc này có một người đàn ông khuôn mặt hốc hác trông có vẻ hèn hèn bước ra, cười nói, đại ca, em đây mang danh siêu trộm số một kinh đô, trên đời này không có cái khóa nào mà em không mở được. Thế nhưng cái ổ khóa này là loại đặc biệt nhất mà trước nay em từng thấy, không có chìa khóa, dùng cách này thật không thể nào. Người kia còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng cách vang lên. Ngay sau đó Lâm Thanh Diện liền mở cửa đi ra ngoài. chương 239, đánh một trận là biết ngay tất cả mọi người ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lâm Thanh Diện bước ra ngoài, hai con mắt mở to đến mức muốn rất ra. Nhất là người đàn ông vừa tự xưng là siêu trộm số một kia, lời chưa nói hết chắc cả đời này cũng không có cơ hội nói tiếp nữa. Thạch Hạo cũng kinh ngạc nhìn anh mở cửa nhà giam bước ra, trong một chốc anh cũng không biết phải dùng từ gì để miêu tả Lâm Thanh Diện. Bọn họ bị giam ở đây lâu vậy, đã thử hết mọi cách mà vẫn không cách nào mở được cửa nhà giam, đến cuối cùng thì mọi người đều cho rằng trừ bỏ chiếc chìa khóa kia ra thì không cách nào mở được cánh cửa kia ra nữa. Nhưng Lâm Thanh Diện mới tới tới đây ngày đầu tiên thì đã mở được chiếc ổ khóa mà đến cả siêu trộm số một thủ đô cũng không mở được, hơn nữa chỉ dùng một chiếc kim bằng nhỏ xíu. Quả nhiên không hổ là người mà Thạch Hạo vẫn xem như thần. Thạch Hạo cũng vội vào theo sau Lâm Thanh Diện ra ngoài, vừa cười vừa nói, anh Diện, đúng là đi theo anh chẳng bao giờ thiệt cả, em đã ở đây ba tháng rồi, vậy mà anh mới đến đây ngày đầu đã đưa được em ra khỏi. Lâm Thanh Diện cũng không nói thêm gì, loại ổ khóa này đối với anh thật không là gì cả, dù sao lúc nhỏ anh đã từng tạo ra cả trăm hộp đựng bảo vật, loại khóa có cấu trúc như vậy đối với anh chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Người đàn ông tự xưng siêu trộm kia cũng vội vào chạy theo thạch hạo ra. Ngoài, tên đó vừa nói, đại ca, anh đúng thật là ân nhân của bọn em đó, hôm nay chúng em thoát được khỏi đây, mai này sẽ báo đáp ơn của anh. Lâm Thanh Diện thay thế liền đưa chân đạp tên kia một phát quay về phòng giam, sau đó anh lại khóa lại cửa. Người trong phòng giam ai nấy đều ngạc nhiên nhìn anh, không ai ngờ được anh sẽ không đưa bọn họ ra ngoài theo. n com Xin lỗi mọi người, các cậu bị nhốt ở đây là vì thủ oán giữa các cậu và hội thiên nguyên, tôi không có quyền thả các cậu ra, cho nên nếu muốn ra ngoài thì hãy tự mình nghĩ cách đi. Suốt lời Lâm Thanh Diện liền xoay người bước ra bên ngoài. Thạch Hạo thấy thế thì liền nhìn đám người trong phòng giam kia mà cười, vừa cười vừa nói: "Các bạn hiền, có duyên gặp lại." Ngay sau đó anh ta liền mau chóng đuổi theo Lâm Thanh Diện. Anh ta và đám người trong phòng giam kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, những người này cũng vì sợ nắm đấm của anh ta nên mới gọi một tiếng: "Đại ca, anh ta cũng không việc gì phải xem bọn họ như anh em cả." Người có thể làm anh em của Thạch Hạo chỉ có mình Lâm Thanh Diện mà thôi. Lâm Thanh Diện và Thạch Hạo tiến đến cổng nhà giam ở đó vẫn có một cái ổ khóa lâm thanh diện lại dùng kim băng để mở khóa sau khi ra ngoài họ mới phát hiện hóa ra khu nhà tù này được xây ngầm dưới đất mà sau cánh cổng kia là một cái cầu thang thông lên mặt đất hai người men theo cầu thang đi lên sau đó họ nhận ra ở đây là một bãi đỗ xe lâm thanh diện nhìn quanh bốn phía nếu anh đoán không sai thì đây là trụ sở chính của hội thiên nguyên là bãi đỗ xe của tòa nhà thiên nguyên anh diện bây giờ chúng ta đi đâu đây thạch hạo lên tiếng hỏi trước tiên hãy ra khỏi đây đã, người của hội thiên nguyên chắc chắn sẽ trông chừng lối vào này 24 trên 24, bây giờ chúng ta đi ra có lẽ bọn họ cũng đã biết rồi. Lâm Thanh Diện trả eo huyền ai chấm com Anh vừa dứt lời thì bỗng có rất nhiều người mặc trang phục bảo vệ cầm gậy cảnh sát xuất hiện trong bãi đỗ xe, những người đó đang xông về phía họ. Thạch Hạo thấy thế thì cười nói, anh Diện đừng lo lắng, một đám chuột nhắt thôi, đối với chúng ta thì chẳng bỏ vào đâu. Nói xong liền xông thẳng về phía đám người kia. Từ nhỏ đã ăn đòn của Lâm Thanh Diện, thạch hạo tôi luyện được thể chất mình đồng ra sắt, trước giờ đánh nhau chưa bao giờ cần dùng vũ khí, toàn xài nắm đấm đánh với người khác thôi, lần này anh ta cũng không sợ gậy của đám người kia, cứ thế xông lên. Tác dụng của thuốc trong người Lâm Thanh Diện vẫn chưa tan hết, bây giờ mà ra tay thì anh sẽ rất mau bị kiệt sức nếu lúc sau còn gặp thêm chuyện gì nữa thì sẽ khó lòng giải quyết được cơ, cho nên anh cũng không cản Thạch Hạo lại, cứ để anh ta xông lên. Đúng thật là sức mạnh của Thạch Hạo thật không thể coi nhẹ, theo sự phỏng đoán của Lâm Thanh Diện thì trình độ của Thạch Hạo hắn đã ngang tầm với anh trước khi đạt được cơ duyên kia. Nếu không nhờ gặp phải nó thì có lẽ sức mạnh của anh bây giờ cũng chỉ ngang Thạch Hạo mà thôi. Chưa tới 5 phút đồng hồ Thạch Hạo đã xử lý hết đảm bảo về kia, anh ta còn ngoái đầu nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khoái chí. Miệng khoe khoang, anh Diện, sao rồi, trình độ của em chắc cũng không kém anh là bao nhỉ? Mấy năm nay em đã rất nỗ lực để nâng cao sức mạnh của mình đó, tất cả đều vì một ngày kia có thể trở thành cánh tay phải của anh. Trình độ của cậu đúng là đã được nâng lên kha khá, nhưng nếu so với tôi thì còn kém xa, cậu đừng quá kiêu ngạo." Lâm Thanh Diện cười nói. Thạch Hạo cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ nói vậy thôi, vì trong trí nhớ của anh thì trình độ của Lâm Thanh Diện năm đó cũng chỉ tầm này thôi. Chắc chắn vì sợ mất mặt nên anh mới nói như vậy. Anh Diệt, em biết anh ngại không thừa nhận mà thôi, nhưng không sao hết, dù trình độ của em đã vượt qua anh thì em vẫn sẽ xem anh như đại ca." Thạch Hạo nghiêm túc nói. Lâm Thanh Diện cười cười, anh cũng không nói thêm gì, chỉ bước đi ra khỏi bãi giữ xe. Thạch Hạo cũng vội vàng đuổi theo, anh cho rằng Lâm Thanh Diện bị mình nói trúng tim đen nên mới không muốn để ý đến anh nữa. Ngay khi hai người sắp đi ra khỏi bãi giữ xe thì bỗng có một người bước đến trước mặt ngăn cản đường đi của họ. Hai người, một người thì làm hội trưởng bị thương, một người lại giết người con gái của hội trưởng, muốn bỏ đi dễ dàng vậy đúng là không xem hội thiên nguyên chúng tôi ra gì. Thạch Hảo hít mắt nhìn người kia, sau đó khuôn mặt anh tối sầm, vội nói với Lâm Thanh Diệt, anh Diệt, chúng ta mau chạy theo hướng này, người này chính là bảo vệ bên cạnh hội trưởng hội thiên nguyên tên là Tôn Ngọc Thành, lần trước chính người này đã bắt được em, tên đó rất mạnh em cảm thấy là dù cả hai chúng ta hợp sức lại cũng không thể nào đánh lại được tôn ngọc thành cười khẩy rồi nói xem ra mày cũng biết trình độ của mình nằm ở mức nào đấy chứ đám rác rưởi như bọn mày thì dù cả hai cùng hợp sức cũng chẳng đánh lại tao lâm thanh diện hít mắt nhìn tôn ngọc thành mở miệng nói chỉ có một mình mày thôi sao sao rồi chẳng nhẽ mày còn tưởng rằng hãng rác rưởi như bọn mày cần rất nhiều người sao một mình tao là quá đủ rồi tôn ngọc thành tự tin nói tên này chính là bảo vệ bên cạnh hội trưởng hội thiên nguyên, vô cùng mạnh. Lần này hội trưởng đi công chuyện, cả hội thiên nguyên đều phải nghe theo anh ta, hôm qua nhà họ Lâm đưa Lâm Thanh Diện tới chỗ anh ta, mà anh ta vì muốn để hội trưởng tự tay xử Lâm Thanh Diện nên mới nhốt anh lại. Nhưng anh ta không ngờ đợi là Lâm Thanh Diện lại từ mình trốn thoát được, đã vậy còn dẫn theo thạch hạo, điều này làm anh ta cảm thấy uy phong của mình bị xúc phạm cho nên hôm nay bằng mọi giá anh ta sẽ không thể bỏ qua cho lâm thanh diện và thạch hạo dù có giết bọn họ thì hội trưởng cũng sẽ không trách gì lâm thanh diện nghe tôn ngọc thành nói chỉ có mình anh ta thì cũng yên tâm hơn sau đó anh lại nói tôi không giết người của hội trường đó chỉ là hiểu lầm thôi cô ta vẫn chưa chết hiện giờ đang bị nhà họ lâm bắt giam bọn họ để tôi gánh tội thay tất cả là vì có người muốn chiếm lấy người con gái của hội trưởng tôn ngọc thành nghe anh nói vậy thì cười khinh một tiếng Đoạn anh ta nói, mày nhìn mặt tao thấy có giống quan tâm không? Tao chả cần biết cô ta có phải do mày giết hay không, tao chỉ cần nắm đầu mày giao cho hội trưởng để tranh công là được, chẳng nhẽ chỉ vì mấy câu của mày mà tao phải đi điều tra tiếp chuyện này rồi hoàn toàn chống lại nhà họ Lâm sao? Đừng đùa chứ, đó là người của hội trưởng chứ đâu phải của tao, tao cũng chẳng muốn dây vào phiền phức làm gì. Lâm Thanh Diện nghe vậy liền cau mày lại, không ngờ tên Tôn Ngọc Thành lại là hạng người ích kỷ như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu của tên kia có vẻ như cũng đã biết chuyện này không đơn giản như mặt ngoài, chẳng qua là không muốn tốn công xử lý thôi. Xem ra là hội trưởng hội Thiên Nguyên đã nuôi ong tay áo rồi, chuyện này liên quan đến tính mạng của người của ông ta, vậy mà anh đây chẳng hề quan tâm đến, không biết nếu hội trưởng của các người biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Hội trưởng sẽ không bao giờ biết chuyện này, qua hôm nay bọn mày sẽ biến thành người chết, hơn nữa hội trưởng vốn cho rằng mày là người giết cô ta mày chết là hết chuyện thôi tôn ngọc thành cười nói tiện đây nói mày biết luôn tao biết cô ta vẫn chưa chết hơn nữa tao còn biết cô ta đang ở đâu mày cho rằng nhà họ lâm dám làm vậy ở hội thiên nguyên chẳng ai biết chút gì hội trường sẽ tin sao lâm thanh diện giật thót ý của tôn ngọc thành quá rõ ràng chuyện nhà họ lâm làm anh ta cũng nhúng tay vào hội trưởng của các người đúng là đuôi rồi lại đi nuôi cái dòng ăn cây táo rào cây sung như vậy lâm thanh diện lạnh lùng nói bây giờ gặp bất kỳ ai có móc nối với lạc hân thì anh đều cảm thấy có một cảm giác thù ghét khó tả thạch hạo thấy lâm thanh diện đứng yên nói chuyện này với tôn ngọc thành thì lòng vô cùng sốt ruột thế là anh vội vàng nói anh diện tên này đúng là thứ không ra gì mà nhưng bây giờ đâu phải là lúc để nói chuyện đó tên đó rất mạnh chúng ta phải mau chóng chạy thoát thôi lâm thanh diện híp mắt nhìn tôn ngọc thành đoạn anh lạnh lùng nói một tên tay sai ăn cây táo rào cây sung mà thôi mạnh đến mức nào chứ hơn nữa cũng chỉ có mình anh ta, chúng ta không việc gì phải sợ. Tôn Ngọc Thành, hừ một tiếng đầy. khinh bỉ, rồi anh ta lên tiếng bảo, mày tường là trốn được khỏi phòng giam là giỏi lắm rồi sao? Nếu tao nhớ không làm thì mày chính là tên phế vật bị đuổi khỏi nhà họ Lâm đúng không? Mày có tư cách gì ba hoa với tạo chứ? Có tư cách hay không cứ đánh một trận là biết. Lâm Thanh diện cũng, hừ một tiếng khinh khi. Trên khuôn mặt Tôn Ngọc Thành viết rõ sự khinh thường, chẳng hề xem anh ra gì cả. Còn Thạch Hạo thì lo muốn điên luôn rồi, anh không ngờ Lâm Thanh Diện lại định đánh với Tôn Ngọc Thành, đối với anh hành động này không khác gì tự sát cả. Nhưng bây giờ có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để chạy thoát rồi, nếu Lâm Thanh Diện và Tôn Ngọc Thành đánh nhau thì anh cũng sẽ không sợ sệt, dù là liều mạng cũng phải chắc chắn là Lâm Thanh Diện có thể chạy thoát. Anh Diện, vậy đi, giờ em sẽ giữ chân tên đó, anh tìm thời cơ bỏ chạy đi, còn sống là còn hy vọng, sau này anh báo thù cho em là được." Lâm Thanh Diện cười cười rồi tiến lên trước vài bước, anh nói, "Cậu cứ đứng một bên nhìn đi, để tôi đấu với anh ta là được, tôi nói trình độ của cậu còn thua xa tôi không phải là nói đùa đâu." Chương 240, sao anh cả lại ngã xuống rồi? Trong phòng giám sát của tòa nhà Thiên Nguyên, ba người bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào màn hình quay bãi đậu xe dưới tầng hầm, Lâm Thanh Diện bước lên phía trước một bước, nhìn dáng vẻ của anh như sắp ra tay với Tôn Ngọc Thành. Ba người bảo vệ đều nở một nụ cười lạnh, hiển nhiên, họ cảm thấy hành động của Lâm Thanh Diện là vô cùng ngu xuẩn. Mấy người nhìn cái tên trốn thoát khỏi nhà giam này mà xem, nó định thách thức anh cả của chúng ta à? Cậu nói xem anh ta nghĩ quân như nào chứ? Anh cả của chúng ta là vệ sĩ kề cận của hội trưởng, là người mà anh ta có thể tùy tiện dây vào sao? Tự cho mình là tài giỏi, loại người như vậy mấy năm nay chúng ta gặp nhiều rồi, cuối cùng cũng không phải đều bị anh cả giải quyết gọn gàng hay sao? cứ nhìn xem, không đến mấy phút, hai người đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin thôi. Nhắm mắt tôi cũng có thể nghĩ được cái kết, hai người đừng xem nữa, chúng ta làm ván đấu địa chủ đi, chơi xong ván này, hai tên kia chắc cũng nằm xuống đất rồi. Sau đó, ba người bảo vệ bèn quay ra chơi đấu địa chủ, không hề nghĩ rằng Tôn Ngọc Thành sẽ đấu không lại hai người Lâm Thanh Diện và Thạch Hạo kia. Trong bãi đậu xe, Tôn Ngọc Thành thấy Lâm Thanh Diện định đơn độc giao chiến với mình thì lập tức, hư, lạnh một tiếng, không chút phí lời, anh ta xông về phía Lâm Thanh Diện. Những kẻ dám ra vẻ trước mặt tôi bây giờ đều đến chỗ Diêm Vương báo cáo cả rồi. Tốc độ của Tôn Ngọc Thành rất nhanh, trong giây phút đã đến trước mặt Lâm Thanh Diện, một cánh tay hướng thẳng về phía cổ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hít mắt lại, dồn hết sức vào nắm đấm, cản lại cánh tay của Tôn Ngọc Thành, sau đó đạp một phát vào bụng của anh ta. Sắc mặt Tôn Ngọc Thành thay đổi, không ngờ phản ứng của Lâm Thanh Diện lại nhanh như vậy, anh ta vốn tưởng rằng một chiêu của mình có thể kết thúc mọi chuyện, bây giờ mới nhận ra rằng bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi. không ngờ anh lại có chút tài như vậy, xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. tôn ngọc thành nói lâm thanh diện hừ lạnh một tiếng, dồn sức vào chân, nhưng cuối cùng bởi vì sức lực của anh chỉ có thể phát huy một nửa cho nên đã đá vào không khí. nhưng lâm thanh diện không hề ngừng lại, một chiêu đá vào không khí, nhưng ngay sau đó chân anh đã hướng ngay về phía mặt của tôn ngọc thành. Tôn Ngọc Thành nhíu mày, không ngờ đứng trước mặt Lâm Thanh Diện anh ta lại bị áp chế, đến cả chút thời gian lấy hơi cũng không có. Thạch Hạo đứng bên cạnh thấy Lâm Thanh Diện ra tay, trong lòng cảm thấy sốt ruột, ban nãy anh còn muốn xông lên phía trước chịu đòn thay cho Lâm Thanh Diện, nhưng ngay giây tiếp theo anh đã nhận ra, trận chiến giữa Lâm Thanh Diện và Tôn Ngọc Thành, anh không có cách nào nhúng tay vào được. Thực lực của Thạch Hạo tuy không yêu, nhưng về mặt tốc độ, so với đám người Lâm Thanh Diện thì anh không là gì cả, nếu anh cứ mạo hiểm tiến lên phía trước thì nói không chừng sẽ gây không ít phiền phức cho Lâm Thanh Diện. Vì vậy cuối cùng anh đã kiềm chế, không xông lên phía trước, chỉ đứng một bên nhìn hai người chiến đấu. Bây giờ sức lực của Lâm Thanh Diện không đủ, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật để bù đắp lại, Tôn Ngọc Thành tuy là một đối thủ nặng ký, nhưng dựa vào ưu thế trên kỹ thuật của Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn có thể đánh bại Tôn Ngọc Thành. Chỉ có điều cả ngày nay Lâm Thanh Diện chưa ăn bất cứ thứ gì, phần lớn sức lực đã vì lạc tâm hạ thuốc mà hao hụt, vì vậy lúc giao đấu với người khác, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Nếu không đợi đến lúc Lâm Thanh Diện không đủ sức, cho dù kỹ thuật có tốt hơn đi chăng nữa, Tôn Ngọc Thành cũng có thể giải quyết anh trong một chiêu. Vì vậy sau khi giao đấu với nhau hơn mấy chục chiêu, Tôn Ngọc Thành vung một nắm đấm về phía Lâm Thanh Diện nhưng Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để ý đến, anh ít mắt lại, nghiến răng, đấm một đấm vào ngực Tôn Ngọc Thành. Tôn Ngọc Thành tưởng rằng Lâm Thanh Diện đang ra đòn giả, dù sao nếu như Lâm Thanh Diện còn cố chấp muốn tấn công, nắm đấm của anh ta cũng sẽ trúng vào người Lâm Thanh Diện, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng anh ta không hề biết rằng thể lực của Lâm Thanh Diện đang suy kiệt, nếu không thể giải quyết anh ta trong thời gian ngắn, đến lúc đó Lâm Thanh Diện và Thạch Hạo sẽ xong đời. Vì vậy Lâm Thanh Diện chỉ có thể chọn cách để cả hai cùng chịu thiệt hại như vậy, chỉ khi đánh ngã Tôn Ngọc Thành trước, bọn họ mới có khả năng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Tôn Ngọc Thành đã phát hiện được điều bất thường, Lâm Thanh Diện không có ý định thu tay, sắc mặt anh ta thay đổi, tiếc là lúc này muốn rút tay về đã không còn cơ hội nữa. Nắm đấm của Lâm Thanh Diện đánh thẳng vào ngực Tôn Ngọc Thành, sức lực vô cùng lớn, chỉ nghe thấy Tôn Ngọc Thành hư, một tiếng, sau đó là tiếng xương gãy vang lên. Chiều này Lâm Thanh Diện đã sử dụng quyền nhất thốn sao, tuy nhìn có vẻ chỉ là một cú đấm bình thường, nhưng lúc đánh vào người Tôn Ngọc Thành, toàn bộ sức mạnh của anh đều dồn vào cú đấm, lực tấn công đó không phải thứ mà một cơ thể có thể chịu đựng được. Sao nhất thốn quyền hay còn gọi là có đấm một in. Đây là một kỹ thuật trong Vịnh Xuân Quyền, cú đấm của Tôn Ngọc Thành cũng đã đấm trúng vào người Lâm Thanh Diệt, anh nhổ ra một ngụm máu, còn Tôn Ngọc Thành bay thẳng về phía sau, nặng nề ngã xuống đất rồi rơi vào hôn mê. Thạch Hạo thấy vậy, mau chóng chạy qua đỡ Lâm Thanh Diệt mở miệng hỏi, anh Diệt, anh không sao chứ? Anh ta đã không động đậy được nữa rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chậm trễ thì sẽ không kịp mất. Lâm Thanh Diện nói. Nói xong, vì mất sức mà Lâm Thanh Diện ngất đi, Thạch Hạo thấy vậy, mau chóng cõng anh lên, chạy ra khỏi bãi đậu xe. Anh Diệt, không thể không nói, anh đỉnh thật đấy, không ngờ đến cả Tôn Ngọc Thành cũng bại trong tay anh, xem ra giữa em và anh còn có một khoảng cách rất xa nữa. Thạch Hạo vừa chạy vừa cười nói, nếu anh biết được Lâm Thanh Diện chỉ phát huy bằng một nửa bình thường mà vẫn đánh thắng Tôn Ngọc Thành, sợ là anh sẽ kinh ngạc đến rơi cầm xuống đất mất. Trong phòng giám sát, ba tên bảo vệ vừa đánh xong ván đấu địa chủ. Hai tên kia chắc đã bị anh cả đánh nằm xuống đất luôn rồi nhỉ, lát nữa lại có việc để làm rồi, còn phải khiêng hai tên đó trở về phòng giam nữa, phiền phức thật đấy. Một tên bảo vệ thờ ơi nhìn về phía màn hình giám sát anh ta cầm cái cốc bên cạnh lên, đang định uống một ngụm, đôi mắt nhìn về phía màn hình hiển thị bãi đậu xe dưới tầng hầm. Lúc anh ta nhìn thấy cảnh tượng trong màn hình, Lâm Thanh Diện và Thạch Hảo đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Tôn Ngọc Thành lại ngã trên đất, bên cạnh còn có vết máu, cốc nước trong tay anh ta lập tức rơi xuống đất. Hai tên bảo vệ còn lại nghe thấy tiếng vẽ cốc đều bị dọa một phen, quay đầu lại nhìn về phía tên kia. Mẹ nó, cậu có thể cẩn thận một chút không, sao thế, lần này anh cả ra tay độc ác quá dọa cậu sợ rồi à chẳng phải anh ta mới tới chưa được hai tháng thôi sao chắc là vẫn chưa biết thủ đoạn của anh cả chúng ta bị dọa cũng là bình thường thôi tên còn lại cười nói hai người đều nhìn về phía màn hình giám sát muốn nhìn xem rốt cuộc ở bãi đậu xe đã xảy ra chuyện gì lúc hai người nhìn về phía màn hình giám sát nhìn thấy cảnh tượng trong đó gương mặt đều tỏ vẻ ngỡ ngàng chuyện này Chuyện này sao có thể anh cả sao có thể ngã xuống đất được? Hai người kia đâu? Một tên mở miệng hỏi. Con mẹ nó còn hỏi tôi à? Sao tôi biết được? Không phải hai người nói anh cả sẽ xử lý hai tên kia trong vài phút thôi sao? Sao bây giờ lại thành anh cả bị chúng xử lý rồi? Hai người đừng cãi nhau nữa, mẹ nó mau chóng xuống bãi đậu xe xem tình hình của anh cả đi, không thấy anh ấy nôn ra nhiều máu như vậy sao? Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì, ba chúng ta cũng xong đời audio điện tử võ tấn bền. Chương 241, anh không yêu em nữa rồi. Huyện Yên Vân, một huyện nằm ở rìa thành phố A, cách thành phố A chưa đến 100 km. Chính bởi vì nằm ở thành phố A, sự phát triển của huyện này có thể nói là khá nhanh chóng, cho dù diện tích không lớn, nhưng thương nghiệp lại phát triển phồn vinh, một số cơ sở vật chất mà thành phố hạng 2 không có thì đều có thể dễ dàng tìm thấy được ở nơi này. Hơn nữa bởi vì giá nhà của thành phố A quá mức đắt đỏ nên có không ít người đang làm việc ở thành phố A không thể mua nổi nhà ở nơi này đều đến huyện Yên Vân để mua. Chính bởi vì nguyên nhân này, nghề bất động sản ở Yên Vân vẫn luôn rất nổi, một cái huyện nho nhỏ nhưng giá nhà có lúc vượt qua 90 triệu. Ở vị trí trung tâm của huyện Yên Vân, có một ngôi biệt thự xa hoa chiếm diện tích rất lớn, ngôi nhà sang trọng này có thể xem là ngôi nhà sang trọng hàng đầu của Yên Vân những người sinh sống ở Yên Vân đều biết, ngôi nhà này là của Thạch Hạo. Năm đó Thạch Hạo bị người nhà họ Lâm truy giết, anh đã chạy đến huyện Yên Vân, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của nhà họ Lâm, Thạch Hạo dựa vào cơ thể mình đồng ra sắt của mình, rất nhanh đã có tiếng tăm ở thế giới ngầm của Yên Vân. Năm đó anh lôi kéo một đám người, dựa vào đám người này phát triển bất động sản ở Yên Vân, Thạch Hạo tuy không có đầu óc về kinh tế, nhưng anh có một nắm đấm mạnh mẽ, vì vậy những vụ làm ăn không để đàm phán được, anh sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Chính vì dựa vào sự mạnh mẽ, độc đoán này mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Thạch Hạo đã trở thành người nắm giữ nhiều bất động sản nhất ở Yên Vân, hơn nữa toàn bộ thế giới ngầm của huyện Yên Vân đều do Thạch Hạo khống chế. Có thể nói, ở huyện Yên Vân, Thạch Hạo chính là một vị vua chân chính của thế giới ngầm. Đây chính là cái gọi là rông sẽ không chịu sự áp bức của rắn, cho dù nhà họ Lâm có cho người đến gây phiên phức với Thạch Hạo, nhưng anh cũng có thể dựa vào thế lực của mình ở Yên Vân mà xử lý đám nhà họ Lâm một cách sạch sẽ. Vì vậy sau khi Thạch Hạo đưa Lâm Thanh Diện ra khỏi tòa nhà Thiên Nguyên đã cướp một cái xe, lái thẳng đến huyện Yên Vân, chỉ có nơi này mới là nơi an toàn nhất. Lúc này, trong tòa nhà xa hoa của Thạch Hạo, Lâm Thanh Diện đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trong lòng anh là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, cô gái cuộn mình trong lòng anh, một cánh tay còn ôm lấy anh, dường như rất thiếu cảm giác an toàn. Lâm Thanh Diện mơ hồ mở mắt ra, cảm giác trong lông ngực có chút bức bối, anh nhớ là cuối cùng anh đã dùng nắm đấm đánh trà tôn Ngọc Thành, sau khi đánh ngã anh ta, anh đã ngất đi. Bây giờ ngực anh có hơi đau, chắc là vết thương do tôn Ngọc Thành tạo ra. Ngay sau đó, Lâm Thanh Diện ngửi thấy có một mùi hương nhẹ nhẹ trong lòng mình, hơn nữa còn dễ ấm áp và mềm mại khiến anh cảm thấy có chút lạ lùng, anh cúi đầu nhìn, sau khi thấy người nằm trong lòng mình là một cô gái, anh sợ hãi một phen cố gắng chịu đựng vết thương trên người nhanh chóng xuống khỏi giường con mẹ nói chuyện gì đây sao tự dưng lại có một cô gái xuất hiện trong lòng mình đây là đâu trong lòng lâm thanh diện xuất hiện nhiều dấu hỏi vì lâm thanh diện ngồi dậy mà cô gái kia cũng tỉnh dậy theo cô mở to đôi mắt đang mê man nhìn xung quanh một lượt khi nhìn thấy bản thân đang nằm trên cơ thể lâm thanh diện cô lập tức kêu lên tên lưu manh này anh làm gì tôi rồi Cô gái trừng mắt, vội vã dùng tay che ngực mình lại, gương mặt hoảng loạn. "Cô đừng căng thẳng, tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, lúc tôi tỉnh dậy thì nó đã thế rồi, chuyện này chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó." Lâm Thanh diện gượng gạo mở miệng. "Bây giờ anh chỉ muốn tìm cho ra Thạch Hạo, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." "Hiểu nhầm gì chứ, tên khốn nạn nhà anh, anh vấy bẩn sự trong trắng của người ta, người ta sau này không thể sống nổi nữa." Tôi mới có 19 tuổi mà đã bị người đàn ông đáng ghét là anh phá hoại hết rồi, như vậy sau này sao tôi có thể gặp mặt người khác được chứ?" gương mặt cô gái vô cùng ấm ức. Lâm Thanh Diện trừng lớn mắt ngơ ngác nhìn cô ta, cô gái này trông rất xinh đẹp, đến cả khi tức giận gương mặt vẫn vô cùng đáng yêu, chỉ có điều cách mà cô oán trách Lâm Thanh Diện lại giống hệt với những bộ phim truyền hình trên tivi. Thậm chí Lâm Thanh Diện còn có chút nghi ngờ không biết có phải cô ta đến đây để quay phim hay không nữa. Chuyện đó Cô có thể tự kiểm tra bản thân xem sao, tôi thật sự không làm gì cô cả, tôi bị thương, không thể nào có sức lực để làm loại chuyện này được, chắc là chúng ta chỉ trùng hợp nằm trên cùng một chiếc giường mà thôi, Lâm Thanh diện giải thích. Tôi không quan tâm, dù sao thì anh cũng đã vấy bẩn sự trong trắng của tôi rồi, đến giường còn nằm chung rồi anh còn muốn sao nữa, anh không thấy mấy người trong phim chỉ cần nằm cùng giường đã có thể mang thai rồi hay sao, sau này chắc chắn tôi cũng sẽ mang thai. Sao tôi có thể mang thai con của một người đàn ông đáng ghét như anh được? Người nhà tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, cô gái lại oán trách một lần nữa. Lâm Thanh Diện hít một ngụm khí lạnh, anh đã chắc chắn rồi, cô gái này nhất định là đã xem quá nhiều phim truyền hình máu chó, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc điều kiện gia đình cũng không tệ, vẫn luôn được bao bọc rất tốt, vậy nên mới ngây thơ thế này. Cô ta vậy mà lại tin hai người nằm chung giường sẽ có thể mang thai, điều này đã khiến Lâm Thanh Diện mở rộng tâm mắt. Cô gái à, thật ra tôi không làm gì cô cả, cô cũng sẽ không mang thai đâu, đây chỉ là một hiểu nhầm mà thôi. Hư, anh đúng là đồ vô trách nhiệm, rõ ràng đã nằm trên cùng một chiếc giường với con gái nhà người ta, bây giờ lại không chịu thừa nhận, sao anh biết tôi sẽ không mang thai chứ? Anh không muốn thừa nhận đứa con của chúng ta thì có, tôi thật sự là đáng thương quá mà, hu hu hu. Cô gái chìm đắm trong màn biểu diễn của mình mà không kềm chế được bản thân. Lãm thanh diện cạn lời nhìn cô gái trước mắt anh cảm thấy rất đau đầu anh thật sự không hiểu nổi là cô gái này chui ra từ đâu lúc này thạch hạo bước vào phòng anh thấy lâm thanh diện và cô gái kia đã tỉnh lại lập tức cười rồi bước đến anh diện cuối cùng anh cũng tỉnh khiến tôi lo lắng muốn chết nhưng bây giờ anh không sao thì tốt rồi tôi đã mời bác sĩ đến khám cho anh anh ta nói anh chỉ bị thương nhẹ nghỉ ngơi vài ngày là được thạch hạo nói lâm thanh diện trừng mắt nhìn thạch hạo mở miệng hỏi bây giờ chúng ta đang ở đâu còn cô ấy là như thế nào thạch hạo cười hi hi nói bây giờ chúng ta đang ở huyện yên vân đây là địa bàn của em chỉ cần ở đây cho dù hội thiên nguyên và người nhà họ lâm có đến cũng tuyệt đối không có cơ hội ra tay với chúng ta vì vậy anh không cần lo lắng đến vấn đề an toàn đâu còn về cô gái này lúc em đưa anh về nhìn thấy bên ngoài bãi đậu xe có một chiếc xe ở trên còn có chìa khóa em cảm thấy tình hình khẩn cấp nên đã cướp chiếc xe đó về đến lúc trở về mở xe ra thì thấy trong xe còn có một cô gái em sợ thả cô ấy ra cô ấy sẽ trở về tiết lộ tung tích của chúng ta vậy nên đã giữ cô ấy ở lại đây em thấy cô nhóc này trông cũng khá xinh xắn cũng khá hợp với anh nên đã để hai người cùng nằm trên một chiếc giường cô nhóc này ban đầu không đồng ý bị em đánh ngất luôn thế nào anh diện cô nhóc này không tệ đúng không gương mặt và cơ thể này đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh, anh kiếm được món bảo bối rồi nhé. Thạch hạo nói xong, gương mặt nở một nụ cười gian tà. Lâm thanh diện ném thẳng cái gối về phía thạch hạo, măng con mẹ nó cậu muốn chết à. Ông đây đã kết hôn rồi, may mà tôi bị thương, chưa kịp gạo nấu thành cơm, nếu không tôi đánh gãy chân cậu. Thạch hạo sợ hãi. Không ngờ Lâm Thanh Diện đã kết hôn, sau khi Lâm Thanh Diện đến Hồng Thành thì đã cắt đứt liên lạc với Thạch Hạo, đương nhiên anh không biết Lâm Thanh Diện đến Hồng Thành đã ở rể nhà họ hứa. Anh, anh Diện, em không biết, em tưởng rằng anh còn độc thân, nên em đã lôi cô nhóc này về đây, Thạch Hạo vội nói. Tìm người đưa cô ấy trở về, cô ấy mới 19 tuổi, hơn nữa còn ngây thơ như vậy, bị cậu lôi về đây chắc chắn là rất sợ hãi. Sau khi đưa cô ấy về, nhớ bồi thường cho người ta cẩn thận, Lâm Thanh Diện không vui gì nói. Vâng, anh Diện, em nhất định sẽ bồi thường cẩn thận, Thạch Hạo nói, sau đó đưa cô gái này đi. Nhưng Lâm Thanh Diện và Thạch Hạo không ngờ, cô gái kia nghe thầy Thạch Hạo muốn đưa cô trở về, lập tức nhào lên người Lâm Thanh Diện, nói tôi không đi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi, anh đừng hòng ngủ xong rồi liên đá tôi đi, nếu như chúng ta đã ngủ cùng một chiếc giường, vậy sau này chúng ta phải ở bên nhau, anh không thể vô lương tâm như vậy được. Lâm Thanh Diện đen mặt nhìn cô gái trước mặt, nói cô gái à, Cô xem phim nhiều quá rồi đó, ngủ cùng trên một cái giường, không có nghĩa là phải ở bên nhau, hơn nữa tôi cũng đã có vợ rồi. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng không trở về, anh đừng hòng bỏ tôi, cô gái nói. Gương mặt Thạch Hạo cũng vô cùng quái dị nhìn Lâm Thanh Diện, nói anh, anh Diện, em thấy cô nhóc này có ý với anh rồi, hay là cứ để cô ấy ở lại đây trước đã, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn Thạch Hạo của Lâm Thanh Diện lập tức tỏa ra sát khí tên nhóc này lại gây phiền phức lớn như vậy cho anh. Không sai, tôi sẽ ở lại đây, anh đi đâu thì tôi đi đó, đúng rồi, anh tên là gì? Cô gái trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cạn lời, nói, Lâm Thanh Diện. Anh đột nhiên có cảm giác như cô gái này đang cố ý không muốn trở về, cho dù có ngây thơ đi chăng nữa thì cũng đã 19 tuổi rồi, không thể đơn thuần đến mức độ này được, chỉ có thể chứng tỏ cô nói như vậy là đang tìm một cái cớ cho bản thân. Tôi tên Trung Linh Nhi, anh và tôi cùng ngủ trên một cái giường, sau này anh phải chịu trách nhiệm với tôi, nếu có ai bắt nạt tôi, anh phải là người đầu tiên thay tôi dạy dỗ bọn họ, Trung Linh Nhi nghiêm túc nói. Điều này tôi có thể đồng ý với cô, có điều cô có thể rời khỏi người tôi trước không? Lâm Thanh Diện thở dài nói, anh muốn để cô nhóc này yên tĩnh trước rồi tính tiếp. Trung Linh Nhi đỏ mặt, nhanh chóng rời khỏi người Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện mới lấy điện thoại ra bảo thạch hạo lấy cho anh cái sạc điện thoại sau khi cắm điện anh nhanh chóng gọi cho hứa bích hoài triệu xuân diệu từng nói muốn ra tay với hứa bích hoài anh sợ hứa bích hoài sẽ xảy ra chuyện vậy nên phải xác nhận lại với cô một chút sau khi hứa bích hoài nghe máy lâm thanh diện mới biết triệu xuân diệu không hề đi hồng thành lúc này mới thở phào một hơi sau đó anh lại gọi điện cho chân tài anh bảo anh ta sai người luôn luôn túc trực bảo vệ hứa bích hoài lâm thanh diện đang bị thương không thể lập tức trở về hơn nữa triệu xuân diệu cũng chưa chắc sẽ đến hồng thành gây phiền phức cho hứa bích hoài ngay lúc này vì vậy anh tạm thời chỉ có thể để trần tài anh bảo vệ cho hứa bích hoài cúp máy anh mới thở phào một hơi lần này đến kinh đô mới hai ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hơn nữa lâm thanh diện vẫn chưa biết được chân tướng vì sao lạc hân đuối anh ra khỏi nhà họ lâm lâm thanh diện muốn tìm hiểu rõ chuyện này cũng cần mất chút thời gian anh không vội vàng bây giờ sợ rằng lạc hân vẫn cho rằng anh đang bị nhốt trong phòng giam của thiên nguyên vì vậy tạm thời anh không sợ lạc hân làm gì mình còn về việc lâm trung thiên nhắc đến quan lĩnh trong thư anh cần phải đi điều tra một chút lâm trung thiên mất tích bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào cả điều này đủ để thấy được sự thần bí của quan lĩnh này đương nhiên nhiệm vụ hàng đầu của anh lúc này là phải dưỡng thương cho tốt sau đó nhanh chóng trở về hồng thành nếu triệu xuân diệu dám đến hồng thành Lâm Thanh Diện sẽ không tiếc khiến cho anh ta nếm thử mùi vị của sự hối hận. Cả một ngày trời, Trung Linh Nhi lúc nào cũng lượn lờ xung quanh Lâm Thanh Diện hỏi đông hỏi tây, cô dường như rất tò mò về Lâm Thanh Diện, muốn tìm hiểu mọi thứ về anh. Còn lúc Lâm Thanh Diện hỏi Trung Linh Nhi, cô lại không chịu nói bất cứ thứ gì, trừ cái tên, Trung Linh Nhi không nói điều gì liên quan đến cô với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến chuyện này, anh và Trung Linh Nhi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, theo anh thấy, đợi đến lúc dưỡng thương xong ở Yên Vân, chắc anh cũng sẽ nói lời từ biệt với Trung Linh Nhi. Tối hôm đó, Lâm Thanh Diện bảo Thạch Hạo sắp xếp một phòng cho Trung Linh Nhi, nhưng cô lại nhất quyết muốn ngủ cùng một giường với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mượn cớ nói mình đang bị thương, nếu Trung Linh Nhi mà ngủ chung với anh sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh, nói không chừng ngày hôm sau sẽ chết, lúc này Trung Linh Nhi mới ngoan ngoãn về phòng mà Thạch Hạo chuẩn bị cho để ngủ. Một ngày trôi qua, Sức khỏe của Lâm Thanh Diện đã khôi phục được chút ít, miễn cưỡng có thể xuống giường hoạt động, ngoại trừ việc không thể vận động mạnh thì những chuyện khác không có quá nhiều ảnh hưởng. Trung Linh Nhi thấy Lâm Thanh Diện có thể hoạt động, lập tức nhảy đến trước mặt anh, nói: "Nếu như anh đã có thể hoạt động, vậy đưa tôi ra ngoài chơi đi, nếu không cứ ở đây mãi tôi chán lắm. Tôi nghe Thạch Hạo kia nói ở đây có một trung tâm thương mại siêu lớn, anh đưa tôi đi dạo đi." Trung tâm thương mại thì có gì để dạo chứ, cô nên ngồi xuống đọc sách thì hơn lâm thanh diện cầm cốc nước lên uống một ngụm anh không yêu em nữa rồi trung linh nhi lập tức chu miệng nói lâm thanh diện phun hết chỗ nước trong miệng ra vừa ho vừa nói xem như cô giỏi chỉ cần sau này cô không nói những lời như vậy cô muốn đi đâu thì tôi đưa cô đi đúng lúc này trong trung tâm thương mại kim hoa của huyện yên vân hứa bích huyên đang ôm cánh tay của một chàng trai trẻ đẹp dạo loanh quanh sau khi cả nhà hứa bích huyên chuộc lại được hai món đồ cổ họ bán ra cô ta cảm thấy rất mất mặt, không có mặt mũi để tiếp tục ở lại Hồng Thành nữa, cho nên cô ta đã đến Yên Vân để nương tựa bạn bè. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, cô ta tìm được một công việc ở nơi này, mà điều khiến cô ta cảm thấy may mắn là, ở nơi này cô ta đã tìm được một người bạn trai khiến cô ta vô cùng hài lòng. Lục Ngọc Kỳ, Tổng Giám đốc của Bất Động Sản Hạo Thiên, triệu phú trẻ nhất của huyện Yên Vân, và cũng là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất của nơi này. Theo hứa Bích Huyên thấy, xuất thân lục ngọc kỳ không kém gì nhà họ hứa ban đầu cô ta còn cảm thấy bản thân chỉ vì mấy món đồ cổ mà bị ép phải rời xa quê hương là một chuyện rất khó khăn nhưng ai có thể ngờ được vận mệnh của cô ta lại thay đổi tìm được một người bạn trai như lục ngọc kỳ điều này khiến cô ta lại trở nên kiêu ngạo như lúc trước cô ta cảm thấy chỉ cần có lục ngọc kỳ ở đây cho dù hứa bích hoài có được cả công ty của nhà họ hứa thì vẫn không thể nào so sánh với cô ta dù sao sự ảnh hưởng của Lục Ngọc Kỳ ở huyện Yên Vân không hề kém cỏi so với sức ảnh hưởng của nhà họ Hứa ở Hồng Thành. Đương nhiên, cô ta cũng biết, Lục Ngọc Kỳ không tính là ưu tú nhất ở huyện Yên Vân, bởi vì trên Lục Ngọc Kỳ còn có một nhân vật chuyên kỳ khác chính là Thạch Hạo, chủ tịch của bất động sản Hạo Thiên. Có điều hứa Bích Huyên cũng không để ý, bởi nhân vật truyền kỳ giống như Thạch Hạo, cô ta cũng không dám mơ mộng, có thể có được một Lục Ngọc Kỳ đã khiến cô ta vô cùng mãn nguyện rồi. Bây giờ hứa bích hoài và tên phế vật lâm thanh diện đó chắc chắn tưởng rằng mình đang sống rất thảm nhỉ. Hừ, mấy người đợi đó cho tôi, đợi đến khi chúng ta gặp lại, tôi nhất định sẽ cho mấy người biết, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng thật sự trong cuộc sống. Ngọc Kỳ không chỉ là triệu phú, anh ấy còn có một nhân vật truyền kỳ như Thạch Hạo làm chỗ dựa, mấy người đã không còn tư cách để so sánh với tôi từ lâu rồi. Hứa Bích Huyên cười khẩy trong lòng, chương 242, có dám cực hay không? Lúc này đây, ở trong biệt thự tại trung tâm huyện Yên Vân, nhân vật huyên thoại trong lòng hứa Bích Huyên, Thạch Hạo đang sắc thuốc cho Lâm Thanh Diện. Trước đó, Lâm Thanh Diện nói muốn đi ra ngoài với Trung Linh Nhi, anh ta sợ trưa nay Lâm Thanh Diện không về, cho nên mới sắc để cho anh uống trước. Trong lòng Thạch Hạo thấy khá bội phục Lâm Thanh Diện, anh ta cứ nghĩ mình đã là mình đồng ra sắt, năng lực hồi phục cũng không tệ, nhưng mà khi so sánh với Lâm Thanh Diện thì mình chẳng khác nào cặn bã. Vốn bác sĩ cho rằng Lâm Thanh Diện phải dưỡng thương tối thiểu nửa tháng, hơn nữa sau một tuần lễ thì mới có thể xuống giường hoạt động được. Nhưng mà chỉ mất có một ngày, Lâm Thanh Diện đã có thể xuống giường hoạt động, khả năng hồi phục dị thường này khiến cho Thạch Hạo thấy vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi sắc thuốc cho Lâm Thanh Diện xong, Thạch Hạo lập tức bưng sang đưa cho Lâm Thanh Diện uống, anh ta còn đưa một số điện thoại cho Lâm Thanh Diện rồi nói: "Anh Diện, đây là điện thoại của thư ký em." lát nữa em phải đến công ty xử lý vài chuyện cho nên không thể đi cùng mọi người được nếu có chuyện gì thì mọi người cứ gọi điện cho thư ký của em cậu ta sẽ giúp anh giải quyết mọi rắc rối lâm thanh diện còn chưa nhận lấy tờ giấy kia thì trung linh nhi đã giật lấy nó thạch hảo chuyện này anh cứ giao cho tôi tôi nói gì lâm thanh diện cũng phải nghe hiểu chưa trung linh nhi chớp mắt cô nghe lâm thanh diện gọi thạch hảo là thạch hảo cho nên cô cũng gọi theo lâm thanh diện thạch hảo tỏ vẻ bất đắc dĩ đột nhiên anh ta cảm thấy hơi hối hận khi đưa Trung Linh Nhi đến đây rồi quả thực là một bà cô mà Lâm Thanh Diện cũng thấy bất đắc dĩ vô cùng giờ đây cái gì anh cũng phải nghe theo Trung Linh Nhi nếu anh mà không nghe thì cô sẽ nói là anh không yêu mình nói đến mức làm Lâm Thanh Diện muốn phát điên sau khi chuẩn bị đôi chút Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi cùng ra khỏi biệt thự Thạch Hảo đã sắp xếp xe đưa họ đến trung tâm thương mại Kim Hoa nghe nói bên cạnh trung tâm thương mại kim hoa có một trường đua xe chuyên nghiệp anh dẫn em đi đua xe được không trung linh nhi chớp mắt hỏi anh không được tôi còn đang bị thương không thể vận động mạnh được đâu lâm thanh diện từ chối thẳng thừng thôi đi cái này có là gì em thấy anh chẳng bị sao cả không phải chỉ là lái xe thôi sao vậy mà anh cũng không dám đúng là nhát gan anh không yêu em nữa rồi trung linh nhi tức giận nói lâm thanh diện dở khóc dở cười anh vội mở lời, tôi dẫn cô đi được chưa? Thấy trên người tôi vẫn đang bị thương mà còn muốn tôi đưa cô đi đua xe. Sau này cô đừng nói câu đó nữa được không? Tôi sợ người khác hiểu lầm đấy. Được, anh dẫn em đi đua xe thì em sẽ không nói mấy câu như vậy nữa. Trung Linh Nhi vui vẻ nói. Lâm Thanh Diện không nói nên lời, không ngờ mình bị thương mà còn phải đi đua xe với Trung Linh Nhi chỉ để đổi lấy một ngày thanh tịnh. Vụ mua bán này cũng thiệt thòi quá. Vừa nãy sau khi uống bát thuốc kia. Lâm Thanh Diện cảm giác với tình trạng cơ thể của mình bây giờ thì đi so tài đua xe cũng không thành vấn đề, chỉ có điều anh không ngờ là trong cơ thể anh vẫn có cảm giác vô lực như trước. Điều này có nghĩa là, cho dù vết thương trên người đã hồi phục nhưng sức mạnh trong cơ thể thì chưa thể phát huy đến một nửa. Lâm Thanh Diện không biết suốt cuộc lạc tâm đã dùng loại thuốc gì mà chỉ với liều lượng nhỏ như vậy cũng rủ khiến Lâm Thanh Diện không thể khôi phục suốt một thời gian dài. Bây giờ nhìn lại, chỉ có từ tài mới có cách chữa khỏi cho anh thôi, nhưng mà từ tài lại đang ở Hồng Thành Lâm Thanh Diện không có cách nào bắt ông ta tới đây được đành phải nghĩ cách để Thạch Hạo tìm một thầy thuốc Trung Y có y thuật cao xem thử có thể chữa được triệu chứng này hay không không lâu sau họ đi đến trung tâm thương mại Kim Hoa Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi bước xuống từ trên xe cô tung tăng đi vào bên trong đi thẳng đến xếp hàng ở bên trường đua xe Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ hứng thú của cô thì cũng nở nụ cười xem ra cô bé này rất thích những trò chơi kích thích nói đến đua xe, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng thấy hoài niệm, trước đây ở nhà họ Lâm có một trường đua xe riêng, Lâm Thanh Diện có thể xem là khách quen ở đó, hơn nữa kỷ lục do anh lập ra đến nay vẫn chưa bị phá. Nhưng năm xưa khi anh đi đua xe thường trùng với giờ mà Lâm Uyên sẽ dạy họ tập võ, người ta cảm thấy Lâm Thanh Diện vô công rồi nghề, nhưng Lâm Uyên lại thấy, cho dù Lâm Thanh Diện lái xe nhanh hơn nữa cũng không giúp ích được gì cho năng lực bản thân. Đua xe cũng như cái mác của con nhà giàu cho nên dù lâm thanh diện có lái xe giỏi đi nữa thì trong những gia tộc lớn như nhà họ lâm anh cũng không được tán dương là mấy đương nhiên lâm thanh diện chỉ xem đua xe là một trò chơi giải trí xưa nay anh không nghĩ nó là một kỹ năng quan trọng gì hồi nãy anh chỉ nói là dẫn em đi đua xe nhưng em không biết anh có đua được không đến lúc đó anh đừng giả vờ gàng quá không thẳng thì thôi trung linh nhi quay đầu lại nói lâm thanh diện cười cười anh nói yên tâm đi kỷ lục năm đó của tôi còn chưa có ai phá vỡ được đấy. Hừ, anh chỉ biết khoác lác, em không tin đâu, Trung Linh Nhi mở miệng. Cô không biết đua xe, nhưng trước đây từng có người dẫn cô đi trải nghiệm, cô cảm thấy thích thú và kích thích, cho nên cô muốn tự học, nhưng mà cha cô lại cho rằng đua xe khá nguy hiểm và cấm cô học nó, cô chỉ có thể lén lút nhờ người khác dẫn mình tới đua để cảm nhận một chút kích thích này mà thôi. Giờ ra khỏi nhà rồi, không ai quản lý cô nữa, chuyện đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là đi đua xe, cho nên cô mới khuyến khích Lâm Thanh Diện dẫn cô tới đây. Lúc hai người đi sang trường đua xe, Hứa Bích Huyên và Lục Ngọc Kỳ cũng đi tới đó. Hôm nay dẫn em đi trải nghiệm tốc độ và cảm xúc thăng hoa, phía trước là trường đua xe chuyên nghiệp nổi tiếng ở Yên Vân, anh cũng là người có tiếng ở đây, giờ người đứng đầu trong bảng xếp hạng ở trường đua của họ là anh đấy, Lục Ngọc Kỳ đắc ý nói với Hứa Bích Huyên. Hứa Bích Huyên tỏ vẻ sùng bái nhìn anh ta, cô ta khen ngợi chồng à anh giỏi quá có thể tìm được một ông xã ưu tú như anh em may mắn thật lục ngọc kỳ ôm vai hứa bích huyên nhỏ giọng bên tai cô chúng ta đi cảm nhận tốc độ một chút lát nữa có cơ hội thì mình tới nhà vệ sinh ở đây thăm hoa nhỉ nhất thời hứa bích huyên tỏ vẻ e thẹn nhưng mà cô ta cũng không hề từ chối mà lại gật đầu với lục ngọc kỳ đúng lúc này hứa bích huyên cũng nhìn thấy hai người lâm thanh diện và trung linh nhi phía trước sau khi nhìn thấy bóng lưng của lâm thanh diện Cô ta nhất thời sướng sờ, mà lúc đó Lâm Thanh Diện cũng quay đầu nhìn sang bên cạnh với góc cạnh gò má đó. Hứa Bích Huyên cũng xác định người đó chính là Lâm Thanh Diện. Chồng à, anh có nhớ tên ăn hại mà em từng nói với anh không? Tên là Lâm Thanh Diện đó. Hứa Bích Huyên nói. Nhớ chứ, là cái thằng ở rể nhà em, không phải anh ta là thằng vô dụng hèn nhát hả? À? Em nhắc tới anh ta làm gì? Lục Ngọc Kỳ hỏi lại. Người đàn ông phía trước hình như là anh ta đấy. Hứa Bích Huyên trả lời. Lục Ngọc Kỳ cũng nhìn về phía trước, anh ta hít mắt lại nói, là thằng ăn hại đó à? Sao anh ta lại đến Yên Vân? Em không rõ lắm, trông có vẻ bọn họ cũng muốn tới trường đua xe đó, trông à, nhà em trở nên thảm như vậy đều là vì Lâm Thanh Diện làm hại, hôm nay anh ta xuất hiện ở đây là ông trời có mắt, nhất định anh phải báo thù cho em đấy, Hứa Bích Uyên uất ức nói. Lục Ngọc Kỳ nhìn cô ta rồi mở miệng, yên tâm, sao anh có thể để em hoan ức được, một thằng ăn hại thôi mà nếu anh ta đã đến Yên Vân rồi thì cứ chờ xui xẻo đi, lời nói của anh có trọng lượng lắm. Chúng ta vào xem thử có phải họ muốn đua xe không đã, nếu đúng thì anh sẽ khiến cho anh ta phải chuốc nhục ở trường đua này. Hứa Bích Huyên vui vẻ gật đầu, đi theo Lục Ngọc Kỳ vào trong trường đua xe. Sau khi Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi vào trong, nhìn thấy từng chiếc xe lao vun vút trên đường đua, Trung Linh Nhi phấn khích vô cùng. Lâm Thanh Diện, anh xem kìa, bên kia còn có một bảng xếp hạng, người xếp số một tên là Lục Ngọc Kỳ, giỏi thật đấy, Trung Linh Nhi chỉ vào một màn ảnh lớn ở cách đó không xa, ngoài hiển thị tên ra thì còn có ảnh kèm. Cũng bình thường thôi, nếu tôi lái một vòng thì cũng có thể phá vỡ kỷ lục của anh ta, Lâm Thanh Diện cười nói. Ôi, giỏi thế à, lần đầu tôi nghe thấy đấy, một tên ăn hại mà cũng có bản lĩnh phá vỡ kỷ lục của tôi à. Lúc này, một giọng nói thình lình vang lên. Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi đều quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích uyên nhất thời Lâm Thanh Diện cũng sững sờ. Lâm Thanh Diện, anh không ngại mất mặt à, khoác lác đến mức này nữa, anh tưởng ở Yên Vân không ai biết anh là đồ vô dụng hay sao? Hứa Bích uyên khinh thường nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện. Sao cô lại ở đây? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôi nên hỏi anh mới phải, anh không ở Hồng Thành mà lại chạy tới đây quyến rũ cô gái trẻ, anh không sợ hứa Bích Hoài biết chuyện sẽ đánh gãy chân anh sao? Hứa Bích uyên diếu cợt nói sắc mặt lâm thanh diện trầm hẳn anh lạnh lùng nói giữa sạch cái miệng của cô đi không ngờ đồ rác dưới mà cũng mạnh mồm gớm nói cho cậu biết giờ bích huyên là bạn gái của tôi cậu đi quanh yên vân mà hỏi xem có ai không biết danh lục ngọc kỳ tôi không phải cậu muốn phá vỡ hay sao vậy cậu có dám đua với tôi không chỉ với cuộc đua xe một chặng này tôi sẽ cho cậu thua sát đất lục ngọc kỳ nói chồng à anh ta chỉ có thể giả vờ giả việt trước mặt mấy cô gái trẻ ngu ngốc thôi sao mà dám đua với anh đây, hứa Bích Huyên mở lời. Được thôi, nếu anh đã muốn đua thì tôi sẽ đua cùng anh, nhân tiện để cho cô bé này có thể trải nghiệm cảm giác phá vỡ kỷ lục là thế nào. Lâm Thanh Diện khẽ cười, anh không có cảm tình gì với hứa Bích Huyên, mặc dù là chạm mặt ở bên ngoài, nhưng hứa Bích Huyên vẫn muốn hạ thấp anh, cho nên anh không cần thiết phải giữ sạch mặt mũi cho hai người họ làm gì. Hứa Bích Huyên thấy Lâm Thanh Diện đồng ý thì cười nhạo thành tiếng, Cô ta nói, xem ra ở bên ngoài nên kẻ ăn hại như anh cũng to gan hơn nhỉ, chỉ là người ta không biết anh ra sao chứ tôi thì biết, muốn phá vỡ kỷ lục của chồng tôi à, nằm mơ đi. Lục Ngọc Kỳ cũng cười lạnh một tiếng, anh ta nói, nếu cậu đã tự tin như thế thì có dám đặt cược với tôi không, nếu tôi thắng, cậu phải bắt trước tiếng chó sủa ngay trước mặt mọi người, nếu cậu thẳng thì tôi cũng sẽ làm như vậy, cậu có dám cược không? chương 243, đua xe Trung Linh Nhi nghe Lục Ngọc Kỳ nói chuyện cá cược liên lập tức cau mày, tại sao anh lại có loại đam mê đó hả? Thế mà lại thích học chó sủa nhỉ? Sắc mặt Lục Ngọc Kỳ đột nhiên tối xâm lại, anh ta nói, tôi nói cá cược, cô biết cá cược nghĩa là gì không? Trung Linh Nhi bĩu môi với anh ta rồi quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, nói, Lâm Thanh Diệt, mình đừng cược với anh ta, để anh ta tự đi mà sủa, Thực ra Trung Linh Nhi nói điều vậy là vì cô phát hiện ra người đàn ông trước mặt mình đứng số một trên màn hình lớn bảng xếp hạng ở đó, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn thua người này. Nếu mà quả thật cô phải sủa tiếng chó thì xấu hổ quá mất thôi. Xem ra hai người không dám cược rồi chỉ, kẻ ngu ngốc như Lâm Thanh Diện, nếu mà thật sự có gan như vậy thì lúc ở Hồng Thành đã không bị bao nhiêu người cười nhạo đến thế. Đồ nhát chết, hứa Bích Huyên trợn mắt nói. Được, tôi sẽ cược với anh, Lâm Thanh Diện nói. Nghe Lâm Thanh Diện đồng ý cược, Trung Linh Nhi lập tức lo lắng, quay đầu bất mãn nhìn anh chem chằm rồi nói, anh ngốc à. Người này đứng số một trên bảng xếp hạng đó, anh cược với anh ta, cuối cùng phải sủa như cho đó. Lâm Thanh Diện cười nói với Trung Linh Nhi, không phải anh đã nói rồi sao, anh có thể phá kỷ lục của hắn dễ dàng mà. Em cũng muốn trải nghiệm thử mà đúng không, sao bây giờ lại sợ rồi hả? Trung Linh Nhi lập tức ưỡn ngực nói, ai, ai nói em sợ, dù có thua thì cũng chẳng phải em sủa tiếng chó, cược thì cược thôi. Nghe Lâm Thanh Diện đồng ý vậy, trên mặt Lục Ngọc Kỳ cũng lộ ra vẻ diễu cợt, nói nếu đã vậy thì để hai cô gái ngồi vào ghế phụ đi. Em gái, đua xe là môn thể thao nguy hiểm, nếu kỹ thuật của Lâm Thanh Diện mà tệ quá thì có thể mất cả mạng đó, cô phải suy nghĩ cho kỹ nha. Trung Linh Nhi chừng mắt nhìn Lục Ngọc Kỳ, cô có hơi phản cảm đối với người đàn ông này, anh ở đây rùa tôi vậy, nếu mà xảy ra chuyện thật thì anh tiêu đời đó. Lục Ngọc Kỳ phản đối, ở huyện Yên Vân này làm gì có ai dám bảo tôi tiêu đời hả? Cô làm tôi tiêu đời thế nào hả? Dựa vào tên vô dụng cạnh cô đây hả? Nói xong, anh ta và hứa Bích Huyên cười lớn. Trung Linh Nhi tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm, si, sí, bà đây có thể. Lời chưa nói hết cô đã im bặt giữa chừng. Bốn người bọn họ cùng đi về phía đường đua, Lục Ngọc Kỳ vừa bước vào đã có rất nhiều người chạy tới chào hỏi. Trên mặt Lục Ngọc Kỳ tràn đầy vẻ tự mãn, anh ta cười nói, chẳng ai ở trường đua này là không biết tôi cả. Đến cả ông chủ ở đây cũng còn phải nể mặt tôi. Ở huyện Yên Vân, không nhiều người mới còn trẻ như tôi mà đã có mạng lưới quan hệ rộng rãi như vậy đâu nha. Ngoặc kép, chứ gì nữa, chồng em giỏi thế mà, đâu phải ai cũng so bì được. Nói không chừng lúc còn ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện cũng rất nổi tiếng đó nha, do vô dụng quá nên nổi tiếng là kẻ ngu ngốc nhất Hồng Thành đó mà, hứa Bích Huyên cười nói. Trung Linh Nhi rất tức giận khi nghe hứa Bích Huyên nói vậy, cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nói cô ta nói anh vậy mà anh không tức xíu nào hả? Lâm Thanh Diện cười nói, nếu tức thì chẳng phải sẽ kéo mình xuống ngang hàng với cô ta sao? Nhưng hai người bọn họ thật sự quá quát, chẳng qua là quen biết vài người thôi mà. Anh xem bộ dạng anh ta kìa, Trung Linh Nhi tức giận nói. Em nên nghĩ như này, anh ta càng quen biết nhiều người, vậy thì lúc sủa tiếng chó sẽ càng thêm mất mặt thôi, Lâm Thanh Diện nói. Trung Linh Nhi hứ một tiếng, trong lòng cô vẫn có hơi không chắc chắn, dù sao cô cũng không rõ lắm kỹ năng lái xe của Lâm Thanh Diện. Trong ấn tượng của cô, xe đua không hề dễ lái, Lâm Thanh Diện lại còn bị thương, muốn thắng người đứng đầu trong bảng xếp hạng tại đây, quả thực có phần khó khăn. Lục Ngọc Kỳ đi tìm chủ trường đua để giải thích ngắn gọn tình hình cho ông ta, đồng thời yêu cầu ông chủ chuẩn bị đường đua lại, anh ta muốn so tài một trận với người khác. Nghe xong ông chủ liên hào hứng đồng ý, dù gì thì Lục Ngọc Kỳ cũng là một người nổi tiếng ở đây, anh ta cạnh tranh với những khác thì cũng sẽ giúp cho trường đua thêm nổi tiếng. Trước khi trận đấu diễn ra, Lục Ngọc Kỳ, dứt khoát, đòi giới thiệu Lâm Thanh Diện với ông chủ để khán giả biết Lâm Thanh Diện đang ở cấp độ nào. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi, ông chủ chuẩn bị hai chiếc xe cho hai người, sau đó cầm lấy micro và giới thiệu trận đấu hôm nay. Chào mọi người, trận đấu hôm nay sẽ do kỷ lục gia Lục Ngọc Kỳ của chúng ta đối đầu với một người tên Lâm Thanh Diện. Lục Ngọc Kỳ thì mọi người biết cả rồi, tôi sẽ giới thiệu một chút về Lâm Thanh Diện nhé. Lâm Thanh Diện là người cùng quê với bạn gái Lục Ngọc Kỳ. Nghe nói người này ở quê nhà, có danh hiệu đệ nhất ngu ngốc. Lần này Lục Ngọc Kỳ sẽ đấu với anh ta. Cũng chính vì kẻ ngu ngốc này mà trước đó bạn gái của Lục Ngọc Kỳ đã gặp nhiều rắc rối nên cuối cùng họ quyết định dùng đua xe để phân cao thấp ngoặc kép. Giữa bọn họ còn có thêm một cuộc cá cược, đó là hôm nay người thua trận phải sủa tiếng chó trước mặt tất cả mọi người. Tất cả các bạn ở đây hôm nay đều là nhân chứng. Lát nữa sau khi trận đấu kết thúc, đừng quên ván cược này nhé. Ngoặc kép, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy tập trung vào trận đấu hôm nay thôi nào. Sau khi nghe lời giới thiệu của ông chủ, mọi người lập tức phá lên cười, tất cả đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt đầy vẻ chế nhạo đã là một tên ngu ngốc vô cùng rồi mà còn dám thách thức Lục Ngọc Kỳ à, cười chết mất. Có thể nói Lục Ngọc Kỳ chính là thân đua xe của trường đua này, không phải ai cũng có thể tùy tiện thách đấu chứ đừng nói là một tên ngu từ bên ngoài đến. Còn cần phải thi gì nữa trời, bảo tay Lâm Thanh Diện sủa luôn đi cho rồi, chẳng có chút hồi hộp gì hết. Cả bốn người nhóm Lục Ngọc Kỳ và Lâm Thanh Diện đều đã thay quần áo và bước ra, nghe thấy những lời nhận xét quá khích của khán giả, trong lòng Trung Linh Nhi bỗng thấy lo lắng nếu hôm nay Lâm Thanh Diện thua thật thì cô cũng mất đi chỗ dựa lớn. Nghĩ đến đây, cô bất lực thở dài, thầm nghĩ dù sao thì cũng đã ngủ chung một giường với nhau rồi. Lâm Thanh Diện đấu với Lục Ngọc Kỳ, vậy cô cũng không thể trùn chân được. Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi với vẻ chế nhạo. Với họ, kết quả của trận đấu hôm nay đã bày ra rất rõ ràng rồi. Cả bốn người lên xe của mình, ngay lập tức một trọng tài chuyên nghiệp đi đến giữa hai xe và dơ cao lá cờ nhỏ trên tay vẻ mặt của trung linh nhi đầy căng thẳng cô đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu thả lỏng đi thắng hắn ta rất dễ dàng em không cần căng thẳng như vậy lâm thanh diện cười trung linh nhi cũng muốn thả lỏng bản thân nhưng cứ nghĩ tới việc lục ngọc kỳ là kỷ lục gia của đường đua này thì cô không thể thoải mái được nữa lâm thanh diện đưa tay định khởi động xe nhưng không ngờ là xe không khởi động được nhìn thấy Lâm Thanh Diện không khởi động được, Trung Linh Nhi trợn to hai mắt, cô nói, chúng ta xui xẻo như vậy sao, chiếc xe này còn chẳng khởi động nổi luôn. Lâm Thanh Diện bình tĩnh, lại tiếp tục thử khởi động lại. Lúc này Lục Ngọc Kỳ đã chuẩn bị xong cả, khán giả trên sân khấu nhìn thấy Lâm Thanh Diện chật vật khởi động thì lại lập tức cười rộ lên. Ông chủ đùa cợt nhìn chòng chọc chiếc xe của Lâm Thanh Diện. Việc này là ông ta cố ý gây ra mặc dù ông ta biết rằng với kỹ năng lái xe của lục ngọc kỳ thì chắc chắn sẽ thắng được lâm thanh diện thế nhưng vì lục ngọc kỳ đã nói rằng lâm thanh diện là đồ vô dụng nên xe giao cho anh ta cũng phải là loại rách nát mới xứng tầm lục ngọc kỳ cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với xe của lâm thanh diện trên mặt anh hiện lên một nụ cười lạnh lùng đúng là đồ vô dụng lái xe cũng không ra gì thật mắc cười hứa bích uyên cười đúng lúc này tiếng còi của trọng tài vang lên lá cờ nhỏ trong tay anh ta hạ xuống trận đấu chính thức bắt đầu, xe của Lục Ngọc Kỳ lập tức lao lên. Này, Lâm Thanh Diện, người ta đã đi rồi kìa. Mình đến khởi động còn không được nữa. Hôm nay thua chắc rồi, Trung Linh Nhi suốt ruột. Vẫn chưa chắc đâu, có hy vọng. Lâm Thanh Diện trực tiếp mở một cái nắp dưới xe để lộ ra dây điện bên trong, anh dùng hai sợi để đánh lửa, xe lập tức khởi động được. Sau khi xe nổ máy, Lâm Thanh Diện liên nhấn ga đuổi theo Lục Ngọc Kỳ, Tuy nhiên lúc này Lục Ngọc Kỳ đã đi trước bọn họ quá xa rồi, nếu muốn thắng e rằng chỉ có thể chờ kỳ tích. Trung Linh nhi tuyệt vọng đến muốn khóc. Nhóm người này thực sự đáng ghét, dám đưa chúng ta một chiếc xe nát, quá bất công, mình căn bản là không thể nào thắng được, Trung Linh nhi nói. Lâm Thanh diện mỉm cười nói, có tổng cộng 26 khúc cua trên đường đua này, trình độ của Lục Ngọc Kỳ chẳng qua cũng chỉ vừa đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Rõ ràng anh ta gặp vấn đề mỗi khi gặp góc cua anh chỉ cần tranh thủ cơ hội này để vượt lên, về sau vẫn có thể thắng được, Lâm Thanh Diện vừa lái xe vừa nói. Trung Linh Nhi rất ngạc nhiên, mặc dù cô không biết Lâm Thanh Diện có làm được không, nhưng nghe vẫn rất tuyệt. Khán giả trên khán đài nhìn xe của Lâm Thanh Diện với ánh mắt chế giễu, họ cảm thấy Lâm Thanh Diện xuất phát muộn đến như vậy thì hoàn toàn không có khả năng thẳng, trong trường hợp này anh nên trực tiếp thừa nhận thất bại thì hơn. Tiếp tục cố chấp chỉ giống như một trò đùa mà thôi. Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, mọi người càng phát hiện ra rằng khoảng cách giữa xe của Lâm Thanh Diện và xe của Lục Ngọc Kỳ đang dần thu hẹp lại. Có thể nói, cứ sau một khúc cua là Lâm Thanh Diện lại rút ngắn khoảng cách thêm một chút. Càng về cuối, khoảng cách giữa Lâm Thanh Diện và Lục Ngọc Kỳ đã không còn bao nhiêu. Sau khi phát hiện xe Lâm Thanh Diện đã đuổi sát theo phía sau qua gương chiếu hậu, sắc mặt anh ta trở nên khó coi. Nếu bị Lâm Thanh Diện vượt mặt, danh tiếng của anh ta ở đường đua này sẽ lập tức trở thành trò cười dù gì thì Lâm Thanh Diện cũng đã xuất phát muộn gần nửa phút so với anh ta. Mẹ kiếp, hôm nay ông đây tuyệt đối không thể để cho người vượt qua, đi chết đi. Lục Ngọc Kỳ nghiến răng, trực tiếp đánh tay lái, tạt tới trước đầu xe Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đạp chân ga rồi chỉnh mạnh phương hướng. Anh lại đạp chân ga, trực tiếp mượn không gian Lục Ngọc Kỳ để lại, hoàn thành vượt qua, phóng tới trước xe anh ta. Toàn bộ khán đài trở nên sôi sục. Chương 244, thần xe lục ngọc kỳ ngây người nhìn chiếc xe lao vượt lên trước mặt hoàn toàn không thấy rõ lâm thanh diện rốt cuộc đã làm như thế nào mà chỉ trong nháy mắt xe của lâm thanh diện đã lao vụt lên trước anh ta lúc này khoảng cách trọng điểm chỉ còn lại hai khúc cua lục ngọc kỳ vừa phản ứng lại là liền vội vàng đuổi theo tuy nhiên anh ta đã rất sốc khi nhận ra rằng mình giờ không thể đuổi kịp lâm thanh diện được nữa nhất là khi vào cua khoảng cách giữa anh ta và xe của lâm thanh diện lại càng lớn hơn thái độ của khán giả đối với lâm thanh diện đã chuyển từ khinh thường sang kinh ngạc nhiều người thậm chí còn bắt đầu vỗ tay cổ vũ châu bò thật lúc đầu nghe bảo anh ta là kẻ vô dụng tôi còn tưởng anh ta căn bản còn không lái được xe cơ lúc thấy anh ta thậm chí còn không khởi động được máy tôi thực tình đã nghĩ rằng anh ta là đồ vô dụng thật ai ngờ anh ta lại đuổi kịp khoảng cách này cơ chứ đúng là đỉnh thật sự lần này anh ta có thể phá kỷ lục của lục ngọc kỳ mà còn là xuất phát sau nữa cơ đấy kỹ thuật này thì mới xứng gọi là thân xe chứ. Ngầu ghê luôn, lần đầu tiên tôi thấy cuộc đua đỉnh cao chấn động vậy luôn đó. Y như phim vậy, giờ tôi chỉ biết hết một từ xịn sò để hình dung tâm trạng kích động của mình thôi, xịn thật luôn. Một, trong nháy mắt, xe của Lâm Thanh Diện đã vượt qua điểm cuối, trên màn hình lớn bảng thành tích xuất hiện một kỷ lục mới, đè bẹp kỷ lục của Lục Ngọc Kỳ. Mọi người hò reo, cả trường đua đều trở nên sôi sục. Ông chủ sướng sờ, kiểu gì thì ông ta cũng không ngờ đến kết cục này. Ông ta đã sắp xếp một chiếc xe có vấn đề cho Lâm Thanh Diện, thế mà Lâm Thanh Diện lại có thể thắng cả Lục Ngọc Kỳ, đã thế còn luôn phá kỷ lục của Lục Ngọc Kỳ, loại kỹ thuật đua xe này quả thực quá biến thái luôn rồi. Ông ta có chút ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh, trên mặt nở một nụ cười cứng ngắc, rồi cùng mọi người hò reo. Xe của Lục Ngọc Kỳ cũng băng băng về đích, có điều lần này chẳng còn ai quan tâm đến anh ta nữa rồi, chỉ cần xuất hiện kỷ lục mới nó thì sẽ thu hút hết mọi sự chú ý của những khán giả này. Ai cũng đều chỉ chú ý đến người đứng đầu, một khi đã bị rớt hạng là lập tức biến mất khỏi tâm mắt của mọi người. Lâm Thanh Diện cho xe dừng lại, Trung Linh Nhi ngồi bên ghế phụ còn đầy vẻ bàng hoàng, cô hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể đuổi kịp thời gian trong tình huống bất lợi như vậy, đã thế còn thành công vượt xe lên trước. Hơn nữa, có thể nói Trung Linh Nhi là người được cảm nhận trực quan nhất kỹ năng lái xe của Lâm Thanh Diện, Cảm giác hồi hộp và phấn khích khi ngồi trong xe vừa rồi là lần trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Trung Linh Nhi. Lâm Thanh Diện quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trung Linh Nhi rồi cười hỏi, "Thế nào, giờ đã tin tưởng tay nghề xe của anh rồi nhỉ?" Lúc này Trung Linh Nhi mới phản ứng lại, cô hét lên, lao thẳng vào người Lâm Thanh Diện, muốn hôn anh một cái. "Lâm Thanh Diện, anh giỏi quá luôn, quả nhiên là người đàn ông mà em thích, mau để em hôn anh cái nào." Lãm thanh diện nhìn Trung Linh Nhi như một đứa ngốc, mắt mở to nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Trung Linh Nhi đập vào mũ bảo hiểm của mình. Lúc này Trung Linh Nhi mới sực nhớ ra rằng cô vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm trên đầu, vẻ mặt lập tức xấu hổ. Cô còn muốn cởi mũ bảo hiểm để hôn Lâm Thanh Diện, thế nhưng Lâm Thanh Diện đã xuống xe luôn, không cho Trung Linh Nhi có cơ hội này. Khán giả thấy Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi xuống xe thì lại hò reo cổ vũ, nhiều người bắt đầu gọi tên Lâm Thanh Diện. Trung Linh Nhi vốn vẫn muốn hôn Lâm Thanh Diện, nhưng nhìn thấy nhiều người bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình thì có chút xấu hổ, định bụng buổi tối về nhà nhất định sẽ làm điều này. Dù sao thì trong máy bộ phim truyền hình, thường là sau khi nam chính làm thành công việc gì đó, nữ chính đều hôn nam chính cả. Có thể nói Trung Linh Nhi rất tin vào các tình tiết trong phim truyền hình, thế nên nụ hôn này đương nhiên không thể thiếu rồi. Lúc này, cả Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên cũng đều đã xuống xe, sắc mặt Lục Ngọc Kỳ rất khó coi. Hứa Bích Huyên nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm, chạy đến nhà vệ sinh bên cạnh và ói mưa. So với Trung Linh Nhi đang nhảy nhót vui vẻ ở bên cạnh thì cũng đủ để thấy Lâm Thanh Diện và Lục Ngọc Kỳ, ai là người có kỹ năng đua xe tốt hơn. Lục Ngọc Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện rồi quăng luôn mũ bảo hiểm xuống đất. Khán giả xung quanh ngay lập tức la ó, rõ ràng là họ khá bất bình với cách cư xử của Lục Ngọc Kỳ. Lục Ngọc Kỳ, anh thua rồi, mau thực hiện điều đã cược khi nãy đi kỹ thuật đã không băng người ta rồi còn bày đặt quăng mũ bảo hiểm đồ, không chịu nổi thua thì đừng đi đấu với người khác. Mau sủa tiếng chó đi nào, tụi tôi đang đợi nè. Nghe tiếng la hét của những người xung quanh, Lục Ngọc Kỳ nắm chặt tay lại, là một thanh niên kiệt xuất của huyện Yên Vân này, giờ nếu thực sự phải sủa như chó trong hoàn cảnh thế này thì sau này anh ta sẽ không còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống ở đây nữa mất. Thế nên anh ta không hề có ý định thừa nhận vụ cá cực này, thà chịu dựng cảm giác khi thua còn hơn là phải sủa thật. Lục Ngọc Kỳ, còn không mau sủa đi, còn ngây người ở đó làm gì? Trung Linh Nhi trừng lớn mắt nhìn Lục Ngọc Kỳ hét. Lục Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói cô đang nói cái quái gì vậy? Sủa gì, đừng tưởng gặp hên thắng tôi mà tôi nhận thua. Vừa rồi xe tôi gặp trục trặc nên vòng này không tính. Thế nên đương nhiên cũng chả cần phải sủa gì nữa cả. Trung Linh Nhi nghe Lục Ngọc Kỳ nói thế liền lập tức dậm chân nói: Sao anh lại thế hả? Rõ ràng là xe của tụi tôi mới có vấn đề kia lại còn ở đây dở trò gì vậy hả? Đúng là không biết xấu hổ. Lúc này Hứa Bích Huyên cũng đi tới, thân sắc tái nhợt, mặt không còn chút máu, xem ra trận đấu vừa rồi khiến cô ta khá hoảng sợ. Ai dở trò gì chứ? Xe chúng tôi có vấn đề đấy. Cô cũng đã bảo xe của cô có vấn đề còn gì? Vậy nên vòng này không tính được. Hứa Bích Huyên cũng hùa theo nói. Trung Linh nhi cắn môi, liếc Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Huyên rồi lấy điện thoại di động ra tìm lại cuộc điện thoại từ Thạch Hảo. Khán giả thấy Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Huyên không chịu nhận thua liền tỏ ra tức giận. Nhiều người bắt đầu la lên rằng nếu hai người không sủa thì hôm nay phải hoàn tiền vé lại cho họ. Ông chủ nghe những người này đòi hoàn lại tiền vé liền nóng lòng, vội vàng đi xuống trước mặt Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Huyên nói: Ngọc Kỳ, vụ cá cược là khi nãy anh nói với tôi, mọi người có mặt đều nghe hết cả rồi theo tôi thấy thì anh vẫn là nên dám chơi dám chịu đi, nếu không mọi người đều đòi trả vé hết đấy. Họ trả vé thì liên quan gì đến tụi tôi hả? Chồng tôi là người có mặt mũi ở cái đất yên vân này. Sao anh ấy có thể sủa trước mặt thiên hạ vậy chứ? Lỡ như chuyện này bị người khác quay lại thì sau này anh ấy sao ở đây được nữa hả? Hứa Bích Huyên hùng hổ nạt nộ. Ông chủ vô cùng khó xử, Trung Linh Nhi ở một bên gọi điện thoại xong liền nhìn hứa Bích Huyên nói, bộ cứ là người có mặt mũi thì được nuốt lời hả? Hôm nay hai người nhất định phải hoàn thành vụ cược này. Bằng không thì đừng hòng ra khỏi đây. Hứa Bích Huyên liếc nhìn Trung Linh Nhi với vẻ khinh thường. Nói, một con nhóc như cô mà dám ăn nói thể với chúng tôi à? Tôi nghĩ chắc cô chưa biết trông tôi là người như nào nhỉ? Anh ấy là người của thạch hạo đấy. Nếu đụng vào anh ấy, sau này các người đừng mơ mà sống được ở Yên Vân nữa. Trung Linh Nhi nhếch miệng nói, thạch hạo thì sao chứ? cô ấy thì cũng vẫn phải nghe lời tôi thôi, nếu không tin thì giờ tôi sẽ gọi Thạch Hạo đến đây ngay. Hứa Bích Huyên đảo mắt nhìn Trung Linh Nhi, chỉ cảm thấy Trung Linh Nhi đang chém gió mà thôi. Cô ta không muốn chú ý đến Trung Linh Nhi nữa, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, nói, Lâm Thanh Diệt, anh phải biết mình có thân phận thế nào. Anh chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi, còn chồng tôi là một nhân vật lớn ở huyện Yên Vân này. Anh nên học cách dừng lại có chừng mực. Bây giờ anh hãy mau chóng giải thích cho mọi người hiểu là vốn dĩ không hề có đánh cược gì ở đây cả. Nếu không chồng tôi sẽ khiến anh không rời nổi được Yên Vân đâu, mà nếu vậy thì sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại được con đê tiện hứa bích hoài nữa. Sắc mặt lâm thanh diện châm xuống, anh lạnh lùng nói cô chửi ai đê tiện. Xì, si, chửi ai người nấy biết, mau làm rõ với mọi người đi, đừng dày ra thời gian ở đây, hứa bích huyên thở ơ nói. Lâm thanh diện nheo mắt, nếu hứa Bích Huyên vẫn không biết ăn năn như vậy thì hôm nay nhất định phải dạy cho cô một bài học. Vụ sổ tiếng cho hôm nay, nhất định Lục Ngọc Kỳ phải thực hiện cho bằng được. Vừa nãy em gọi cho thư ký của Thạch Hảo à. Lâm Thanh Diện hỏi Trung Linh Nhi. Trung Linh Nhi gật đầu, nói em tức chết mất. Thật sự không hiểu tên ngốc Thạch Hảo sao lại thuê loại người như vậy làm việc cơ chứ. Lâm Thanh Diện cười cười, nói chờ thư ký của Thạch Hảo qua xử lý đi. Mãi một lúc sau. Những lời mắng nhiếc trên khán đài vẫn chưa ngừng lại. Còn Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên thì có chết cũng vẫn không chịu thừa nhận. Lúc này, một người đàn ông mặc vest đi tới. Người này là thư ký của Thạch Hạo, tên là Lý Hoa. Tuy chức tổng giám đốc công ty bất động sản của Thạch Hạo là Lục Ngọc Kỳ, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ vị trí tổng giám đốc của anh ta chỉ là giải quyết một số công việc và duy trì hoạt động của công ty. Còn thực quyền công ty này thì đều nằm trong tay Lý Hoa cả. Lục Ngọc Kỳ cũng biết vị trí của Lý Hoa bên cạnh Thạch Hạo, vì vậy anh ta ở công ty đều luôn kính cẩn đối với Lý Hoa. Lục Ngọc Kỳ vừa nhìn đã nhận ra Lý Hoa, anh ta không ngờ Lý Hoa đến đây vào lúc này. Tuy nhiên anh ta vẫn cho rằng Lý Hoa dù thế nào thì cũng là người của Thạch Hạo, Lý Hoa nhất định sẽ giúp anh ta. Có Lý Hoa ra tay giúp đỡ, những người có mặt hẳn là không dám nói gì, dù sao người ở huyện Yên Vân cũng biết thư ký bên cạnh Thạch Hạo là người không dễ dây vào, Thế nên Lục Ngọc Kỳ liền vội đi về phía Lý Hoa, cười nói, thư ký Lý, thật là trùng hợp đó nha. Không ngờ lại gặp được anh ở đây, vừa đúng lúc tôi đang gặp tí chuyện phiền phức, không biết thư ký Lý có thể giúp giải quyết chút không? Hứa Bích Huyên đã nghe Lục Ngọc Kỳ kể về thư ký Lý, vì vậy khi nhìn thấy Lý Hoa đi tới, hai mắt cô ta liền sáng lên, nghĩ rằng có thư ký Lý ở đây thì Lâm Thanh Diện và con nhỏ kia nhất định tiêu đời rồi. Lý Hoa nhìn Lục Ngọc Kỳ một cái, căn bản không hề để ý gì đến anh ta. Sau đó, anh đi thẳng đến chỗ Trung Linh Nhi và Lâm Thanh Diện rồi cúi đầu cung kính nói, cô Trung, anh Lâm, tôi xin lỗi đã đến muộn. Không biết hai người đang gặp rắc rối gì, tôi sẽ thay hai người giải quyết ngay. mươi 245, tôi cũng gầy rồi. Nghe Lý Hoa nói vậy, Trung Linh Nhi lập tức chỉ sang Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Nguyên nói, hai người họ dám chơi mà không dám chịu. Rõ ràng là thua chúng tôi, thêm mà lại không chịu thừa nhận chúng tôi đã cười rằng ai thua sẽ sủa tiếng chó. Bọn họ còn đem cả thân thế ra hù dọa chúng tôi nữa chứ, bảo họ là người của Thạch Hảo, đúng tởm luôn. Lý Hoa nghe Trung Linh Nhi nói xong, sắc mặt liên thay đổi, nhanh chóng quay sang nhìn Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên. Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên đều không ngờ rằng Lý Hoa lại tôn trọng Trung Linh Nhi đến thế, vẻ mặt thẳng thốt. Lúc này, Lý Hoa quay đầu nhìn Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên hừ lạnh một tiếng, cô Trung nói có đúng không? nếu hai người thua rồi thì nên thực hiện hình phạt đi. Lục Ngọc Kỳ vội vàng chạy tới nói, thư ký Lý, chắc chắn ở đây có hiểu lâm gì đó. Người cược với chúng tôi là kẻ tên Lâm Thanh Diện kia kìa, tên Lâm Thanh Diện này chỉ là đồ bỏ đi thôi, anh không cần giữ thể diện cho anh ta đâu. Còn về cô gái này, không biết cô ta có quan hệ gì với thư ký Lý vậy? Hứa Bích Huyên cong môi nói, cô ta thì có thể liên quan gì đến thư ký Lý chứ? đi chung với đồ vô dụng như Lâm Thanh Diện thì chắc cũng là loại trả ra gì thôi. Lý Hoa lập tức chừng mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói, cô là thứ gì mà dám ở đây chỉ chỉ trỏ trỏ cô Trung hả? Cô ấy là, ngoặc kép. Lý Hoa suy nghĩ một chút, nhất thời không nghĩ ra quan hệ giữa Trung Linh Nhi và Thạch Hạo là gì. Tôi là chị dâu của Thạch Hảo, Trung Linh Nhi hét lên luôn. Lâm Thanh Diện ở bên xém chút muốn hộp máu, không lẽ cô nhỏ này thật sự tưởng mấy tình tiết trong phim là thật, lại còn vận vào người mình nữa chứ. Lý Hoa cũng cảm thấy hơi kỳ lạ khi nghe những lời của Trung Linh Nhi nói. Anh quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, Thạch Hạo đã nói với anh rằng Lâm Thanh Diện là anh cả của Thạch Hạo. Nếu Trung Linh Nhi và Lâm Thanh Diện có quan hệ như thế với nhau thì cũng xem là chị dâu của Thạch Hạo thật, chỉ có điều tuổi cô vẫn còn hơi nhỏ. Đúng vậy, cô ấy là chị dâu của Thạch Hạo, Lý Hoa nói. Sắc mặt Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên lập tức thay đổi, nếu lời này mà là Trung Linh Nhi nói thì họ sẽ không tin, thế nhưng bây giờ Lý Hoa cũng nói như vậy, họ không thể không tin được. Khán giả cũng nhìn Trung Linh Nhi với vẻ mặt bàng hoàng, họ không ngờ rằng hóa ra cô lại là chị dâu của Thạch Hảo. Tuy nhiên có một điều mà mọi người vẫn không rõ, nếu Trung Linh Nhi là chị dâu của Thạch Hạo, vậy thì anh cả của Thạch Hảo sẽ là ai chứ? Lý Hoa vốn dĩ muốn giới thiệu Lâm Thanh Diện để Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên nhận ra lỗi lầm của bọn họ, Thế nhưng Lâm Thanh Diện đã ra hiệu cho anh ta không cần nói, thế vậy Lý Hoa đành im lặng. Lục Ngọc Kỳ, anh đúng là to gan nhỉ, ngay cả chị dâu của Thạch Hảo cũng dám bắt nạt, sao hả, bộ anh muốn làm loạn à? Lý Hoa lạnh lùng nói. Sắc mặt Lục Ngọc Kỳ đột nhiên thay đổi, anh ta vội vã nói, thư ký Lý, tôi tuyệt đối không có ý đó, tôi cũng không biết cô ấy là chị dâu của anh hạo mà. Hứa Bích Huyên đột nhiên cảm thấy oán hận trong lòng thầm nghĩ vận may của Lâm Thanh Diện làm sao lại có thể tốt như vậy, cô gái đi cùng hóa ra lại là chị dâu của Thạch Hạo. Nếu giờ đã biết rồi, vậy nên làm thế nào chắc tôi không cần nói nữa nhỉ? Lý Hoa lãnh đạm nói. Lục Ngọc Kỳ nghiến răng nói, không cần đâu, thư ký Lý, kỹ thuật của chúng tôi không bằng người khác, tôi nên dám chơi dám chịu. Tôi sủa ngay đây. Anh sủa một mình à, còn người phụ nữ này thì sao? Lý Hoa liếc hứa bích huyên. Lục Ngọc Kỳ vội kéo cánh tay Hứa Bích Huyên, nói em cũng sủa nhanh đi. Hứa Bích Huyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ông xã, không phải anh vừa mới nói đây là vụ cá cược giữa anh và Lâm Thanh Diện sao? Em Em gì chứ hả? Chẳng lẽ em cho rằng vừa nãy đụng vào chị dâu của anh hào vậy mà có thể dễ thoát được như vậy sao? Nếu bây giờ em không sủa, sau này anh không cứu được em đâu. Lục Ngọc Kỳ nói xong liền bắt đầu sủa. Gâu 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 vài khán giả lập tức phá lên cười, Lục Ngọc Kỳ mặt mũi tái nhợt, nhưng mà có Lý Hoa ở đây, anh ta không thể không sủa được, chỉ còn cách mặt dày sủa oang oảng lên. Lý Hoa quay sang hứa Bích Huyên, ánh mắt lạnh lùng cho hứa Bích Huyên biết nếu hôm nay không sủa thì nhất định kết cục sẽ vô cùng thảm. Vì vậy cô ta chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi cùng Lục Ngọc Kỳ sủa. Mọi người ở đó đều cười ồ lên khi thấy hai người bị bẽ mặt, trong lòng hả hê hẳn. Trung Linh Nhi nhìn chằm chằm vào hai người họ, khuôn mặt vô cùng đắc ý hai người không phải rất giỏi sao giỏi lần nữa tôi coi coi hừ còn giờ cho trước và tôi đây giờ biết tôi lợi hại thế nào rồi chứ hả trung linh nhi chống nạnh nói lục ngọc kỳ và hứa bích uyên không dám nói gì đây là chị dâu của thạch hảo nếu làm cô ta không vui thì thạch hảo sẽ bắt tội thế thì cả hai sẽ xong đời lâm thanh diện nhìn vẻ vừa tức giận vừa hân hoan của trung linh nhi thầm nghĩ có được một cô gái ngây thơ đơn thuần như cô ấy quả thật đã là rất may mắn rồi. Chỉ là từ điểm này có thể nhìn thấy được rằng, thân thế của Trung Linh Nhi không hề đơn giản. Nếu chỉ là một gia đình bình thường thì không thể bảo vệ tốt được cho Trung Linh Nhi đến vậy. Nghe Lục Ngọc Kỳ và hứa Bích Huyên sủa một lúc xong, Trung Linh Nhi quay sang nhìn Lâm Thanh Diện nói, mình đi thôi. Lâm Thanh Diện gật đầu đi theo Trung Linh Nhi ra phía ngoài đường đua. Lý Hoa vội vàng đi theo, gọi xe chuyên dụng của Thạch Hạo rồi chờ hai người trở về biệt thự của Thạch Hạo. Trên đường, Trung Linh Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện bị cô nhìn đến sởn gai ốc, lên tiếng, em nhìn chăm chăm anh gì vậy hả, trên mặt của anh có gì à? Trung Linh Nhi vẻ mặt ngốc nghếch nói, em cảm thấy anh chính là định mệnh của em đó. Lâm Thanh Diện bất lực nhìn cô nhóc trước mặt, căn bản không biết nên làm thế nào với cô cả. Sau này đừng nói những điều như vậy nữa, anh là người đã có vợ, hơn nữa em cũng không phải là chị dâu của Thạch Hảo. Tuổi em nhiều nhất cũng chỉ có thể là em gái của Thạch Hảo thôi. Lâm Thanh Diện nói, em mặc kệ, dù sao em cũng đã ngủ chung giường với anh rồi, anh phải có trách nhiệm với em, dù anh có vợ rồi em cũng không ngại đâu. Anh không thấy trên phim có người có ba, bốn vợ luôn đó sao, Trung Linh Nhi nghiêm túc nói. Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười nhìn cô, thầm nghĩ cô nhóc này chúng độc phim truyền hình quả là không hề nhẹ có phải từ khi còn nhỏ em đã chỉ dựa vào phim truyền hình để hiểu thế giới bên ngoài không? Lâm Thanh Diện hỏi một câu, đây là suy đoán của anh, theo như anh thấy, một cô gái dù chỉ mới 19 tuổi cũng không thể ngây thơ đến vậy. Lại còn quá tin tưởng vào mấy lời trên phim truyền hình nói. Vậy chỉ có thể chứng tỏ cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Trung Linh Nhi từ khi còn nhỏ chính là xem phim truyền hình, vì thế cô mới xem mọi thứ trên phim là thật hết. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, khuôn mặt trung linh nhi lập tức tỏ ra khó chịu cô tức giận quay người lại nói không cần anh lo rồi cô không thèm nói chuyện với lâm thanh diện nữa sau khi trở về biệt thự trung linh nhi đột nhiên nhớ ra cô vẫn còn một nụ hôn nữa chưa kịp hôn thế là cô đi theo lâm thanh diện nhất quyết đòi hôn anh lâm thanh diện nhảy dựng lên khi bị đuổi theo trước đây anh chưa bao giờ bối rối như vậy lúc thạch hạo quay lại lâm thanh diện đã bảo thạch hạo bắt trung linh nhi lại thì cơn phong ba mới qua được lâm thanh diện nói rõ ràng với trung linh nhi rằng anh đã có vợ anh không thể để người khác hôn mình một cách tùy tiện vậy được trung linh nhi không chịu cứng đầu cho răng trong phim đều vậy cả lâm thanh diện cũng bất lực chỉ còn cách dọa rằng nếu trung linh nhi còn vậy nữa thì anh sẽ bảo thạch hạo đưa cô về lúc này trung linh nhi mới chịu xuống nước thế nhưng cô âm thầm thề rằng nụ hôn này nhất định sau này phải bù lại được vào buổi tối lâm thanh diện bảo thạch hạo giúp anh tìm một bác sĩ trung y đáng tin cậy anh nhất định phải loại bỏ tác dụng của thuốc trong người càng sớm càng tốt, nếu không sức lực của anh ta sẽ không thể phục hồi như thời đỉnh cao, mà nếu thế thì dù anh đi đâu cũng sẽ rất phiền. Thạch Hạo nói rằng anh ấy tình cờ quen biết một vị bác sĩ trung y nổi tiếng ở huyện Yên Vân, mấy hôm nay anh ấy đã giúp Lâm Thanh Diện nghe ngóng xem có thể mời vị bác sĩ trung y này đến đây hay không. Tối đó, tại một nhà hàng đồ Tây ở huyện Yên Vân, cả Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Huyên đều ngồi đấy với vẻ mặt u ám, việc họ sủa tiếng chó ở trường đua hôm nay chắc chắn đã khiến cả hai phải chịu một sự sỉ nhục lớn. Làm thế nào cũng không dễ dàng gì nuốt trôi cục tức này được. Anh không ngờ con nhỏ đó lại là chị dâu của Thạch Hạo, chẳng hiểu anh cả của Thạch Hạo khẩu vị thế nào mà thích được một con nhỏ như vậy. Giờ có muốn báo thù cũng rất khó, Lục Ngọc Kỳ nói. Hứa Bích Huyên nheo mắt, em nghĩ không cần thiết, con nhỏ đó là chị dâu của Thạch Hạo, chúng ta không thể nhàm vào cô ta được rồi, nhưng còn lâm thanh diện là một tên vô dụng không thể nghi ngờ là chúng ta không đối phó được với con nhỏ kia nhưng lẽ nào chúng ta cũng đối phó không được với lâm thanh diện nhưng tên lâm thanh diện biết con nhỏ đó nếu anh ta lại đi tìm cô ta để hỗ trợ thì phải làm sao lục ngọc kỳ nói hứa bích huyên cười nói bọn họ mới quen nhau cô ta không thể ở bên lâm thanh diện suốt được bây giờ lâm thanh diện vắng nhà không biết dưới quê giờ có biết tình hình của anh ta bên này không nữa từ lâu em đã muốn loại bỏ tên vô dụng Lâm Thanh Diện này rồi, giờ bắn lại tự mở đường cho mình, chẳng phải đây chính là cơ hội sao? Lần trước không phải em đã nói là có quan hệ rất tốt với tên đàn em giỏi nhất của Thạch Hạo là Từ Vĩ Cường đó sao? Với thực lực của Từ Vĩ Cường ở huyện Yên Vân này, nếu muốn tống khứ tên phế vật ra khỏi đây thì quá dễ dàng rồi nhỉ. Lâm Thanh Diện bị diệt xong thì làm sao còn có thể đi tìm cô ta làm chỗ dựa cho mình được nữa chứ? Lâm Thanh Diện cũng chỉ là đồ bỏ đi phỏng chừng cô ta tích tắc là quên mất anh ta thôi. Nghe hứa Bích Huyên nói thế, hai mắt Lục Ngọc Kỳ lập tức sáng rỡ, anh ta nói cách em nói chắc hắn có hiệu quả. Mẹ kiếp, nếu đúng như vậy thì anh sẽ đi nói chuyện với Tử Vĩ Cường, tên ngốc lâm thanh diện này dám bắt anh sủa trước mặt bao nhiêu người vậy, lần này anh không thể tha cho hắn được. Trong đáy mắt hứa Bích Huyên cũng lộ ra một tia u ám, cô ta lấm bẩm nói, lâm thanh diện, nếu không có anh, nhà tôi cũng không xuống tới mức suy sụp. Hứa Bích Uyên này không phải là người có thể bị ức hiếp bởi loại vô dụng như anh. Lần này tôi phải khiến anh trả giá bằng cái chết nơi đất khách quê người, a. À, audio điện tử Võ Tấn Bền. hết chương 245.